Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 71. Khổng Tước Tôn giả nghiêm túc nhìn Lục Lâm Thiên, hỏi: "Lâm Thiên, địa tâm linh mạch này cực kỳ quan trọng, ngươi tính sao?" Lục Lâm Thiên đáp: "Để lại địa tâm linh mạch cho đệ tử Phi Linh môn, Thánh Linh giáo chắc sẽ giúp ích nhiều. Đệ tử hy vọng bốn vị sư thúc bày cấm chế, khi đó đệ tử sẽ sắp xếp cho đệ tử Phi Linh môn, Thánh Linh giáo đi vào tu luyện." Khổng Tước Tôn giả nói: "Ý này hay, tuy địa tâm linh mạch có hiệu quả tiến bộ nhanh trong tu luyện nhưng đi đường tắt tu luyện sẽ phải trả giá đắt, vì vậy ngươi cần chú ý chừng mực. Địa tâm linh mạch là báu vật, nhưng lợi dụng nhiều không tốt cho căn cơ, mọi thứ đều có hạn độ." Lục Lâm Thiên gật đầu, nói: "Đệ tử hiểu. Bón thuốc tăng trưởng cho cây không phải việc tốt với tu luyện giả, điểm then chốt là ở căn cơ. Ví dụ các đại sơn môn như Vân Dương Tông, với nội tình của bọn họ không khó gì nhanh chóng bồi dưỡng ra một cường giả trẻ tuổi, nhưng làm vậy hơn phân nửa tương đương với hủy hoại một thiên tài tu luyện. Bồi dưỡng cường giả trẻ dễ, nhưng không thể trực tiếp bồi dưỡng ra siêu cấp cường giả. Chỉ có trải qua tôi luyện tuyệt đối, tu vi kiên cố mới chịu nổi gánh nặng siêu cấp cường giả." Khổng Tước Tôn giả gật đầu, nói: "Hiểu thì tốt." Khổng Tước Tôn giả tiếp tục bảo: "Ngươi có biết cách dùng cho địa tâm linh ngọc không?" Lục Lâm Thiên đáp: "Cái này thì đệ tử không rành, nghe bảo địa tâm linh ngọc là trọng bảo chỉ sinh ra trong địa tâm linh mạch, vạn năm khó xuất hiện một khối. Mỗi khối địa tâm linh ngọc ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, còn có nhiều ích lợi khác." Khổng Tước Tôn giả gặn hỏi: "Ngươi là đệ tử của Vân Dương Tông, chẳng lẽ không phát hiện ra Vân Dương Tông có điểm gì khác lạ sao?" Đám người Bạch Long Tôn giả cười tủm tỉm. Lục Lâm Thiên suy nghĩ kỹ rồi lắc đầu. Hắn chợt nhớ một điều. Trong Vân Dương Tông dường như năng lượng thiên địa đậm hơn chút, những cái khác không có gì đặc biệt. Lục Lâm Thiên còn nhớ lúc hắn vào Vân Dương Tông thì phát hiện vô hình chung năng lượng thiên địa bên trong mạnh hơn nhiều. Trên sơn môn của đại môn đại phái khác tuy cũng tràn đầy năng lượng, tốt hơn mảnh đất bình thường nhiều nhưng không đến mức như Vân Dương Tông. Khổng Tước Tôn giả nói: "Đúng rồi, năng lượng trong Vân Dương Tông tràn đầy hơn nhiều vì có địa tâm linh ngọc. Đây là một trong những giá trị quan trọng nhất của địa tâm linh ngọc." Lục Lâm Thiên kinh ngạc kêu lên: "Vì có địa tâm linh ngọc, năng lượng trong Vân Dương Tông tràn đầy vì có địa tâm linh ngọc. Thật khiến người ngạc nhiên. Lâm Thiên, địa tâm linh ngọc này có công hiệu tụ tập năng lượng thiên địa, nếu phối hợp trận pháp thì trong phạm vi thiên địa sẽ tràn đầy năng lượng. Có người tu luyện trong đó hiệu quả sẽ mạnh hơn nhiều." Bạch Long Tôn giả mỉm cười nói: "Tức là nếu ngươi nhanh chóng đặt địa tâm linh ngọc trong Phi Linh môn, tứ sư thúc sẽ bày một đại trận giúp ngươi, khi thấy trong Phi Linh môn tràn đầy năng lượng mạnh còn hơn Vân Dương Tông. Địa tâm linh ngọc của ngươi to hơn địa tâm linh ngọc bình thường nhiều, hiệu quả càng tốt." Lục Lâm Thiên há hốc mồm. Hóa ra là vậy. Hèn gì vừa rồi Bạch Long Tôn giả lấy địa tâm linh ngọc ra năng lượng thiên địa xung quanh tụ lại ngay, thì ra địa tâm linh ngọc còn công hiệu này. Nghĩ đến đây Lục Lâm Thiên hơi bất ngờ. Báu vật như vậy theo lời Khổng Tước Tôn giả vừa nói thì có giá trị siêu phàm với Vân Dương Tông. Vậy mà Vân Dương Tông đưa cho hắn, Lục Lâm Thiên rất khó hiểu. Sau khi Lục Lâm Thiên có được địa tâm linh ngọc nhưng năng lượng thiên địa trong Vân Dương Tông không yếu đi. Lục Lâm Thiên phỏng chừng Vân Dương Tông không chỉ có một địa tâm linh ngọc, không thì Vân Dương Tông tuyệt đối sẽ không đưa thứ quan trọng như thế cho hắn. Bạch Long Tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, địa tâm linh ngọc giá trị phi phàm. Đồn nó ngang ngửa thần khí thì hơi khuếch đại. Nhưng thể tích địa tâm linh ngọc của ngươi khổng lồ không tầm thường, nâng cao giá trị của nó lên nhiều. Trong lòng người bình thường e rằng chênh lệch một chút so với thần khí, nhưng nếu đặt ở các đại sơn môn thì địa tâm linh ngọc thể tích to thế này có giá trị tương đương thần khí. Kêu bọn họ chọn giữa thần khí và địa tâm linh ngọc thì bọn họ rất khó chọn lấy hay bỏ. Lục Lâm Thiên ngầm hiểu, người bình thường đương nhiên cho rằng thần khí quan trọng hơn một chút. Nhưng ở trong mắt các đại sơn môn thì địa tâm linh ngọc liên quan tương lai trong môn, giá trị không thể đo lường, rất khó lựa chọn. Kim Lang Tôn giả nói. Lâm Thiên, địa tâm linh ngọc này chứa năng lượng hùng hậu, người có thể chọn tự mình luyện hóa, thực lực sẽ tiến bộ rất nhanh. Nhưng một lúc tăng nhanh thực lực quá e rằng sẽ ảnh hưởng căn cơ. Ngoài ra nếu một người luyện hóa địa tâm linh ngọc thì lãng phí, hơi tiếc. Cùng Kỳ Tôn giả nói. Có địa tâm linh ngọc trong tay thì gấp làm gì? Bạch Long Tôn giả mỉm cười nói. Ngũ đệ nói đúng. Lục Lâm Thiên bật cười.
Hiện tại Nam Thúc đã có địa tâm linh ngọc, không cần khối này nữa. Trong lòng Lục Lâm Thiên đã quyết định dùng địa tâm linh ngọc này như thế nào. Lục Lâm Thiên nói, bốn vị sư thúc, làm phiền hãy bày cấm chế. Khổng Tước Tôn giả nói, cấm chế này khó làm, hiện tại linh khí trong địa tâm linh mạch cực kỳ tràn đầy, nhưng e rằng đó là vì trong không gian này ít nhất trên vạn năm chưa từng mở ra. Nếu cứ mở linh mạch thì hiệu quả sẽ kém đi. Bạch Long Tôn giả nói, cái này dễ làm, ta nhớ địa tâm linh mạch trong Vân Dương Tông mấy năm mới mở ra một lần. Địa tâm linh mạch này to hơn một chút, có thể 2 năm mở ra một lần, hiệu quả chắc không chênh lệch bao nhiêu. Khổng Tước Tôn giả nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, ý của ngươi sao? Lục Lâm Thiên không có ý kiến. Vậy là tốt nhất. 2 năm mở một lần, cách 2 năm đủ cho đệ tử tinh anh trẻ tuổi trong môn tu luyện, cộng thêm không gian này có rất nhiều yêu thú linh thú, là chỗ tôi luyện tuyệt vời. Điều này giúp ích rất lớn cho phi linh môn bồi dưỡng người trẻ tuổi, cung cấp máu mới. Còn về yêu thú, linh thú trong không gian thì Lục Lâm Thiên không hề nghĩ đến dùng chúng rèn luyện đệ tử phi linh môn. Vạn vật bình đẳng, đệ tử phi linh môn tiến vào tôi luyện cũng là rèn luyện cho yêu thú, linh thú. Đến tu vi thực lực nhất định thì đệ tử đó có thể mang yêu thú, linh thú ra ngoài. Bàn bạc một phen xong, Bạch Long Tôn giả đi trùng động không gian. Bốn người Bạch Long Tôn giả kinh thán về trùng động không gian, cấu trúc đó dù là thực lực hiện tại của bọn họ cũng khó thể làm được. Bốn người hợp tác vẫn thua. Cấu trúc trùng động không gian yêu cầu lĩnh ngộ không gian, khống chế năng lượng thiên địa đến đỉnh cao, cường giả đế cấp bình thường cũng không phải ai đều làm được. Hiểu biết nhất định về không gian này rồi đám người Bạch Long Tôn giả mới bắt tay vào bảy cấm chế. Theo ý của Lục Lâm Thiên thì cả không gian sẽ di động lại lần nữa. Lối ra trùng động không gian chỉ trừ một con đường thông hướng Sơn Mạch Vũ Đô, có thể nói là mở thêm một lối ra tiện cho việc ra vào cổ vực, Đông Hải. Không gian khác đơn độc cách ly với địa tâm linh mạch, để cho phi linh môn bồi dưỡng người trẻ tuổi. Đây là công trình không nhỏ, người bình thường sao làm được. Nhưng Bạch Long Tôn giả, Kim Lang Tôn giả, Khổng Tước Tôn giả, cùng Kỳ Tôn giả tuyệt đối không phải người bình thường. Xoẹt xoẹt xoẹt. Bốn người kết thủ ấn, linh lực chân khí toàn thân run rẩy, trong phút chốc phô thiên cái địa tuôn ra tụ thành cột sáng linh lực chân khí khổng lồ. Ầm ầm ầm. Cột sáng linh lực chân khí tụ tập. Năng lượng hùng hậu, không gian vang tiếng nổ điếc tai. Phương xa nhiều yêu thú, linh thú cấp thấp cảm nhận khí tức khủng bố kia thì run rẩy quỳ rạp xuống. Bốn người liên tục kết ra các thủ ấn huyền ảo, khí thế khủng bố hoàn toàn giải phóng. Không gian to lớn rung lắc. Lục Lâm Thiên đứng xa nhìn tặc lưỡi kinh thán. Thực lực của bốn vị sư thúc đúng là rất kinh khủng. Trong lòng Lục Lâm Thiên thầm nghĩ không biết lúc sư phụ thánh thủ linh tôn. Nam Thúc ở thời kỳ đỉnh phong so với thực lực hiện tại của bốn vị sư thúc thì ai cao ai thấp. Khoảnh khắc trong Sơn Mạch Vũ Đô như có động đất, mơ hồ vang tiếng nổ ầm ầm khắp trốn. Thanh âm như đến từ lòng đất vọng lên, muôn thú kinh hoàng chạy tứ tán. Vòng ngoài Sơn Mạch Vũ Đô có nhiều người cảm giác biến cố kinh người còn tưởng là động đất đến, gây khủng hoảng. Trong phi linh môn, nhiều cường giả ở đây cảm giác biến đổi, phát ra tinh thần xem xét nhưng không được gì. Động tĩnh này kéo dài thật lâu mới lặng xuống. Ầm ầm ầm. Trong Sơn Mạch Vũ Đô, dưới một ngọn núi, giây lát trời sụp đất nứt, núi lắc lư nứt ra lỗ hổng to. Đá vụn bay tứ tán, một thân hình vạm vỡ bay ra. Thân hình vạm vỡ vỗ cho bụi dính trên người, đó là cùng Kỳ Tôn giả. Vậy được rồi. Đám người Bạch Long Tôn giả lần lượt nhảy ra lỗ hổng. Mặt Bạch Long Tôn giả, Kim Lang Tôn giả, Khổng Tước Tôn giả, cùng Kỳ Tôn giả xanh mét, hiển nhiên bị tiêu hao khá nhiều. Với đẳng cấp thực lực của bọn họ tiêu hao đến mức này thì biết tốn sức cỡ nào. Lục Lâm Thiên cảm kích nói. Các vị sư thúc vất vả. Mọi thứ trong không gian đã làm xong. Bốn tôn tổ hợp tác cải tạo không gian, lỗ hổng nối với trùng động không gian, còn không gian khác thì bốn người Bạch Long Tôn giả hợp sức cấm chế thành không gian cách ly. Trong không gian đó lối ra địa tâm linh mạch ban đầu bị bốn tôn tổ bày lại cấm chế. Lối ra dưới chân núi bị đám người Bạch Long Tôn giả phá hủy hoàn toàn, bày lại cấm chế, mạnh hơn cấm chế cũng nhiều. Theo lời Bạch Long Tôn giả nói thì bốn người hợp tác bày cấm chế người dưới đẳng cấp đế cấp rất khó phá. Khổng Tước Tôn giả nói. Lâm Thiên, tuy đã bày cấm chế rồi nhưng không ai vào được, sau khi trở về ta cần luyện chế thêm một số ấn ký mở ra cấm chế. Lục Lâm Thiên hành lễ.
Làm phiền sư thúc. Tuy cấm chế đã được bày ra, bốn tôn tổ hợp tác đặt cấm chế, người dưới đẳng cấp đế cấp không vào được, Lục Lâm Thiên cũng vậy. Đệ tử phi linh môn thì càng không thể, cần ấn ký của bốn tôn tổ mới có thể mở ra. Vù vù vù. Mọi người bay ra khỏi sơn mạch Vũ Đô, trở về sơn môn, với tốc độ của đám người chỉ chốc lát đã trở lại phi linh môn. Trong sơn mạch Vũ Đô, bốn tôn tổ bày cấm chế tốn khá nhiều thời gian, sắc trời đã gần hoàng hôn. Bạch Long Tôn giả lại lấy địa tâm linh ngọc ra khoe. Thánh thủ linh tôn, Nam Thúc giật mình kêu lên. Không ngờ địa tâm linh ngọc này to như vậy, rất hiếm thấy. Thánh thủ linh tôn ra hiệu Bạch Long Tôn giả cất địa tâm linh ngọc đi. Dưới sơn mạch Vũ Đô còn có địa tâm linh mạch, không tệ. Thánh thủ linh tôn tiếp tục bảo. Lâm Thiên, Nam Thúc của ngươi đã có địa tâm linh ngọc, ngươi đã nghĩ cách dùng địa tâm linh ngọc này chưa? Ngươi tu luyện âm dương lĩnh vũ quyết, nếu đưa cho ngươi sẽ có tác dụng lớn, không lãng phí, nhưng đây không phải thượng sách. Lục Lâm Thiên nói. Sư phụ, con muốn tứ sư thúc hỗ trợ bày đại trận, đặt địa tâm linh ngọc trong phi linh môn. Trong lòng Lục Lâm Thiên đã có quyết định, nếu hắn nuốt năng lượng địa tâm linh ngọc thì tu vi sẽ tăng vọt, trong thời gian ngắn được lợi ích lớn. Nhưng đặt ở địa tâm linh ngọc được ích lợi vô hình sẽ đến từ từ. Hiện tại phi linh môn thiếu thốn nội tình, đặt địa tâm linh ngọc bên trong bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi thì thành tích phi linh môn càng rõ rệt. Thánh thủ linh tôn mỉm cười nói. Ừm, làm vậy sẽ tốt cho phát triển phi linh môn hơn nhiều. Thánh thủ linh tôn không ngăn cản, trong lòng cũng có ý đó. Lục Lâm Thiên ở lại mật thất một lúc rồi rời đi cùng Tiểu Long. Lục Lâm Thiên bàn chuyện luyện chế âm dương long hổ đan với Nam Thúc, sư phụ thánh thủ linh tôn. Chờ cường giả các đại sơn môn nhận bồi thường xong rời đi liền bắt đầu luyện chế. Một thanh âm trong trẻo vang lên. Lục trưởng môn. Lục Lâm Thiên mới bước ra đại điện phi linh môn liền gặp bóng dáng màu cam yêu kiều. Mắt sáng như minh dâu, khuôn mặt da thịt như ngọc, mắt đẹp toát ra phong vận khó tả, khiến người nhìn thấy đẹp mà không yêu, diễm mà không tục. Trừ Đạm Thai Tuyết Phi ra còn có ai? Lục Lâm Thiên gật đầu chào. Tuyết Phi cô nương. Thân phận hiện tại của Đạm Thai Tuyết Phi dù Lục Lâm Thiên không muốn quan tâm cũng phải xã giao, huống chi hắn không bao giờ phớt lờ giai nhân tuyệt sắc. Tiểu Long chớp mắt nhỏ. Lão đại, đệ đi về trước. Tiểu Long nhìn Lục Lâm Thiên và Đạm Thai Tuyết Phi, biết điều rời đi ngay. Đạm Thai Tuyết Phi nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn, nghe nói phong cảnh phi linh môn rất đẹp, ta không biết đường, hay Lục trưởng môn đưa ta đi tham quan được không? Mắt nàng tựa làn nước, khiến người khó thể từ chối. Cái này, không phải Lục Lâm Thiên không muốn nhưng Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh còn trong phi linh môn. Hai nhạc phụ, nhạc mẫu cũng có mặt, nếu gặp bọn họ thì không tốt cho hắn. Đạm Thai Tuyết Phi mắt lóe tia sáng, môi son nhếch lên nở nụ cười quyến rũ. Chẳng lẽ Lục trưởng môn không muốn tận tình địa chủ? Lục Lâm Thiên cười khổ nói. Được rồi, mời Tuyết Phi cô nương. Hoàng hôn. Trong sơn mạch rừng cây bao la sau núi Phi Linh Môn. Nhánh cây khô, dưới ánh chiều tà, mặt trời màu vàng nhạt xuyên thấu qua rừng cây để lại cái bóng dương nanh múa vuốt. Hai bóng người chậm rãi bước đi, là Lục Lâm Thiên và Đạm Thai Tuyết Phi. Lúc này Lục Lâm Thiên không dám dẫn Đạm Thai Tuyết Phi đi lung tung, nếu bị Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh nhìn thấy thì chết. Hai hũ giấm chua, rõ ràng không có gì nhưng Lục Lâm Thiên sợ bị hai nàng cho rằng có mờ ám, chuyện thế này giấu Vân Hồng Lăng. Lữ Tiểu Linh thì tốt hơn. Hai người đi chậm chậm, gió nhẹ thổi qua, vạt áo bay. Làn gió thơm chui vào mũi Lục Lâm Thiên. Ngón trỏ Lục Lâm Thiên gãi mũi, mùi thơm trên người Đạm Thai Tuyết Phi rất quyến rũ. Đang lúc Lục Lâm Thiên suy nghĩ lung tung thì mắt Đạm Thai Tuyết Phi sáng ngời nhìn thẳng hắn. Lục trưởng môn, lần này gây tổn thất nặng nề cho ba sơn môn, phi linh môn cũng vươn lên. Không biết tiếp theo Lục trưởng môn có tính toán gì không? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Phi linh môn luôn có tiêu chí người không phạm ta, ta không phạm người, ngoài ra không có tính toán gì. Áo xanh phất nhẹ, Lục Lâm Thiên khoanh tay bước chậm. Đạm Thai Tuyết Phi nhìn khóe môi nam nhân áo xanh treo nụ cười trí tuệ khó nắm bắt, mắt nàng hấp háy. Gót sen nhẹ nhàng đuổi theo Lục Lâm Thiên, Đạm Thai Tuyết Phi hé môi hỏi. Hình như Lục trưởng môn có tâm sự. Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi lại. Có sao? Rồi Lục Lâm Thiên cười cười, không nói thêm. Trong lòng Lục Lâm Thiên không có tâm sự gì, chẳng qua gần đây nhiều việc,
Quan trọng nhất là không biết Nam Thúc có thể bình phục lại không, còn chuyện hắn đột phá tôn cấp nữa, hai việc này là quan trọng nhất. Đạm Thai Tuyết Phi nói. Lục trưởng môn, nếu có tâm sự gì hãy cứ nói ra, không chừng ta có thể giúp đỡ một chút. Cái này. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Tâm sự thì không nhưng gặp chút rắc rối. Lục Lâm Thiên hỏi. Phải rồi, Tuyết Phi cô nương, không biết hiện tại lệnh sư ở đâu. Lần trước từ biệt lệnh sư mãi không gặp lại nữa, không biết gần đây lệnh sư có khỏe không? Trên Thiên Vân đảo Lục Lâm Thiên không tiện hỏi, lúc ở Đông Hải thì rơi vào tay Mộ Dung Lan Lan. Khi Lục Lâm Thiên tỉnh lại không thấy Mộ Dung Lan Lan, làm hắn luôn thắc mắc. Đạm Thai Tuyết Phi mắt lóe tia sáng. Gia sư đang bế quan, đa tạ lục trưởng môn nhớ tới. Đạm Thai Tuyết Phi cũng không biết tung tích của sư phụ, với bên ngoài thì không thể nói thật. Đạm Thai Tuyết Phi hơi bất ngờ là tại sao Lục Lâm Thiên hỏi thăm sư phụ. Lục Lâm Thiên gật đầu, nói. Thế thì tốt, nếu có cơ hội làm ơn hỏi thăm lệnh sư dùm ta, lúc trước đà tạ lệnh sư nương tay. Mắt Lục Lâm Thiên lóe sáng, hắn xem phản ứng vừa rồi của Đạm Thai Tuyết Phi liền biết nàng không nói thật. Chẳng lẽ Mộ Dung Lan Lan xảy ra chuyện gì? Không thì tại sao Đạm Thai Tuyết Phi đột nhiên tiếp nhiệm đảo chủ? Lục Lâm Thiên không tiện hỏi rõ ràng, mọi thứ không liên quan nhiều đến hắn. Hai người đi tới, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười. Ánh chiều tà bất giác chìm vào đường chân trời, sắc trời vào đêm, trăng sáng treo cao. Lục Lâm Thiên ngước nhìn trăng, nói. Tuyết Phi cô nương, trời đã tối, chúng ta trở về đi. Đạm Thai Tuyết Phi gật đầu. Hai người quay về. Đạm Thai Tuyết Phi nhìn nam nhân áo xanh đi bên cạnh, mắt mông lung. Quay về đình viện nơi Thiên Vân đảo cư trú, dọc đường đi gặp đệ tử Phi Linh môn tuần tra đều hành lễ. Thấy trưởng môn đi chung với đảo chủ Thiên Vân đảo, không khí hơi lạ, đệ tử Phi Linh môn biết điều hành lễ xong tự động lui ra. Ngoài đình viện, Lục Lâm Thiên nói với nữ nhân trước mắt. Tuyết Phi cô nương hãy nghỉ ngơi sớm, ta xin cáo từ. Đạm Thai Tuyết Phi hé môi. Lục trưởng môn. Đạm Thai Tuyết Phi muốn nói nhưng lời đến bên môi không thể thốt ra. Đa tạ lục trưởng môn đi dạo cùng, lục trưởng môn cũng sớm nghỉ ngơi. Lục Lâm Thiên cười cười, xoay người đi. Đạm Thai Tuyết Phi nhìn bóng lưng sáo xanh, ánh mắt lạc lõng, bất đắc dĩ, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Một bóng người già nua lặng lẽ xuất hiện sau lưng Đạm Thai Tuyết Phi. Tuyết Phi. Đạm Thai Tuyết Phi sửng sốt. Tham kiến trưởng lão. Người đến là Thiên Huyễn Tôn Giả. Thiên Huyễn Tôn Giả nhìn Đạm Thai Tuyết Phi, khẽ thở dài. Tuyết Phi, Lục Lâm Thiên tuổi còn trẻ, khí độ bất phàm, dù là tâm trí hay thiên phú đều là rồng trong cõi người. Trên đại lục không có mấy người xứng với ngươi, Lục Lâm Thiên là số một trong đó. Nhưng ngươi còn nhớ lời sư tổ ngươi đã dặn. Đạm Thai Tuyết Phi mắt lóe tia sáng, cắn răng thốt ra từng chữ. Làm đảo chủ Thiên Vân đảo tuyệt đối không được yêu nam nhân, Tuyết Phi luôn nhớ kỹ trong lòng. Thiên Huyễn Tôn Giả than thở. Thế thì tốt rồi, ai kêu ngươi làm đảo chủ Thiên Vân đảo? Thiên Huyễn Tôn Giả biến mất. Đảo chủ Thiên Vân đảo. Đạm Thai Tuyết Phi nhìn chằm chằm trăng sáng trên cao, thì thào. Nếu ta không phải đảo chủ Thiên Vân đảo thì sẽ ra sao? Lục Lâm Thiên quay về đình viện sau núi, tinh thần thả ra. Bạch Xa Xa, Nhan Kỳ, Lục Tâm Đồng, Đại Ca Dương Quá, Tiểu Long đều đang tu luyện. Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử đã rời khỏi Phi Linh Môn, gần đây có nhiều chuyện phải là hai người đó tự mình ra tay. Tinh thần xem xét thì bỗng Lục Lâm Thiên nhướng cao chân mày. Ủa? Vân Hồng Lăng ở trong phòng hắn. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng, hắn đi vào phòng. Đập vào mắt là đôi mắt hờn dỗi ghen tuông nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Vân Hồng Lăng nhìn Lục Lâm Thiên. Ánh mắt gay gắt. Cùng giai nhân đi dạo, thoải mái thật. Nguy rồi. Lục Lâm Thiên đảo trong mắt, chắc chắn là Tiểu Long bán đứng hắn. Vân Hồng Lăng chua môi. Chàng nói đi, có phải đã có gì với Đạm Thai Tuyết Phi? Vân Hồng Lăng phồng má lao tới gần Lục Lâm Thiên, bộ dạng hùng hổ hỏi tội nhưng không ảnh hưởng sắc đẹp của nàng ngược lại tăng phần đáng yêu. Lục Lâm Thiên không nói chuyện mà môi trực tiếp ấn lên môi đỏ chu ra. Hai tay ôm siết nữ nhân trước mắt. Miệng chậm rãi hé mở, bắt đầu cướp đoạt, đầu lưỡi di chuyển. Vân Hồng Lăng run rẩy, hơi vùng vẫy rồi mềm nhũn, quên hết tất cả, ném chúng lên 9 tầng mây. Bắt đầu cuộc xâm nhập nữ giới hòa vào nam giới,
môi hai người khép mở cắn nuốt khát vọng trong lòng đối phương mãi mãi. Lát sau quần áo cởi ra, hai người trong phòng đã hòa thành một, xuân sắc vô biên. Dù Lục Lâm Thiên nôn nóng muốn sớm đột phá tôn cấp nhưng có Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh trong phi linh môn, hắn muốn làm bạn bên hai nàng. Mỗi ngày Lục Lâm Thiên cùng Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá đi khắp nơi trong lãnh địa phi linh môn. Thời gian qua rất nhanh, trong mấy ngày nay tin phi linh môn liên hợp các đại sơn môn tổn hại nặng ba sơn môn trong thiên môn cốc đã lan rộng ra, gây sóng to gió lớn trong cổ vực. Mọi người sớm theo dõi tình hình phi linh môn, ba sơn môn, kết quả này khiến bọn họ giật nảy mình. Đặc biệt là một mình Lục Lâm Thiên thi triển thần khí tàn sát mấy chục vạn đệ tử ba sơn môn, giết mười mấy cường giả tôn cấp. Cả cổ vực tĩnh lặng, mọi người thầm dùng mình. Cuối cùng ba sơn môn thỏa hiệp, đồng ý bồi thường kết thúc cuộc chiến. Kết cuộc khiến mọi người bất ngờ. Tin tức này như sấm sét nổ vang trong cổ vực. Dù là Lục Lâm Thiên hay phi linh môn trong phút chốc mũi nhọn vượt trội, thành đề tài tám nhảm của ức vạn người trong cổ vực. Linh Vũ Chiến Vương Lục Lâm Thiên thi triển thần khí đại khai sát giới, một mình giết mấy chục vạn đệ tử Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang. Máu chảy thành sông, Linh Vũ Chiến Vương đánh chết mười mấy cường giả tôn cấp như lấy đồ trong túi, quá là rung động. Uy lực thần khí khủng bố, thực lực của Linh Vũ Chiến Vương Lục Lâm Thiên cũng khủng khiếp như vậy. Nghe nói trong thiên môn cốc bây giờ máu tanh chưa bay mất, cỏ cây không mọc nổi. Không ai dám đến gần. Phi linh môn sắp hưng thịnh phồn hoa, có Linh Vũ Chiến Vương tọa trấn thì phi linh môn không dưới nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Đùa, nghe nói Linh Vũ Chiến Vương là giáo chủ của Thánh Linh Giáo, trong Thánh Linh Giáo có nhiều siêu cấp cường giả. Mấy siêu cấp cường giả xuất hiện giờ chót một bàn tay đánh bay cường giả ba sơn môn. Ta có nghe nói. Vì siêu cấp cường giả Thánh Linh Giáo xuất hiện nên ba sơn môn mới thỏa hiệp. Đệ tử của ta là đệ tử Linh Thiên Môn, nghe nói sư phụ thật sự của Linh Vũ Chiến Vương Lục Lâm Thiên là một cường giả mấy ngàn năm trước tên là Thánh Thủ Linh Tôn. Linh Vũ Chiến Vương Lục Lâm Thiên chẳng phải là đệ tử của Vân Dương Tông sao? Thánh Thủ Linh Tôn là ai? Hỏi vậy là ngươi chưa biết, ngày xưa Thánh Thủ Linh Tôn là siêu cấp cường giả, nghe đồn là người sáng lập Thánh Linh Giáo. Mấy ngàn năm trước Thánh Thủ Linh Tôn tung hoành đại lục, phong hoa tuyệt đại. Phi linh môn đại hưng, hiện tại chắc sẽ chiêu binh mãi mã, chúng ta đi xem thử. Nếu được tham gia phi linh môn thì tuyệt. Người bỏ đi, điều kiện vào phi linh môn luôn rất cao. Không biết thiên phú của nhi tử ta thế nào, ngày mai sẽ đưa đi phi linh môn xem thử. Nếu được vào phi linh môn, trở thành đệ tử thân truyền là việc tốt. Trong cổ vực bàn tán xôn xao. Thế lực lớn nhỏ rung động. Lúc này nhiều cường giả phi linh môn đến cưỡng ép tiếp nhận thành thị gần nhất. Phân đà ba sơn môn trong các thành này chưa nhận được thông báo, không kịp phản ứng, nhưng có biết tin chiến bại. Phi linh môn mạnh mẽ nhổ phân đà ba sơn môn trong thành nhưng không động can qua lớn. Đây là Lục Lâm Thiên cố ý dặn, tiếp nhận 150 thành, hắn không muốn gây ra sóng gió lớn. Phi linh môn sắp xếp cưỡng ép quản lý từng đại thành. Mọi thứ như dự đoán. Có người bị danh tiếng hiện tại của phi linh môn, cuộc giết chóc trong thiên môn cốc trấn nhiếp. Cộng thêm người ba sơn môn biết ba sơn môn cần bồi thường. Lục Lâm Thiên còn để lại một tay, khiến Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai tự mình viết thủ dụ ra lệnh các phân đà sơn môn rút đi. Cho nên mọi thứ đúng như Lục Lâm Thiên dự định, không lệch quỹ đạo quá lớn. Trong các thành có nhiều náo động nhưng còn trong tầm kiểm soát của phi linh môn, không gây ra sóng gió gì. Trong các thành có nhiều thế lực hạng nhất, hạng hai bình thường muốn thừa cơ đục nước béo cò nhưng bị cường giả phi linh môn giết chết với thủ đoạn sấm sét, chấn nhiếp không chút nương tình. Quỷ Thiên Tử sắp xếp, tìm một số thế lực hạng hai thích hợp trong thành cùng nhau thanh tẩy thế lực ba sơn môn còn sót lại. Những thế lực hạng nhất đương nhiên có quan hệ tốt với ba sơn môn, Quỷ Thiên Tử sẽ không để lại công thần đời đầu, thẳng tay chèn ép. Nhưng Quỷ Thiên Tử không xuống tay ngay, thời gian không kịp. Tóm lại tất cả người trong phi linh môn rất bận rộn, mọi thứ ngăn nắp diễn ra. Tuy đôi khi sẽ gặp vài tình huống đặc biệt nhưng còn trong vòng khống chế. Trong các thành có nhiều thế lực lớn nhỏ đều phải lựa chọn. Có người hy vọng náo động, có kẻ sợ sao động. Trong phút chốc cổ vực gió nổi mây phun. Trong sao động đó các đệ tử phi linh môn rất kích động, tinh thần phấn khởi. Trong đại điện phi linh môn, hai tỷ muội quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, Diệp Mỹ đi tới. Trưởng môn,
Trong chủ sáu đường chỉ có Diệp Phi, Diệp Mỹ ở lại Phi Linh Môn, nhiệm vụ của hai nàng là kiểm soát lưới tin tức Phi Linh Môn, thu gom mọi tin tức. Lục Lâm Thiên hỏi, hai vị đường chủ, tình huống gần đây nhất thế nào? Mấy hôm nay Lục Lâm Thiên toàn đi chơi với Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, hắn không hỏi nhiều công việc trong Phi Linh Môn. Giọng Diệp Phi như chim oanh hót, biểu tình kích động nói. Trưởng môn, hiện tại đã có 36 thành bị khống chế, hết thảy không có vấn đề lớn. Gần đây Phi Linh Môn thu hoạch được nhiều, Diệp Phi cũng báo cáo một số tình huống quan trọng trong cổ vực dạo gần đây. Mắt Diệp Mỹ như hồ nước trong suốt, mặt mày thanh nhã. Trưởng môn, gần đây có nhiều vương cấp muốn tham gia vào Phi Linh Môn, nói là lúc trưởng môn ở Đông Hải đã đồng ý. Ta thấy mấy ngày nay trưởng môn luôn cùng hai vị phu nhân nên không quấy rầy. Nhắc đến hai phu nhân làm mắt Diệp Mỹ không còn trong veo. Lục Lâm Thiên nhướng mày. À, Lục Lâm Thiên cười cười, chắc là những tán tu ngày xưa ở dưới không gian thiên đảo Đông Hải đến, tốc độ nhanh thật. Lục Lâm Thiên nói. Có chuyện đó, vương cấp thì xếp tạm trong Phi Linh Môn, chờ tới lúc hãy giao cho phó trưởng môn, Đông Lão, Oánh Tỷ sắp xếp. Không phải Lục Lâm Thiên không xem trọng các vương cấp mà vì chưa tới trình độ cực kỳ chú trọng. Hiện tại Lục Lâm Thiên rất bận, hắn không rảnh giải quyết mấy chuyện này. Trưởng môn, còn hai người nữa, là cường giả tôn cấp, nói muốn gặp trưởng môn. Trưởng môn có muốn gặp không? Diệp Mỹ nói. Ta đã điều tra, hai người này một tên thanh linh tôn giả, một tên hỏa thử tôn giả. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Thật sao? Tôn cấp thì khá là quan trọng, Lục Lâm Thiên nói. Mang ta đi gặp. Trong một đình viện có hai lão nhân, một người mặc trường sam màu xám, bề ngoài khoảng 50 tuổi, mắt sâu thẳm linh động. Một người khác cũng khoảng 50 tuổi, hơi mập, thái dương có lọn tóc đỏ, khí thế sắc bén. Hai người giấu khí tức nhưng vô tình toát ra năng lượng thiên địa mỏng manh quanh người, tu vi đều đến tôn cấp. Hỏa thử lão quái, ngươi nói xem nếu chúng ta tham gia vào Phi Linh Môn sẽ có đãi ngộ gì. Lão nhân trường sam màu xám nhìn lão nhân hơi mập, nói. Hiện tại Phi Linh Môn không thiếu cường giả, không ngờ Phi Linh Môn phát triển đến mức này. Lúc chúng ta tiến vào thì một đại trận trong Phi Linh Môn đã rất khủng bố. Ta không biết chúng ta sẽ có đãi ngộ gì. Lão nhân tóc mai màu đỏ mắt lóe tia sáng nói. Không ngờ gần đây Phi Linh Môn nổi bật như vậy. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo cũng gặp tổn hại nặng. Nếu ngày xưa ở Đông Hải chúng ta trực tiếp tham gia Phi Linh Môn đã tốt hơn nhiều. Lão nhân áo xám nói. Hôm nay lúc ta đến thấy đám người vạn linh tôn giả Nhật Sát Các đều ở trong Phi Linh Môn, giờ Phi Linh Môn đã khác xưa. Lão nhân tóc mai màu đỏ nói. Không chỉ là vạn linh tôn giả, hiện tại cường giả như mây trong Phi Linh Môn. Lúc này Lục Lâm Thiên từ ngoài đình viện nói vọng vào. Hai vị ở trong Phi Linh Môn có quen không? Hai người thấy Lục Lâm Thiên đến, mắt nhìn chằm chằm nam nhân trẻ tuổi, cùng hành lễ. Tham kiến Lục trưởng môn. Nếu là thanh niên bình thường thì không lọt vào mắt hai người được, nhưng với thanh niên áo xanh thì bọn họ tận mắt thấy thực lực đáng sợ của hắn. Bọn họ nghe hết tin tức về chuyện trong Thiên Môn Cốc, rõ ràng tu vi vũ vương nhưng thực lực khủng bố đến cực độ. Lục Lâm Thiên xem xét khí tức của hai người. Linh tôn nhất trọng, vũ tôn nhị trọng. Không khó nhận ra hai người này là linh tôn nhất trọng, vũ tôn nhị trọng. Lục Lâm Thiên quét mắt qua, nói. Chắc hai vị là thanh linh tôn giả, hỏa thử tôn giả. Thanh linh tôn giả liếc qua hỏa thử tôn giả, rời mắt về phía Lục Lâm Thiên. Đúng rồi, hai chúng ta đến làm muốn tham gia Phi Linh Môn, không biết Lục trưởng môn có thu nhận không? Cường giả tôn cấp toàn là loại người cao cao tại thượng, nhưng ở trước mắt thì thanh linh tôn giả, hỏa thử tôn giả không dám vênh váo. Tuy nhiên hai người còn sự kiêu ngạo, làm cường giả tôn cấp thì niềm kiêu hãnh là bẩm sinh cùng tồn tại. Lục Lâm Thiên nói, hai vị muốn tham gia vào Phi Linh Môn dĩ nhiên ta cầu còn không được, Phi Linh Môn hoan nghênh hai vị. Cường giả tôn cấp tham gia tất nhiên Phi Linh Môn rất hoan nghênh, hiện tại Phi Linh Môn đang thiếu cường giả tôn cấp. Hỏa thử tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên, hỏi. Lục trưởng môn, hỏa thử ta thẳng tính, nói chuyện không quanh co. Không biết lời Lục trưởng môn nói lúc ở Đông Hải còn thực hiện được không? Lục Lâm Thiên cười cười. Hỏa thử tôn giả đúng là thẳng tính thật, những loại người này tốt hơn mấy kẻ tâm gian xảo. Cường giả tôn cấp tham gia nếu không có lợi thì còn lâu mới vào,
đây vốn là chuyện bình thường. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào hai tôn giả. Đương nhiên còn giữ lời. Lục Lâm Thiên lấy hai thứ ra giao cho hai người. Đây là diễn linh thiên quả, hai vị cầm đi. Thanh linh tôn giả, hỏa thử tôn giả nhận lấy hộp gấm, mở ra. Diễn linh thiên quả nằm bên trong hộp gấm, hai người biến sắc mặt. Hỏa thử tôn giả khó hiểu hỏi. Lục trưởng môn cứ vậy đưa diễn linh thiên quả cho chúng ta sao? Lục Lâm Thiên đưa một linh khí địa giai thuộc tính hỏa cho hỏa thử tôn giả bởi vì hỏa thử tôn giả là vũ giả thuộc tính hỏa. Hai vị tham gia vào phi linh môn tức là người của phi linh môn, lúc trước ta nói rồi. Còn hai món linh khí này hai vị cũng cầm đi, từ nay về sau hai vị là tôn sứ hộ môn của phi linh môn. Nói xong, Lục Lâm Thiên đưa tiếp hồn khí địa giai cho thanh linh tôn giả. Hai linh khí địa giai xuất hiện, khí thế mạnh mẽ dâng lên. Thanh linh tôn giả, hỏa thử tôn giả nhìn nhau. Báu vật như thế làm tim hai người đập nhanh. Cường giả tôn cấp bình thường muốn có được báu vật đẳng cấp này dù liều mạng cũng không có được. Như ở dưới thiên đảo, thanh linh tôn giả, hỏa thử tôn giả liều mạng là thế mà không có thu hoạch gì lớn. Bây giờ thanh linh tôn giả, hỏa thử tôn giả dễ dàng có được, hai người cảm thấy không tin nổi. Lục Lâm Thiên trực tiếp giao hai vật cho bọn họ khiến thanh linh tôn giả, hỏa thử tôn giả rất giật mình. Thanh linh tôn giả ngước mắt lên nhìn Lục Lâm Thiên, hỏi. Lục trưởng môn không sợ chúng ta có được diễn linh thiên quả, linh khí địa giai liền rời đi sao? Với báu vật như vậy chẳng lẽ lục trưởng môn tin tưởng chúng ta nhiều thế sao? Lục Lâm Thiên cười hỏi lại. Hai vị muốn tham gia vào phi linh môn chắc cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Hỏa thử tôn giả đáp. Đương nhiên rồi. Quyết định tham gia phi linh môn là trải qua một quá trình suy xét đắn đo, nếu là sơn môn bình thường thì thanh linh tôn giả, hỏa thử tôn giả không thèm nhìn cái nào. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Vậy đủ rồi, hai vị suy nghĩ kỹ rồi tham gia phi linh môn của ta, nên dĩ nhiên ta tin tưởng hai vị. Ta luôn là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Về sau đều là người mình, ta không có gì không yên tâm. Trong lòng Lục Lâm Thiên nghĩ khác, thu người phải thu tâm, thực lực hai người rất mạnh, nếu thu nhận được cho phi linh môn sử dụng thì bỏ ra một diễn linh thiên quả, một linh khí địa giai là đáng giá. Lùi một vạn bước, với trận thế phi linh môn bây giờ, nếu thanh linh tôn giả, hỏa thử tôn giả có lòng xấu xa thì dù trốn đến chân trời góc biển cũng không có trốn dung thân. Thanh linh tôn giả, hỏa thử tôn giả nhìn nhau, cùng hành lễ. Thanh linh bái kiến trưởng môn. Hỏa thử bái kiến trưởng môn. Lục Lâm Thiên mỉm cười nâng hai người dậy. Ha ha ha, hai vị hãy đứng lên, ở trong phi linh môn không cần đa lễ. Hỏa thử tôn giả thân hình hơi mập, mắt không lớn lúc này bắn ra tia sáng. Trưởng môn đã tin tưởng chúng ta như vậy thì hỏa thử ta sẽ không nói nhiều, tóm lại sau này hỏa thử là người của phi linh môn. Lục Lâm Thiên nói với thanh linh tôn giả, hỏa thử tôn giả. Vậy ta không khách sáo. Hiện tại phi linh môn đang cần người, hai vị sẽ phải lập tức hoàn thành một việc. Lục Lâm Thiên quay đầu nói với Diệp Phi, Diệp Mỹ. Hai vị đường chủ thấy chỗ nào thiếu người thì hãy mời hai vị tôn sứ đi giúp đỡ. Thanh linh tôn giả gật đầu, nói. Tuân lệnh trưởng môn. Ngay lúc này, bên ngoài đình viện, Bạch Sa Sa chạy vội đến. Trưởng môn, người của Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang đến. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Hai vị, hãy cùng ta đi đại điện một chuyến trước. Người Ba Sơn Môn đến nhanh thật, chắc vì chủ Ba Sơn Môn đang trong tay phi linh môn làm Ba Sơn Môn mất mặt, đành phải nhanh chóng đón người về. Khi Lục Lâm Thiên chạy vào đại điện thì người các đại sơn môn đã đến đông đủ. Các cường giả mang linh tôn giả, thiên dương tôn giả thì rời khỏi phi linh môn từ lâu. Lục Lâm Thiên bước vào đại điện liền thấy ba người, ba lão nhân, mặc trường bào. Trường Sam, mắt sáng ngời. Xem khí thế quanh thân họ thì hai người là vũ tôn tam trọng, một là linh tôn tứ trọng. Ba tôn xê ấp tiến đến, tốc độ nhanh nhưng không khiến Lục Lâm Thiên bất ngờ. Chắc ba sơn môn nhận được tin tức, cường giả tôn cấp đơn độc xé rách sóng không gian đi tới. Giáo chủ, trang chủ rơi vào tay người chắc ba sơn môn cũng rất nôn nóng. Lục Lâm Thiên tiến đến, mọi người đứng dậy chào. Lục trưởng môn, thanh linh tôn giả. Hỏa thử tôn giả đi theo sau lưng Lục Lâm Thiên vào đại điện, thấy nhiều cường giả làm bọn họ sửng sốt. Thanh linh tôn giả, hỏa thử tôn giả đi theo sau lưng Lục Lâm Thiên cũng khiến nhiều người chú ý.
Ba tôn cấp nhìn Lục Lâm Thiên, danh tiếng của hắn bây giờ đã truyền khắp đại lục, trong cổ vực càng nổi tiếng không gì sánh bằng. Ba người đánh giá Lục Lâm Thiên, nhưng không nhận ra cái gì. Lục Lâm Thiên ung dung toát ra khí thế vô hình làm ba người không dám xem thường, dù sao hắn đang rất nổi tiếng. Tôn giả tứ trọng nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên. Nghe đồn thiếu niên này một mình giết mười mấy tôn giả, trong đó có cường giả vũ tôn tứ trọng của Lan Lăng Sơn Trang, khiến người này không có nhiều thiện ý của Lục Lâm Thiên. Ghét hắn là vậy nhưng đành bất lực. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Mời ba vị ngồi, người đến là khách, xin đừng gò bó. Không biết Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang tổng cộng có bao nhiêu cường giả tôn cấp, những sơn môn này đúng là sâu không lường được. Lão nhân Vũ Tôn Tam Trọng ở bên trái nhìn Lục Lâm Thiên, cơ mặt co giật, biểu tình khó xem. Lục Lâm Thiên, giao tông chủ của Hóa Vũ Tông ta ra đây. Trong Linh Thiên Môn, ánh mắt Tình Linh Tôn giả trầm xuống, khí thế tỏa định lão nhân nói chuyện, không chút khách sáo. Tình Linh Tôn giả nói. Phu Thăng Tôn giả, người tốt nhất hãy khách sáo chút, nơi này không đến lượt ngươi hô to gọi nhỏ. Lão nhân nhìn Tình Linh Tôn giả, cơ mặt co giật rồi lại không dám nói gì. Ba sơn môn đã giết nhiều cường giả của bọn họ, nếu lại đánh nhau thì khó nói. Ha ha ha! Lục Lâm Thiên cười cười, tốt tính nói. Mời ba vị ngồi. Lục Lâm Thiên quay đầu nói. Diệp Đường chủ, hãy mời ra Cát Trang chủ, Công Tôn Tông chủ, Đồng Giáo chủ đến đây. Diệp Mỹ nói. Trưởng môn, đã cho người đi mời ba người bọn họ rồi. Khi vừa nghe người ba sơn môn đến là tiếng long phượng sư tử hổ báo thú gầm đã đi sắp xếp. Lục Lâm Thiên nhẹ gật đầu, Diệp Mỹ ngày càng hiểu hắn. Lục Lâm Thiên liếc mắt qua, nói với mọi người. Các vị, vừa lúc giới thiệu cho mọi người hai vị tôn sứ hộ môn mới tham gia vào phi linh môn ta. Thanh Linh Tôn giả, Hỏa Thử Tôn giả. Vù vù vù. Lục Lâm Thiên vừa thốt lời, nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Linh Tôn giả, Hỏa Thử Tôn giả. Nhiều người thầm ngạc nhiên, sao phi linh môn lại thu được hai cường giả tôn cấp. Đạm Thai Tuyết vì mắt lóe tia sáng, không quá bất ngờ. Chúc mừng Lục trưởng môn lại được hai vị cường giả. Phi linh môn lại được hai cường giả tôn cấp. Mọi người hô lên. Chúc mừng Lục trưởng môn. Trong Vân Dương Tông, một lão nhân vũ tôn nhị trọng mắt hấp háy nhìn Hỏa Thử Tôn giả. Hỏa Thử, không ngờ người quen thói đào hang mà cũng tham gia vào phi linh môn. Thấy lão nhân đó, Hỏa Thử Tôn giả không khách sáo đáp lại. Tề Vũ lão bất tử, ngày xưa ngươi cướp tăng hồn quả của ta, hôm nào lại tính sổ với ngươi. Tề Vũ Tôn giả của Vân Dương Tông cười tủm tỉm nói. Hỏa Thử, ngươi tham gia vào phi linh môn, hiện tại phi linh môn gia sản lớn, ngươi so đo một trái tăng hồn quả với ta làm gì? Không ngại mất mặt sao? Trưởng môn, đã mang ba vị khách quý đến. Ngoài cửa. Ba nữ nhân Bạch Sa Sa, Tân Hiểu Kỳ, Nhan Kỳ đưa ra Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai vào. Ba người ra Cát Tây Phong đi vào liền thấy trưởng lão sơn môn của mình, biểu tình sa sút. Trưởng lão, mấy ngày nay bọn họ ăn ở rất tốt, có đệ tử phi linh môn hầu hạ, không bị đối xử tệ bạc gì. Phu Thăng Tôn giả hỏi ra Cát Tây Phong, có bị gì không? Ra Cát Tây Phong lắc đầu. Không bị tra tấn nhưng trong thời gian ở phi linh môn sống một ngày bằng một năm. Có khi Gia Cát Tây Phong hận không thể đập đầu tự sát, nhưng sợ mình chết sẽ làm tông môn xấu hổ. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ba vị, người không bị gì, ba sơn môn các người chắc đã mang đến bồi thường cho các sơn môn hắc vũ. Ba trưởng lão khẽ hừ. Hừ. Ba người móc nhiều chữ vật giới chỉ ra, tay run rẩy. Thứ này giá trị kinh người. Cực kỳ quan trọng với toàn sơn môn, cộng thêm lần này tổn hại nặng, tóm lại ba sơn môn tổn thất rất nặng nề. Trong đại điện phi linh môn, các cường giả bắt đầu kiểm tra bồi thường. Các linh khí, đan dược bát phẩm, vũ khí, linh khí chất đống trong đại điện. Khí thế hùng mạnh khuếch tán làm đám cường giả tim đập nhanh. Thanh Linh Tôn giả, Hỏa Thử Tôn giả mới tham gia vào phi linh môn đã thấy cảnh này. Các linh khí địa giai. Đan dược bát phẩm chất thành núi làm hai người rung động, như muốn ngừng thở. Hết thảy kiểm tra không sai, xác nhận xong các cường giả nở nụ cười. Thu hoạch kinh người thế này đủ cho sơn môn phát triển một đoạn thời gian. So với cường giả các đại sơn môn tươi cười thì đám người ra Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai biểu tình cực kỳ khó xem,
sắc mặt tái xanh. Ba người Vu Thăng Tôn giả cơ mặt co giật. Bây giờ chúng ta đi được chưa? Trơ mắt nhìn trong môn bồi thường nhiều như thế, lòng bọn họ dâng trào mối hận. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Mời. Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, mấy luồng sáng rơi vào người Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai, giải cấm chế cho cả ba. Lục Lâm Thiên nói. Đã ủy khuất ba vị, rất xin lỗi. Xoẹt. Được giải cấm chế, ba người vận chuyển chân khí, sắc mặt đỡ hơn nhiều nhưng lòng Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai đau như đao cắt. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm. Diệp Đường Chủ, tiễn khách. Có lẽ mấy người kia không muốn ở lại Phi Linh Môn một giây nào. Đám người Vu Thăng Tôn giả trước khi đi liếc qua cường giả các đại sơn môn trong đại điện, nhưng chỉ có thể hận suông. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Các vị, hiện tại dựa theo kế hoạch đã nói, chia đi. Đống báu vật trong đại điện đều bất phàm, theo kế hoạch đã bàn bạc, mọi người hưng phấn phân chia. Tuy đã sớm bàn trước nhưng lúc chia lại gặp khó khăn. Dính líu quá nhiều, trong phút chốc không ai vừa lòng. Ba sơn môn chung một phần như Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc, Thiên Ưng Lâu càng khó chia. Trong lúc phân phối dù cùng là linh khí địa giai nhưng trong mắt mỗi người thì mỗi món có giá trị riêng. Có lẽ mấy môn đều muốn có được cùng một linh khí địa giai, một viên đan dược bát phẩm. Cuối cùng vì công bằng đã chia đều từng phần, rút thăm quyết định. Không ai nói gì nữa, nếu có hai môn muốn trao đổi thì tự giao dịch riêng. Phân chia xong hết mất mấy canh giờ. Chia xong thu hoạch tuy Phi Linh Môn của Lục Lâm Thiên không nhận phần nào nhưng Thánh Linh Giáo thu được hai phần. Thanh Linh Tôn Giả, Hỏa Thử Tôn Giả rung động nhìn các báu vật rơi vào tay các đại sơn môn. Khi mọi người định đi thì Lục Lâm Thiên lại tuyên bố một việc. Phi Linh Môn và Nhật Sát Các kết sinh tử minh, việc này khiến nhiều cường giả biến sắc mặt. Diệp Phi, Diệp Mỹ đã nhận được lệnh, chuẩn bị dụng cụ rườm rà cần cho nghi thức kết minh này. Nghi thức mặt ngoài này rất là rườm rà, nhưng lại là một loại nghi thức truyền thừa. Lục Lâm Thiên và Lạc Kiến Hồng cung kính làm xong nghi thức trước sự chứng kiến của các đại sơn môn. Phi Linh Môn và Nhật Sát Các kết sinh tử minh, điều này khiến các đại sơn môn có nhiều ý tưởng. Cường giả các đại sơn môn định trở về, bọn họ ở lại Phi Linh Môn khá lâu, trong môn còn nhiều chuyện phải giải quyết. Lục Lâm Thiên không giữ ai lại, bởi đám người có mặt ở đây đều bận rộn. Hai sơn môn Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông rời đi trước. Khi Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường đi đều tìm Lục Lâm Thiên nói chuyện, liên quan thế cục cổ vực. Tuy ba sơn môn bị tổn hại nặng nhưng không thể khinh thường, phải cảnh giác cao độ. Cường giả hai sơn môn Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn rời đi, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh ở lại. Bây giờ hai nữ nhân ở trong Phi Linh Môn thì Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường rất yên tâm. Nhưng hai người này vẫn cái kiểu nói chưa đến ba câu liền sắn tay áo lao vào đánh nhau. Lục Lâm Thiên chịu thua, không hiểu hai vị nhạc phụ có mâu thuẫn kiểu gì. Một lát sau, Lục Lâm Thiên, Đạm Thai Tuyết Phi, Lạc Kiến Hồng, Kim Sí Vương, Hắc Linh Vương, và cả Âm Dương Vương, Tiêu Giao Vương, Thiên Ưng công tử đến một tiểu thính. Âm Dương Vương mặc trường bào trắng tinh như tuyết, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt trong veo như hồ sâu, nhìn thoáng qua là mỹ nam nhưng thật ra là nữ cải nam giang. Sau này mới biết Âm Dương Vương giả vị ương không chỉ là nữ giả nam trang, đồn rằng ngày xưa trên đường cái nhiều thanh niên tài tuấn tranh nhau theo đuổi nhưng Âm Dương Vương chỉ thích nữ nhân, vì vậy mới có danh hiệu là Âm Dương Vương. Khi Lục Lâm Thiên biết điều này không biết nên nói cái gì. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương là một mỹ nữ tuyệt trần không ngờ chỉ thích nữ nhân. Đầu năm nay nữ nhân cũng sẽ giành nữ nhân với nam nhân. Nhìn bề ngoài của Âm Dương Vương e rằng khá nhiều nữ nhân sẽ cam lòng thích nàng. Âm Dương Vương hỏi. Lục trưởng môn có chuyện quan trọng gì cần bàn? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, nói. Các vị, trước kia ta từng nói được các vị giúp đỡ thì ta còn một thứ khác xin tặng cho các vị. Tiêu Giao Vương cười tủm tỉm hỏi. Lục trưởng môn còn có thứ tốt gì? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Địa tâm linh mạch. Đám người giật mình kêu lên. Địa tâm linh mạch. Bọn họ biết giá trị của địa tâm linh mạch. Lục Lâm Thiên nói sơ về địa tâm linh mạch trong Sơn Mạch Vũ Đô. Có ý định để đệ tử trẻ của các đại sơn môn cách 2 năm sẽ vào không gian địa tâm linh mạch tu luyện. Lục Lâm Thiên từng muốn độc chiếm địa tâm linh mạch, nhưng về sau ngẫm lại,
hắn từng nói với hai các hai đảo tuy đệ tử phi linh môn cần bồi dưỡng nhưng rèn luyện cũng quan trọng như nhau. Nếu đệ tử phi linh môn và hai các hai đảo dành nhau vào không gian địa tâm linh mạch tu luyện thì hiệu quả càng lớn. Nếu đệ tử phi linh môn không đánh lại người ta chỉ nói lên mình vô dụng. Hiện tại phi linh môn bồi dưỡng đệ tử trẻ không kém gì đại môn đại phái, Lục Lâm Thiên muốn cho đệ tử phi linh môn sớm tiếp xúc với đại môn đại phái như hai các hai đảo, do đó kéo gần khoảng cách. Mặc kệ thế nào nói chung là có thể sẽ học được một vài thứ. Làm vậy thì phi linh môn không thể dùng địa tâm linh mạch một mình bồi dưỡng đệ tử của mình, nhưng đổi góc độ khác không phải chuyện xấu cho phi linh môn, điều này cực kỳ quan trọng với đệ tử trẻ. Nghe Lục Lâm Thiên nói xong, chủ sơn môn như là Kiến Hồng, Kim Sí Vương, Đạm Thai Tuyết Vi mắt lóe tia sáng. Báu vật như địa tâm linh mạch mà Lục Lâm Thiên không hề giấu cho riêng mình, đồng ý cùng các đại sơn môn bồi dưỡng đệ tử mới, mọi người thầm cảm thán. Kim Sí Vương nói. Lục trưởng môn đã nỡ bỏ thứ yêu thích thì kiền hiên đảo của ta không thành vấn đề, mọi chuyện nghe theo lục trưởng môn. Lạc Kiến Hồng nói. Lục lão đệ, nhật sát các của ta cũng không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên lấy địa tâm linh mạch ra cùng dùng chung, sự quyết đoán đó làm Lạc Kiến Hồng rung động. Mắt Hắc Linh Vương hấp háy nhìn Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn, Ô Trấn Vũ ta không phục bao nhiêu người nhưng lục trưởng môn nằm trong số đó. Tinh ngục các của ta nghe theo lục trưởng môn. Lục Lâm Thiên nói. Các vị, hai năm địa tâm linh mạch mới mở một lần, mỗi lần thánh linh giáo, phi linh môn, hai các hai đảo sẽ chọn lựa 20 đệ tử. Thánh linh cốc, tiêu giao bang, thiên ưng lâu chọn 10 đệ tử, tổng cộng là 130 người. Để chính bọn họ so tài, cuối cùng chỉ cho 40 người vào trong đó. Các vị thấy được không? Đạm Thai Tuyết Phi chớp mắt đẹp nhìn Lục Lâm Thiên. Cách này hay nhất, thế hệ trẻ các đại sơn môn về sau có thể giao lưu luận bàn nhiều hơn. Mọi người không có ý kiến, đây là ích lợi lớn lao cho đệ tử thanh niên các sơn môn. Hoàng hôn, trong sơn mạch Vũ Đô, rất nhiều yêu thú phi hành đáp xuống. Các cường giả hai các hai đảo, tiêu giao bang, thánh linh cốc định đi. Khi đám người thấy lối ra đã được mở cái mới, bọn họ không mở cấm chế được thì thầm giật mình. Xoẹt! Lục Lâm Thiên giơ bốn khối ngọc giản lên, là do Khổng Tước Tôn giả luyện chế, có ấn ký linh hồn của bốn tôn tổ. Chỉ khi bốn khối ngọc giản hợp nhất mới mở cấm chế được. Bốn khối ngọc giản hợp nhất phát ra năng lượng hùng hậu thì cấm chế mới mở, Lục Lâm Thiên giật mình trước thủ đoạn của bốn tôn tổ. Mọi người đi vào trong, đến không gian khác địa tâm linh mạch. Nhưng lối vào địa tâm linh mạch đã bị bốn tôn tổ bày cấm chế mới. Từ biệt nhau xong mọi người bước vào trùng động không gian, rời đi. Chuyện Đông Hải, cổ vực cần hai các hai đảo trở về sắp xếp, cần có thời gian mới làm xong tươm tất. Bên ngoài trùng động không gian, Đạm Thai Tuyết Phi từ biệt, mắt luôn nhìn Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn, vậy ta xin đi trước. Lục Lâm Thiên nói. Tuyết Phi cô nương đi từ từ, có rảnh nhớ đến phi linh môn chơi. Lạc Kiến Hồng nói. Lục lão đệ, lão ca ta đi về trước. Có chuyện cần giúp đỡ phái người qua kêu một tiếng là được. Lạc Kiến Hồng bước vào trùng động không gian. Mọi người lần lượt từ biệt, bước vào trùng động không gian rời đi. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người đi, sắc mặt dịu lại, hít sâu. Sự việc coi như tạm chấm dứt, tiếp theo Lục Lâm Thiên sẽ bận rộn chuyện của mình. Nhìn mọi người biến mất trong trùng động không gian, Tiểu Long liếc mắt nhỏ hướng Lục Lâm Thiên. Lão đại, thái độ của những người này đối với huynh khá tốt. Lục Lâm Thiên cười cười. Lần này các đại sơn môn thu hoạch rất nhiều, Lục Lâm Thiên lại lấy địa tâm linh mạch ra chia sẻ, chỉ hy vọng các sơn môn nhớ ơn. Vân Hồng Lăng chu môi lườm Lục Lâm Thiên. Thế nào, chàng còn lưu luyến Tuyết Phi cô nương? Mới rồi ánh mắt trước khi đi của Đạm Thai Tuyết Phi làm Vân Hồng Lăng chút giận vào người Lục Lâm Thiên, trực giác của nữ nhân rất nhạy bén, nàng cảm thấy tình cảm Đạm Thai Tuyết Phi với tiểu tử này không đơn giản. Lục Lâm Thiên gãi mũi. Hi hi. Lục Lâm Thiên không muốn tiếp lời, vì đó là tự tìm đánh. Lục Lâm Thiên nói. Đi, chúng ta về thôi. Dứt lời Lục Lâm Thiên đã biến mất tại chỗ. Vân Hồng Lăng quát lớn đuổi theo. Đứng lại, chàng vẫn chưa trả lời thiếp. Lữ Tiểu Linh vội vàng chạy theo. Chờ ta với. Tiểu Long khẽ thở dài. Ai, lão đại tội nghiệp. Tiểu Long nói với Tuyết Sư ở bên cạnh. Chúng ta cũng đi đi. Thời gian chậm rãi trôi, lại qua 3 ngày, Lục Lâm Thiên cùng hai nữ nhân chơi 3 ngày.
Trong thời gian này Lục Lâm Thiên sống rất thoải mái, Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh vô cùng thỏa mãn. Sáng sớm, tia ban mai thứ nhất dâng lên từ chân trời. Trong sơn mạch Phi Linh, đêm qua khí lạnh rét cóng đổ tuyết suốt đêm. Thiên địa một mảnh trắng xóa, trong sơn mạch khoác áo bạc trắng. Bông tuyết như lá liễu từ trên trời rơi xuống. Tuyết trắng như mưa như say, như bay như lượn, lơ lơ lửng lửng, nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Cả sơn mạch Phi Linh Môn lúc này quỳnh chi ngọc diệp, phấn trang ngọc thế, một màu hạo nhiên. Xoẹt! Trong tuyết trắng lất phất, trời sáng lên, tiếng xé gió xuyên thấu không gian, một luồng sáng xanh và bóng người áo vàng nhanh như tia chớp xẹt qua không trung để lại hai đường cong yêu mỹ trong không gian trắng tinh như xuyên thấu không gian, đến ngọn núi phía sau núi. Tốc độ nhanh tới mức không bắt giữ được, tựa như u linh bay qua. Ngọn núi cao ngất lúc này bị tuyết trắng bao trùm. Trên ngọn núi có một đình viện. Hai bóng người áo xanh đáp xuống, ánh sáng thu về, là Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Sát Phá Quân đến ngoài đình viện, tóc dài màu lam xõa vai, biểu tình trầm trọng. Lâm Thiên, Nam Thúc đã đến. Lục Lâm Thiên nhẹ gật đầu. Lục Lâm Thiên bước vào đình viện, đây là nơi Sát Phá Quân cư ngụ, bình thường không có đệ tử dám tiến vào. Một lát sau, trong tiểu thính, Lục Lâm Thiên đến phòng nhỏ. Nam Thúc, con tới rồi. Nam Thúc, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, Hắc Vũ, bốn người Bạch Long Tôn giả đều có mặt. Thấy Lục Lâm Thiên đến, thân hình hư ảo của Thánh Thủ Linh Tôn quay đầu nhìn Nam Thúc già lõm khom bên cạnh mình. Thánh Thủ Linh Tôn nói, có thể bắt đầu luyện chế âm dương long hổ đan. Nam Thúc trịnh trọng gật đầu. Tâm tình như Nam Thúc cũng không kiềm được xúc động, mắt xám lóe tia kích động. Nếu có thể thành công là Nam Thúc sẽ khỏe lại. Thánh Thủ Linh Tôn chuyển ánh mắt nhìn hướng Lục Lâm Thiên, trầm giọng nói. Lâm Thiên, lần này luyện chế âm dương long hổ đan và quá trình cho Nam Thúc của ngươi uống cần một đoạn thời gian. Trong lúc này đừng để bất cứ ai quấy rầy. Việc này cực kỳ quan trọng, không thể có chút sơ sót. Lục Lâm Thiên gật đầu, nhấn mạnh nói. Đệ tử đã dặn dò, bên này không cho phép ai đến gần, sẽ không có người quấy rầy. Chờ bắt đầu rồi tinh nguyệt thiên sát đại trận sẽ mở ra ngay, Phi Linh Môn tiến vào trạng thái đề phòng. Luyện chế âm dương long hổ đan vô cùng quan trọng với Nam Thúc, chỉ nói lòng ích kỷ của Lục Lâm Thiên, Nam Thúc phục hồi lại thực lực đỉnh cao thì Phi Linh Môn sẽ mạnh thêm nhiều. Lục Lâm Thiên biết rõ Nam Thúc phục hồi thì khi đó đối diện Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang trả thù, dù đối mặt toàn linh vũ giới cũng dư sức chống đỡ. Vì vậy tuyệt đối không cho phép có điều gì sai sót. Nam Thúc phục hồi lại cực kỳ quan trọng, thậm chí liên quan đến sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn có thể phút cuối phục hồi được không. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên, lòng ấm áp. Ngươi đừng chuyện bé xé ra to. Lục Lâm Thiên trịnh trọng như vậy chỉ vì muốn chữa lành cho gã. Khổng Tước Tôn giả phất áo gấm nói. Bắt đầu đi, luyện chế âm dương long hổ đan chắc không quá khó khăn. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì không vấn đề gì. Nhưng tứ muội đừng lơ là, âm dương long hổ đan không dễ luyện chế. Lục Lâm Thiên ở một bên thầm căng thẳng, trái tim đập nhanh. Lục Lâm Thiên nhớ Nam Thúc, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn từng nói muốn luyện chế long dương linh quả, hổ âm yêu tinh thành âm dương long hổ đan trong truyền thuyết không dễ dàng. Âm dương long hổ đan là bát phẩm cao giai gần đến đỉnh, dù là lúc Nam Thúc thời kỳ đỉnh cao cũng không dám bảo đảm sẽ luyện chế được. Khổng Tước Tôn giả nói. Ta hiểu. Đan dược bát phẩm cao giai gần đến đỉnh tuyệt đối không dễ luyện chế ra, quan trọng nhất là lỡ thất bại một lần sẽ không tùy tiện kiếm ra long dương linh quả, hổ âm yêu tinh khác. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Cũng đừng căng thẳng quá, có chúng ta ở đây, ta không tin không luyện chế ra âm dương long hổ đan. Ánh mắt Nam Thúc bình tĩnh lại, vung tay lên. Bắt đầu luyện chế đi. Ba hộp gấm hiện ra trong tay địa tâm linh mạch, vật bên trong là long dương linh quả, hổ âm yêu tinh. Còn có địa tâm linh ngọc. Ba hộp gấm chưa mở nắp đã phát ra sóng năng lượng kinh người, khiến không gian lung lay. Thủ ấn thay đổi, nhiều thiên tài địa bảo hiện ra trong tay Nam Thúc. Đây là những tài liệu phụ để luyện chế âm dương long hổ đan, toàn là vật bất phàm, mỗi thứ thuộc hàng báu vật. Ong ong ong, lấy tài liệu ra hết, Nam Thúc lắc người, vung tay. Một luồng sáng đỏ bay ra khỏi trán Nam Thúc, một dược điểm bay ra lơ lửng trong đại sảnh. Đáp xuống đất biến thành cự đỉnh khổng lồ cỡ 5, 6 thước. Đỉnh có 9 chân, mỗi chân có một hình rồng xoay quanh.
Trên đỉnh to khắc hoa văn bí văn rậm rạp, hoa văn phát ra dao động năng lượng như có ngọn lửa chảy xuống. Hơi nóng khuếch tán từ đỉnh to, không khí trong sảnh biến nóng rực. Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Lục Lâm Thiên biết Cửu Long Xích Viêm Đỉnh của Nam Thúc, hắn cảm nhận khí tức của Cửu Long Xích Viêm Đỉnh càng kinh người hơn. Khí tức cổ xưa lan tràn, khiến người nhìn một cái vô hình chung cảm giác uy thế, có lẽ trong hồn khí địa giai Cửu Long Xích Viêm Đỉnh cũng thuộc đỉnh cao. Thánh Thủ Linh Tôn nhìn chằm chằm Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, kinh thán nói. Linh khí tốt, không phải vật bình thường, là linh khí bản mệnh. Thứ này chẳng phải vật tầm thường. Khổng Tước Tôn giả nhìn Cửu Long Xích Viêm Đỉnh của Nam Thúc, lẩm bẩm. Có dược đỉnh tốt như vậy khi luyện chế sẽ nâng cao phần thành công. Thánh Thủ Linh Tôn nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, ngươi ở một bên chờ đi, tùy thời cần ngươi ra sức. Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Còn cần con giúp? Có Nam Thúc, sư phụ, Khổng Tước Tôn giả làm sao đến lượt hắn xen vào? Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên. Ta rơi vào tình trạng hiện nay một vì bị người đánh lén tạo ra, quan trọng nhất vì cưỡng ép tu luyện âm dương linh vũ quyết nên tẩu hỏa nhập ma. Người đã là thể âm dương, tu luyện âm dương linh vũ quyết kháng. Ta đã bàn với sư phụ của ngươi, có lẽ sẽ cần một ít tinh huyết của ngươi làm dẫn, hiệu quả âm dương long hổ đan càng tốt. Lục Lâm Thiên đồng ý ngay. Không thành vấn đề, miễn giúp được cho Nam Thúc là tốt rồi. Nam Thúc chỉ cần chút tinh huyết của hắn. Dù phải liều mạng thì Lục Lâm Thiên sẽ không chút do dự xông pha. Khổng Tước Tôn giả nhìn đống dược liệu linh dược quanh Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, chậm rãi tiến lên trước chuẩn bị cho việc luyện chế. Chuyện mệt nhọc để ta làm trước cho. Lúc này chỉ có Khổng Tước Tôn giả là mạnh nhất, luyện chế những tài liệu này không dễ dàng. Nam Thúc nói. Làm phiền. Nam Thúc chậm rãi lùi xuống. Có Khổng Tước Tôn giả trợ giúp thì Nam Thúc nhẹ nhàng hơn. Nhờ Khổng Tước Tôn giả mà cơ hội luyện thành công âm dương long hổ đan tăng lớn nhiều. Khổng Tước Tôn giả mỉm cười nói. Đừng khách sáo. Khổng Tước Tôn giả vung áo gấm, ngồi khoanh chân trước Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, vung bàn tay. Linh hỏa nóng rực hiện ra trong bàn tay Khổng Tước Tôn giả, lửa nóng bỏng cùng với linh lực hùng hồn của Khổng Tước Tôn giả rót vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Vù vù vù. Thoáng chốc trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh phực lửa, ngọn lửa hừng hực như bỏ dầu vào. Bí văn uốn lượn trên đồ án Cửu Long phun ra 9 luồng lửa nóng cháy. Nhiệt độ không gian xung quanh đột nhiên tăng vọt cuồng bạo. Lục Lâm Thiên kinh thán. Mạnh quá. Chuyên gia vừa ra tay liền biết ngay. Khổng Tước Tôn giả giơ tay nhấc chân làm Lục Lâm Thiên cảm giác chỉ có thể đứng ngó, hiện tại hắn không sánh bằng được. Chớp mắt ánh sáng vụt tắt trong tay Khổng Tước Tôn giả, nàng nhanh nhẹn chộp một gốc linh dược ném vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. 9 luồng lửa nóng rực cuốn lấy linh dược kia. Xoẹt. Linh dược mới bị ném vào lửa thì tỏa ra từng đợt năng lượng đậm đặc phát tán, bao bọc linh dược kín kẽ chống đỡ ngọn lửa khủng bố không bị đốt cháy. Linh dược chống cự bị đốt cháy không làm Khổng Tước Tôn giả bất ngờ. Linh dược đẳng cấp cỡ này không dễ luyện chế, lòng Khổng Tước Tôn giả máy động, linh lực run rẩy tuôn ra. Nhiệt độ ngọn lửa trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh bỗng chốc tăng cao. Nhiệt độ gian phòng và ngọn lửa lại nâng lên, từ linh dược phát tán ra năng lượng nhanh chóng loãng bớt, chỉ giây lát đã tan biến. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mất năng lượng bao bọc, chốc lát sau linh dược nhanh chóng héo tàn, những giọt linh dược tinh thuần nhỏ xuống. Khổng Tước Tôn giả vận dụng tinh thần bao bọc linh dịch bên dưới Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Tiếp theo lại có linh dược bị ánh sáng linh lực bao lấy ném vào. Khổng Tước Tôn giả luyện chế cực kỳ cẩn thận, không dám sơ sẩy. Vì Khổng Tước Tôn giả biết nếu luyện chế âm dương long hổ đan thất bại thì đại ca nàng càng khó phục hồi. Bốn người mà đột phá bước cuối cùng thì có thể giúp đại ca, nhưng Khổng Tước Tôn giả biết bọn họ cố gắng lâu như vậy, biết đột phá khó khăn như thế nào, cộng thêm không còn nhiều thời gian. Cho nên Khổng Tước Tôn giả đặt hy vọng vào âm dương long hổ đan. Khổng Tước Tôn giả ra tay luyện chế, trong phi linh môn đột nhiên có mấy luồng sáng xẹt qua không trung. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời phi linh môn vang tiếng nổ điếc tai, cùng với tiếng động ầm ầm, không gian phi linh môn lung lay sắp đổ. Trong phạm vi không gian phi linh môn bao la xuất hiện từng vòng sáng năng lượng to lớn. Giờ phút này, mọi người phi linh môn bị kinh động. Năng lượng vô hình lan tràn, năng lượng khuếch tán xen lẫn sát khí hùng hồn. Trong phạm vi không gian, năng lượng vô hình lan trong thiên địa. Mặt đất rung rinh, dã thú kinh hoàng hú vang chạy loạn. Mặt nước dậy sóng.
vô số người hoảng hốt. Nhưng giây lát sau tất cả biến mất, trung tâm phi linh môn có một cột sáng to lớn như từ 9 tầng trời giáng xuống, bao phủ ngàn dặm. Vầng sáng xuất hiện rồi ẩn đi, biến mất như chưa từng xuất hiện. Lúc này người thực lực đến trình độ nhất định sẽ cảm giác được trong phạm vi phi linh môn vô hình chung có một vòng trục năng lượng bao phủ. Sát khí tràn ngập không gian, khiến người không dám đến gần. Chờ tất cả bình tĩnh lại, trong phi linh môn, các đệ tử nghe tiếng cảnh cáo. Đệ tử phi linh môn không được tùy ý ra vào, người vi phạm sẽ bị phạt nặng. Toàn phi linh môn đã vào giai đoạn cảnh giác. Các đệ tử thầm suy đoán xảy ra chuyện gì nhưng không dám hỏi nhiều. Trong cổ vực, các đệ tử phi linh môn vội vàng tiếp nhận hơn 100 thành, có thể nói là gió nổi mây phun. Nhiều người khi bàn tán về phi linh môn đều nhìn hướng Ba Sơn Môn, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông. Khiến người bất ngờ là Ba Sơn Môn, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông rất lặng lẽ, đệ tử trong môn ít khi ra ngoài. Tin tức này nhanh chóng truyền đến Đại Lục Linh Vũ. Trong cổ vực có biến đổi như vậy làm Đại Lục Linh Vũ sôi trào vì hoảng hốt. 6 sơn môn khác của Tam Tông Tứ Môn nhận được tin trước tiên. Vân Dương Tông điều động mấy vạn tinh anh ngay từ đầu đã bị 6 sơn môn biết, mọi chuyện trong Thiên Môn Cốc khiến bọn họ giật nảy mình. Tin tức này vừa khiến 6 sơn môn giật mình vừa thầm bất an. Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, hai các hai đảo, những sơn môn này hợp tác làm sơn môn nào cũng sẽ lo âu. Trong Phi Linh Môn, lúc luyện chế âm dương long hổ đan thì thời gian trôi rất nhanh, chỉ chớp mắt đã qua 2 ngày. Mọi người ngồi xếp bằng trong đại sảnh chờ Khổng Tước Tôn Giả. Trong không gian tràn ngập sóng khí nóng cháy, nhiệt độ khủng bố, sóng không gian bị nhuộm màu đỏ rực. Trong không trung xuất hiện từng tầng khí thể như xương lại không giống xương, những xương khói không ngừng hư hóa rồi tán đi. Khổng Tước Tôn Giả liên tục thay đổi thủ ấn. Trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, những linh dược phụ trợ bị luyện hóa hết. Xoẹt! Khổng Tước Tôn Giả nhanh chóng phất tay. Ánh sáng linh lực bao bọc một cái hộp gấm xuất hiện trên Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Hộp gấm mở ra, một linh quả to cỡ nắm tay lơ lửng bên trên. Tạo hình linh quả kỳ diệu, nhìn thoáng qua như một con rồng nhỏ đang bay, toàn thân màu xanh, chính là Long Dương Linh Quả. Long Dương Linh Quả xuất hiện, luồng sáng chói mắt khuếch tán khiến người không dám nhìn thẳng. Năng lượng hùng hồn lan tràn, không gian run rẩy. Khổng Tước Tôn Giả đè tay xuống. Long Dương Linh Quả rơi vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Long Dương Linh Quả là một trong hai tài liệu chính để luyện chế âm dương long hổ đan, rất khó tìm được, Khổng Tước Tôn Giả không dám sơ sẩy. Long Dương Linh Quả bị bỏ vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, 9 luồng lửa nóng rực cuộn lấy, bao bọc Long Dương Linh Quả, kéo nó vào trong. Long Dương Linh Quả bị lửa nóng rực bao bọc phát ra tiếng gầm mơ hồ. Growl, thanh âm như rồng ngâm khiến lòng người run rẩy. Trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, Long Dương Linh Quả như vật sống được năng lượng hùng hồn bao bọc. Năng lượng tựa ảo ảnh con rồng nhỏ, làm người xem tặc lưỡi xưng kỳ. Được năng lượng bao bọc, Long Dương Linh Quả ngăn chặn Khổng Tước Tôn Giả đốt cháy. Khổng Tước Tôn Giả không hề bất ngờ, tinh thần chuyển động, linh lực tuôn trào. Nhiệt độ lửa lại tăng cao, năng lượng trên Long Dương Linh Quả nhạt dần. Nhưng so với linh dược khác thì sức đề kháng của Long Dương Linh Quả mạnh hơn rất nhiều. Năng lượng đang nhạt dần chứng minh luyện hóa Long Dương Linh Quả chỉ là vấn đề thời gian. Khổng Tước Tôn Giả lại chìm trong luyện hóa. Trong một dãy núi liên miên có nhiều dãy kiến trúc mênh mông vô bờ. Trên một quảng trường nguy nga, một thanh trường kiếm đá dựng thẳng như người khổng lồ sừng sững trong thiên địa, cho người cảm giác đồ sộ hùng vĩ. Trường kiếm đá chỉ thẳng lên trời, thân kiếm khắc ba chữ rồng bay phượng múa, Thiên Kiếm Môn. Nét bút cứng cáp mạnh mẽ, cảm giác cổ kính rồi lại chứa bá khí sắc bén. Trong đại điện có nhiều trưởng lão Thiên Kiếm Môn tụ tập, Cổ Kiếm Phong ngồi bên trên tay cầm kiếm vàng, biểu tình trầm trọng. Trưởng lão Cổ Phong hơi biến sắc mặt già nua, nói. Trưởng môn, Vân Dương Tông hợp tác với Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn, Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, các sơn môn cùng nhau đối phó Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang, điều này không hay chút nào. Cổ Kiếm Phong khẽ thở dài. Phù! Cổ Kiếm Phong biết điều Cổ Phong trưởng lão lo âu, Vân Dương Tông hợp tác với nhiều sơn môn lỡ như muốn đối phó Đại Lục Linh Vũ thì hậu quả nghiêm trọng. Có trưởng lão mặc áo lam, bề ngoài 60 tuổi nói. Trưởng môn, phải có lòng đề phòng. Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang là bài học. Một trưởng lão áo vàng nói.
phi linh môn này phát triển quá nhanh, cường giả như mây, có nhiều yêu thú bát giai. Lục Lâm Thiên lại còn là giáo chủ của Thánh Linh giáo nữa. Lục Lâm Thiên thật đáng sợ, một mình giết mười mấy cường giả tôn cấp, không biết là thật hay giả. Đồn rằng Thánh Linh giáo ẩn thế không ra, ai ngờ dính líu với Lục Lâm Thiên. Tử Lôi Huyền Đỉnh rơi vào tay Lục Lâm Thiên, có Tử Lôi Huyền Đỉnh thì thực lực của hắn càng thêm khủng bố. Tin tức bên Đông Hải nói Lục Lâm Thiên giết Thu Thủy Vương, Thiên Dương Vương, Địa Cương Vương, Thần Hỏa Vương, cùng rất nhiều tôn cấp, cộng với ba sơn môn. Rốt cuộc Lục Lâm Thiên muốn làm gì đây? Nhắc tới tin tức gần đây Thiên Kiếm Môn nhận được, cộng với tin trong Đông Hải truyền về, các trưởng lão hút ngụm khí lạnh đối với chuyện về Lục Lâm Thiên. Phù! Nhiều trưởng lão Thiên Kiếm Môn kinh thán. Lục Lâm Thiên này thật đáng sợ, thực lực tiến bộ đến mức không thể tưởng tượng. Một trưởng lão tóc đỏ ánh mắt âm trầm, biểu tình lo âu nói. Chẳng lẽ Vân Dương Tông muốn liên hợp với Phi Linh Môn đối phó các thế lực toàn đại lục sao? Kết luận ngay bây giờ còn sớm, chờ xem đi. Ánh mắt Cổ Kiếm Phong liếc qua. Truyền lệnh xuống, hết sức giám thị Vân Dương Tông. Cổ Kiếm Phong do dự một chút, nói. Cũng theo dõi sát sao từng hành động của Phi Linh Môn. Ầm ầm ầm. Lúc này cả đại điện đột nhiên rung rinh như có động rất. Trường kiếm trên thân mọi người cùng rung lên phát ra tiếng kiếm ngân, như hoan hô, như quỳ lạy, khiến mọi người giật mình. Trong đại điện, các ánh mắt nhìn chằm chằm sâu trong sơn mạch trước mắt, khí thế cường đại đang tuôn ra từ nơi đó. Cổ Phong trưởng lão thầm run, hỏi Cổ Kiếm Phong. Trưởng môn, có phải Nhược Lan sắp thành công rồi? Trưởng lão tóc đỏ run rẩy nói. Vân Dương Tông ra một Lục Lâm Thiên, nếu Nhược Lấn thuận lợi triệu hoán ma kiếm. Được kiếm tổ truyền thừa thì Lục Lâm Thiên kia chẳng là gì. Nếu thành công là niềm vui vịnh hạnh lớn của Thiên Kiếm Môn ta. Cổ Kiếm Phong nhìn chăm chú phương xa, thì thào. Nhược Lan là đồ nhi của ta, bước cuối cùng phải xem ngươi có vượt qua được không. Trong rừng sâu dãy núi chập trùng, kiến trúc cổ xưa liên miên. Trong đại điện, Vạn Thú Vương Doãn Ngạc biểu tình trầm trọng, ngọc giản tin tức gã cầm trong tay vụt tắt ánh sáng. Doãn Ngạc lẩm bẩm. Sự việc đó chắc sắp đến rồi. Chẳng lẽ Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Tinh Ngục Các, Nhật Sát Các định hợp sức chuẩn bị sao? Trong đại điện, một lão nhân bộ dạng trưởng lão nói. Tông chủ, gần đây Lục Lâm Thiên nổi bật, ba sơn môn bị tổn hại nặng, hai các hai đảo Nguyệt Long các tổn thất thảm trọng, lại liên hợp với rất nhiều thế lực. Chúng ta có nên chuẩn bị trước không? Biểu tình Doãn Ngạc trầm trọng, thật lâu sau khẽ thở dài. Lục Lâm Thiên, tiểu tử này trưởng thành quá nhanh, dưới thiên đảo, đồn rằng có thân thể đế giả, chỉ e đế giả chi nguyên cũng rơi vào tay Lục Lâm Thiên. Trong cửu long xích viêm đỉnh, long dương linh quả đã bị luyện hóa hoàn toàn thành một bãi năng lượng tinh thuần minh mông. Năng lượng tràn ra, khiến người ngửi thấy thoải mái vô cùng, linh hồn thư giãn. Khổng Tước Tôn giả bỏ hổ âm yêu tinh vào cửu long xích viêm đỉnh, tiếng hổ gầm truyền ra. Linh hỏa nóng cháy bao bọc hổ âm yêu tinh cũng tiến vào trạng thái luyện hóa. Thời gian lại trôi qua, suốt 3 ngày sau hổ âm yêu tinh mới nổ tung hóa thành đoàn năng lượng hùng hậu. Mấy ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào cửu long xích viêm đỉnh mở miệng hỏi. Sắp bắt đầu dung hợp rồi sao? Thánh thủ Linh Tôn nói. Hiện tại nên chuẩn bị dung hợp, mấu chốt thành hay bại là ở bước này. Trong mắt Thánh thủ Linh Tôn lộ tia trầm trọng. Xoẹt. Thánh thủ Linh Tôn dứt lời, thân hình hư ảo lao tới trước cửu long xích viêm đỉnh. Cùng lúc đó, Nam Thúc Lắc người cũng đến gần cửu long xích viêm đỉnh. Bộ dạng già khú đế thoáng chốc biến mất, Nam Thúc phát ra khí thế khiến người tim đập nhanh, đôi mắt nghiêm túc bắn ra tia sáng. Thánh thủ Linh Tôn nhìn Khổng Tước Tôn giả, nói. Tứ muội, giao cho muội, chúng ta phụ trợ muội. Thánh thủ Linh Tôn hít sâu, búng ngón tay. Một lũ linh hồn bay ra tác động năng lượng rồi rào run rẩy. Khổng Tước Tôn giả nhìn Thánh thủ Linh Tôn và Nam Thúc, nhẹ gật đầu nói. Đại ca yên tâm, bắt đầu dung đan đi. Tay Khổng Tước Tôn giả kết ấn, linh lực quanh thân toát ra dao động càng mãnh liệt. Nam Thúc bình ổn tâm tình, hít sâu, ánh mắt hơi dao động thoáng chốc pha ửng như mặt hồ, thủ ấn đè xuống, linh lực run rẩy. Năng lượng trong không gian lan tràn. Bắt đầu. Ba người có ý cùng giáng xuống kết thủ ấn, ba năng lượng tuôn ra. Dao động kinh người khuếch tán, không gian chấn động không chịu nổi. Xoẹt. Ba người búng tay, năng lượng bắn ra,
tụ tập lại, lấy Khổng Tước Tôn giả làm chính, cuối cùng cột sáng bay vào Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh phát ra sương khói màu trắng nghi ngút, ngọn lửa đáng sợ đốt cháy không gian kêu xèo xèo không dứt. Đám người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Bạch Long Tôn giả, Hắc Vũ lùi sang một bên không dám quấy rầy. Trong ba người thì Khổng Tước Tôn giả đang phát huy thực lực mạnh nhất, cho nên luyện chế Âm Dương Long Hổ đan lấy nàng làm chủ. Ba người hợp tác luyện chế đan dược, người ngoài muốn mời cả ba cùng hợp tác hầu như là chuyện không thể. Trái tim Lục Lâm Thiên treo cao, bước dung đan cực kỳ quan trọng, nếu có sai sót gì thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh linh hỏa rít gào, hơi nóng cháy nhanh chóng khuếch tán. Chớp mắt 9 luồng lửa dung hợp linh dịch trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh lại. Thoáng chốc Cửu Long Xích Viêm đỉnh dung nhẹ phát ra sóng năng lượng đậm đặc. Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn, Khổng Tước Tôn giả biểu tình trầm trọng, khống chế linh hồn lực không dám sơ sẩy. Ong ong ong. Năng lượng va chạm trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Cửu Long Xích Viêm đỉnh bị chấn động bay lên, các linh dịch dung hợp, có tính kháng cự riêng nên rất khó dung hợp chúng lại. Growl. Gầm growl. Trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh truyền ra tiếng rồng ngâm hổ gầm. Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh hóa thành linh dịch, Xích Viêm đốt chúng nó thần dị biến hình một con rồng ảo, một con cọp ảo xoay quanh trong đỉnh, nước lửa không dung. Ầm ầm ầm. Ba người phất ống tay áo, lửa lại tuôn ra ồ ạt bao lấy rồng ảo và cọp ảo. Năng lượng của Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh hơi bá đạo, khó thể dung hợp. Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn, Khổng Tước Tôn giả sớm biết điều này. Con người Nam Thúc co rút, tay đánh ra linh lực hùng hồn rót vào Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Thêm địa tâm linh ngọc. Xoẹt. Khổng Tước Tôn giả vung áo gấm, hộp gấm đựng địa tâm linh ngọc mở ra. Bên trong có nửa khối địa tâm linh ngọc to cỡ bàn tay. Trong suốt lấp lánh tỏa sáng như kim cương. Địa tâm linh ngọc xuất hiện, gian phòng tràn ngập năng lượng linh khí. Quanh tinh thạch kết thủ ấn dao động như sắp bị chấn vỡ. Năng lượng trong không gian xung quanh bị lôi kéo tụ tập về xoay tròn bên tinh thạch này gần như hình thành vòng xoáy. Vòng xoáy lớn dần, càng lúc càng khủng bố. Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói. Địa tâm linh ngọc mạnh quá. Hèn gì bảo một khối nhỏ địa tâm linh ngọc có giá trị sánh bằng thần khí. Năng lượng hùng hậu làm người giật mình, tim đập nhanh. Xoẹt. Chớp mắt địa tâm linh ngọc bị linh lực của Khổng Tước Tôn giả bao lại ném vào Cửu Long Xích Viêm đỉnh. Địa tâm linh ngọc mới rơi vào Cửu Long Xích Viêm đỉnh liền bị lửa nóng cháy bọc lấy. Vù vù vù. Địa tâm linh ngọc phát ra năng lượng hùng hồn rít gào xoay tròn. Năng lượng xoay tít hóa thành vòng xoáy, ngăn cách lửa nóng cháy bên ngoài. Cùng lúc đó, các linh dịch linh dược phụ trợ trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh bị cắn nuốt xoay tròn bên địa tâm linh ngọc. Growl. Gầm growl. Trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh lại vang lên tiếng rồng ngâm hổ gầm, xoay tròn quanh địa tâm linh ngọc nhưng chưa có dấu hiệu muốn dung hợp. Năng lượng kinh người bộc phát, Cửu Long Xích Viêm đỉnh lơ lửng kêu vù vù không ngừng. Thánh Thủ Linh Tôn, Khổng Tước Tôn giả, Nam Thúc không bất ngờ trước điều này, thủ ấn thi thoảng biến đổi, linh hỏa nóng rực liên tục đốt cháy. Cần luyện hóa địa tâm linh ngọc mới dung đan được. Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh một âm một dương cần có địa tâm linh ngọc điều hòa. Giờ phải luyện hóa địa tâm linh ngọc, rót những năng lượng này vào Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh, vậy mới làm chúng nó dung hợp lại được. Thời gian chậm rãi trôi, linh hỏa đốt cháy luyện hóa, năng lượng vòng xoáy quanh địa tâm linh ngọc xuất hiện một màn sáng trắng mỏng manh. Cửu Long Xích Viêm đỉnh toát ra nhiệt độ cao khiến màn sáng trắng nổi bọt khí mỏng như sóng gợn lăn tăn. Ngẫu nhiên sóng vỡ ra liền có năng lượng đậm đặc tràn ngập. Trong quá trình những linh dịch linh dược phụ trợ dung hợp lại, địa tâm linh ngọc trong suốt lấp lánh ngày càng sáng hơn, có dấu hiệu biến mềm. Growl. Gầm growl. Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh biến hình ảo ảnh vẫn đang xoay tròn, tiếng rồng ngâm hổ gầm không ngừng vang lên khiếp hồn người. Luyện chế thế này làm Khổng Tước Tôn giả, Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn tốn thời gian. Đám người Bạch Long Tôn giả biểu tình trầm trọng, đại ca là thể linh hồn, không chịu nổi tiêu hao nhiều. Luyện hóa kéo dài suốt 2 ngày, bỗng mắt Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn, Khổng Tước Tôn giả bắn ra tia sáng. Trong Cửu Long Xích Viêm đỉnh màn sáng trắng trên địa tâm linh ngọc biến mất từ khi nào. Địa tâm linh ngọc hóa thành một bãi linh dịch. Địa tâm linh ngọc trắng tinh khiết lúc này biến màu tối tăm nhiều nhưng năng lượng thì càng thêm khủng khiếp. Năng lượng kinh người như vậy nếu không được Cửu Long Xích Viêm đỉnh bao bọc,
dược đỉnh bình thường đã nổ tung. Ba người cũng biết rõ điều này. Màu địa tâm linh ngọc bắt đầu thay đổi vì những năng lượng linh dịch phụ trợ bị linh hỏa luyện chế nhiệt độ cao thấm dần vào địa tâm linh ngọc. Ba người luyện chế, Lục Lâm Thiên luôn đứng xem, học được nhiều thứ trong đó. Ba người luyện chế địa biểu trình độ đỉnh cao giới luyện đan toàn đại lục. Giơ tay nhấc chân khống chế linh hồn tinh diệu, điều khiển linh hỏa tuyệt vời, phát huy đến cực độ, chẳng có một chút tiết ra ngoài. Khổng Tước Tôn Giả, Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc tập trung vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, ba người đã có ăn ý. Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc phụ trợ Khổng Tước Tôn Giả. Còn Khổng Tước Tôn Giả vùng áo gấm bao lấy linh dịch địa tâm linh ngọc bị luyện hóa. Cùng lúc đó, tinh thần Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc bao bọc linh dịch Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh chớp mắt rót vào linh dịch địa tâm linh ngọc. Ba năng lượng đụng chạm vào nhau. Ầm ầm ầm. Ba năng lượng va chạm, vang tiếng nổ điếc tai. Ba năng lượng dung hợp bị mạnh mẽ bật ngược lại, năng lượng kinh người bùng nổ. Nam Thúc hét to một tiếng. Áp chế. Mắt Nam Thúc bắn ra tia sáng, thủ ấn thay đổi. Linh hồn lực và linh lực phô thiên cái địa tuôn ra, thôi động đến cực độ. Ổn định. Thánh Thủ Linh Tôn, Khổng Tước Tôn Giả cùng lúc phát ra khí thế đến mức độ khủng khiếp. Ầm ầm ầm. Trong Phi Linh Môn, mặt đất rung rinh, các đệ tử từ xa nhìn chằm chằm sau lưng dãy núi. Năng lượng kinh người phát ra từ sau núi, nhưng không ai dám tới gần một bước. Trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh năng lượng dung hợp sắp bùng nổ thì linh hồn lực của ba người Nam Thúc ồ ạt bao bọc lại, ức chế ba năng lượng dung hợp. Thời gian lại chậm rãi trôi, đã thành công kiềm chế ba năng lượng. Sắc mặt Khổng Tước Tôn Giả, Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc trắng bệch, trán toát mồ hôi đầm địa. Tiêu hao thế này khủng khiếp hơn ba người tưởng tượng nhiều. Khổng Tước Tôn Giả, Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc không dám thả lỏng, cắn răng kết thủ ấn. Linh hồn lực, linh lực trong đầu tuôn ra, lửa trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh rít gào, vô hình trung hỏa diễm ngưng thực rất nhiều. Lửa bắn ra trùm lên ba luồng năng lượng, lửa bao phủ khiến ba luồng năng lượng run rẩy, ba người liên thủ áp chế khiến dung dịch địa tâm linh ngọc từ từ thẩm thấu vào linh dịch Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh. Cùng với linh dịch địa tâm linh ngọc thẩm thấu, linh dịch Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh không còn táo bạo nữa cho đến khi bình ổn lại. Mặt Nam Thúc không còn chút máu, loại tiêu hao này làm chết người. Nhưng giờ không phải lúc nghỉ ngơi, một sai sót nhỏ là sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc, Khổng Tước Tôn Giả lộ biểu tình mừng rỡ, xem bộ dáng thì Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh bắt đầu dung hợp. Bạch Long Tôn Giả, Hắc Phủ, Kim Lang Tôn Giả, cùng Kỳ Tôn Giả căng thẳng thần kinh thấy thế thầm thở phào. Sắp thành công sao? Lại qua một ngày, trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, linh dịch địa tâm linh ngọc đã thẩm thấu hết vào linh dịch Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh. Khổng Tước Tôn Giả đột nhiên quát to. Ngưng tụ cho ta. Lửa bao bọc, linh hồn lực khống chế tỉ mỉ tất cả, ức chế linh dịch Long Dương Linh Quả, Hổ Âm Yêu Tinh chính thức dung hợp. Vù vù vù. Ngọn lửa bao bọc hai luồng năng lượng bắt đầu dung hợp, năng lượng phát ra hình thành viên đan dược to cỡ nắm tay. Thấy thế con người Nam Thúc co rút, thủ ấn thay đổi, linh lực trong người tuôn ra hết, bao gồm linh hồn lực cũng không chút giữ lại. Nhưng ngay lúc này, hai năng lượng mới bình tĩnh thành đan bỗng nhiên táo bạo. Bề mặt đan dược vốn ngưng thực có vết nứt li ti như sắp phân liệt ra. Thánh Thủ Linh Tôn thấy vậy hét to. Lâm Thiên, mau dùng tinh huyết của ngươi làm dẫn đi. Vâng, Lục Lâm Thiên luôn chuẩn bị sẵn sàng, nghe sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn kêu, rốt cuộc dung đan vẫn gặp chuyện ngoài ý muốn. Lục Lâm Thiên nhảy tới, thủ ấn thay đổi. Vừa kết thủ ấn xong mặt Lục Lâm Thiên đỏ ửng, chân khí dâng lên, trực tiếp dồn tinh huyết phun qua đường miệng. Phụt, thủ ấn thay đổi, chân khí bao bọc giọt máu rót vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh. Phun ra tinh huyết làm mặt Lục Lâm Thiên tái xanh nhiều. Xoẹt. Tinh huyết bay vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, chớp mắt bị linh lực của Khổng Tước Tôn Giả bao bọc rót vào bề mặt đan dược nứt rạn. Tinh huyết dung nhập dường như có năng lượng kỳ lạ lan tràn, đạn dược to cỡ nắm tay tràn đầy tơ máu. Bề mặt nứt rạn chậm rãi khép kín. Vẻ mặt đại trận mừng rỡ reo lên. Thành công, dung đan. Lục Lâm Thiên cũng mừng, tinh huyết thể âm dương của hắn thật sự có ích. Lục Lâm Thiên đang định lui xuống đột nhiên nghĩ tới cái gì. Chờ chút. Nghe Lục Lâm Thiên la lên, Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc, Khổng Tước Tôn Giả thầm khó hiểu.
Lục Lâm Thiên do dự rồi sắc mặt trầm xuống, trong các cặp mắt khó hiểu hắn kết các thủ ấn cực kỳ quái dị. Ánh sáng tụ tập trong mắt Lục Lâm Thiên, hai luồng sáng tụ lại, vầng sáng trắng rực rỡ bao quanh người hắn. Sau biến đổi hàng loạt, khí thế hùng hồn quanh thân Lục Lâm Thiên cùng với vầng sáng rực rỡ khuếch tán ra ngoài, tựa như vầng trăng sáng. Khí thế bao la sâu thẳm tựa đại dương khó đoán chứa. Trước khí thế hùng hồn này, mọi người, bao gồm Bạch Long Tôn Giả, Khổng Tước Tôn Giả, Kim Lang Tôn Giả, Cùng Kỳ Tôn Giả, Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc, Hắc Phũ, Tiểu Long đều run rẩy. Mọi người cảm giác như thấy một vật khổng lồ, bản thân thật nhỏ bé. Cơ thể Lục Lâm Thiên phát ra khí thế chỉ có thể hình dung bằng từ đáng sợ. Mơ hồ có năng lượng thiên địa quái dị khiến tim người đập nhanh. Ánh mắt Thánh Thủ Linh Tôn, Bạch Long Tôn Giả lộ ra kinh sợ. Đây là... Những người có mặt ai nấy ánh mắt phi phàm, thấy khí thế đó bọn họ đều biến sắc mặt, trong mắt tràn ngập giật mình. Đế giả chi nguyên, đây là đế giả chi nguyên. Lục Lâm Thiên không nói chuyện, thủ ấn biến đổi. Lục Lâm Thiên đã dung hợp đế giả chi nguyên, hắn không hiểu rõ thực lực của Nam Thúc thế nào nhưng có thể ước chừng còn chưa tới cấp độ đế giả. Nghe sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn và Nam Thúc thường trò chuyện, Lục Lâm Thiên đoán thực lực của Nam Thúc là Linh Tôn cửu trọng đỉnh phong, cách bước cuối cùng không xa. Nếu có thể dung nhập một tia đế giả chi nguyên không chừng sẽ được hiệu quả không ngờ. Lục Lâm Thiên đã dung hợp đế giả chi nguyên, phân ra một chút cho Nam Thúc không ảnh hưởng gì đến hắn. Tuy nhiên Lục Lâm Thiên không biết làm vậy có giúp ích cho Nam Thúc không, đế giả chi nguyên là thứ huyền diệu, vô cùng kỳ diệu, khó giải thích. Đế giả chi nguyên không phải năng lượng, nên Lục Lâm Thiên không nắm chắc. Xoẹt! Vầng sáng rực rỡ quanh thân Lục Lâm Thiên càng đậm hơn, khí thế làm tim người đập nhanh. Chỉ một giây ngắn ngủi, trong trán Lục Lâm Thiên có một luồng sáng chói lòa bắn ra. Ánh sáng cực kỳ hư ảo nhưng không khó nhận ra ánh sáng chứa năng lượng khủng bố. Ánh sáng bắn ra như tia chớp giáng xuống. Sấm sét ầm vang, khí thế chui vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, nhập vào đan dược đang ngưng tụ. Ánh sáng chói lòa biến mất, thẩm thấu vào đan dược. Vầng sáng quanh thân Lục Lâm Thiên biến mất, tựa như trải qua một trận đại chiến, mặt hắn không còn chút máu. Lục Lâm Thiên không biết sử dụng một chút đế giả chi nguyên sẽ tiêu hao kinh người như thế. Khổng Tước Tôn Giả quát to. Ngưng đan. Trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, ngọn lửa bao lấy đan dược đang ngưng tụ, bắt đầu luyện chế. Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn không dám chậm trễ. Trong Âm Dương Long Hổ đan dung hợp đế giả chi nguyên, mọi người chưa từng nghe về điều này nhưng hơi mong chờ. Báu vật đế giả chi nguyên dung hợp trong Âm Dương Long Hổ đan. Đã là vật của đế giả chắc chắn có tác dụng không nhỏ, sau này sẽ là cơ hội đột phá đế giai. Lục Lâm Thiên lùi sang bên, ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Khổng Tước Tôn Giả, Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc lại vùi đầu vào ngưng đan. Đám người Bạch Long Tôn Giả, Tiểu Long, Hắc Phũ căng thẳng chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi, đan dược trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh hoàn toàn dung hợp lại, màu sắc thay đổi, có hai màu trắng đen, phân phối đều đặn, hoàn toàn dung hợp. Nhưng lúc này còn chưa tới thời điểm hoàn toàn thành công, còn cần tiếp tục luyện hóa. Không biết từ khi nào trên bầu trời Phi Linh Môn tụ tập từng đợt năng lượng thiên địa. Những năng lượng thiên địa từ yếu đến mạnh đang chậm rãi tăng cường. Khí tức năng lượng hùng hậu khiến bầu trời Phi Linh Môn như có gió mây vần vũ. Biến động trong Phi Linh Môn khiến các đệ tử rất giật mình. Cứ thế qua mấy ngày, sóng năng lượng trên bầu trời Phi Linh Môn càng lúc càng kịch liệt. Ầm ầm ầm. Năng lượng hùng hồn tụ tập trên bầu trời Phi Linh Môn, ngẫu nhiên có tiếng sấm sét ầm vang. Năng lượng đè ép không gian, mây đen kéo đến, tất cả cảnh tượng cực kỳ huyền ảo mà nặng nề. Lúc này trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, đan dược to cỡ nắm tay rút nhỏ còn cỡ ngón cái. Năng lượng kinh người khủng bố đến cực độ. Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn, Khổng Tước Tôn Giả thay đổi thủ ấn, biến đổi thường xuyên. Ba người chậm rãi giơ bàn tay lên vỗ mạnh vào Cửu Long Xích Viêm Đỉnh xoay tròn. Growl. Trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh có 9 con hỏa long phóng lên cao, tiếp theo là đan dược to cỡ ngón cái bay ra. 9 con hỏa long quanh quẩn như cửu long hí châu. Cùng lúc đó, đan dược phát ra uy thế kinh khủng. Trên bầu trời Phi Linh Môn, năng lượng thiên địa đậm đặc giáng xuống tụ tập quanh ngọn núi. Ầm ầm ầm. Năng lượng hùng hồn đè xuống. Bầu trời Phi Linh Môn gió mây vần vũ. Các đệ tử Phi Linh Môn đều kinh hoàng, uy thế kinh người làm người ta hít thở khó khăn. Lục Lâm Thiên mở mắt ra. Uy áp mạnh quá.
tia sáng bắn ra từ mắt Lục Lâm Thiên, luyện chế âm dương long hổ đan dẫn đến uy hiếp khủng bố thế này, không uổng là đan dược bát phẩm cao giai, uy thế quá rung động. Đám người Bạch Long tôn giả kích động mong chờ, khuôn mặt lộ rõ giật mình. Sắp thành công sao? Xem tình hình thì sắp thành công luyện đan. Bên ngoài Cửu Long Xích Viêm đỉnh, Nam Thúc nhanh chóng kết thủ ấn nhanh đến để lại tàn ảnh. Biểu tình Cửu Long Xích Viêm đỉnh trầm trọng, đột nhiên hét to một tiếng. Cửu Long ngưng đan. Grau grau. Nam Thúc liên tục thay đổi thủ ấn, linh lực quanh thân phô thiên cái địa tuôn ra, chín con hỏa long gầm giống liên miên kinh thiên động địa. Giữa chín hỏa long, trên đan dược có sóng năng lượng kinh người đột nhiên lan tràn. Ầm ầm ầm. Ngay lúc này, năng lượng hùng hậu trên bầu trời nhanh như tia chớp giáng xuống, tụ tập vào đan dược nhỏ cỡ móng cái. Trong đan dược truyền ra dao động càng lúc càng mãnh liệt. Về sau bầu trời nguyên phi linh môn, thiên địa này bỗng chốc tối sầm xuống. Trên bầu trời, năng lượng khủng bố cùng với mây đen nhanh chóng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại. Có chuyện gì vậy? Giờ phút này, trong phạm vi phi linh môn, biến đổi đáng sợ làm nhiều người kinh hoàng, bọn họ vô cùng hoảng hốt. Trên bầu trời đầy mây đen có tiếng sấm sét đánh ầm vang, tất cả cặp mắt nhìn bầu trời như thể tia sáng cũng bị hút vào mây đen, linh hồn run rẩy. Mọi người kinh sợ, biến động này tựa như tận thế. Chuyện gì xảy ra, có người đang đột phá. Ai đột phá mà đáng sợ vậy? Khí thế này không lẽ có người thăng cấp đế giả sao? Hình như là luyện chế đan dược bát phẩm cao giai đỉnh phong, là lão già nào gây ra động tĩnh như vậy? Trong khoảnh khắc các khí tức bắn ra trong cổ vực, uy thế kinh người đã kinh động bọn họ, tiếp theo là đại lục. Rất nhiều cường giả ẩn thế bị kinh động, từng khí tức mông lung quét hướng cổ vực. Trong không gian phạm vi nhất định của phi linh môn, mây đen che trời. Trong không gian xa xôi, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ ngẫu nhiên có tiếng sét hù sợ người. Grau grau. Đang cảm thấy uy áp khủng bố thì chín tiếng rồng ngâm vang lên. Mọi người ngước lên nhìn. Trên bầu trời xuất hiện 9 con hỏa long khổng lồ. Hỏa long vụt qua, thân hình khuấy động hư không, chiếu rọi không gian đen thui một mảnh lửa đỏ. Grau! Grau! 9 hỏa long xuất hiện, rồi tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên. Trên bầu trời, một rồng ảo, một cọp ảo xoay quanh trên không gian. Rồng và cọp to lớn mang theo lực uy hiếp hùng hậu, khiến cho không gian run rẩy. Thân hình to lớn của rồng và cọp xuất hiện. 9 con hỏa long với thế kinh người nhập vào ảo ảnh rồng và cọp. Chớp mắt năng lượng khủng bố che dập trời trong không gian mơ hồ bị lôi kéo cũng chui vào rồng và cọp to lớn. Ầm ầm ầm. Thân hình rồng và cọp to lớn sát vào nhau, va chạm, bắn ra ánh sáng mạnh mẽ chói lòa như ánh mặt trời. Khí thế kinh người tràn ngập, không chút giữ lại đổ ập ra ngoài. Bão năng lượng đáng sợ mang theo uy thế rồng cọp phô thiên cái địa ập đến. Sóng không gian trong góc trời này kêu răng rắc như tiếng pha lê vỡ rồi nổ tung. Tất cả chỉ trong một thoáng sau đó biến mất hết, mới rồi không gian đen như mực, tùy theo bão năng lượng khủng bố biến mất, tất cả trở về bình thường. Đệ tử phi linh môn chịu đựng uy hiếp bỗng chốc không còn, tất cả trở về bình thường, chỉ còn lại rất nhiều đệ tử kinh ngạc dường như chưa lấy lại tinh thần. Uy hiếp vừa rồi mạnh mẽ đến cực độ. Ầm ầm ầm. Trong đại sảnh, cương khí chói mắt trong tay Bạch Long tôn giả bao bọc nguyên đình viện, nếu không thì năng lượng khủng bố vừa rồi trùng kích đã phá tan nát đình viện này. Vù vù vù, Cửu Long Xích Viêm đỉnh biến mất, khí tức nóng cháy cũng mất đi. Bên ngoài Cửu Long Xích Viêm đỉnh, Khổng Tước tôn giả vung áo gấm, bàn tay chộp lấy. Đan dược nhỏ cỡ móng cái xoay tròn bị Khổng Tước tôn giả bắt vào tay. Đan dược có màu đỏ và trắng lơ lửng trên tay Khổng Tước tôn giả. Bên trong đan dược phát ra tia năng lượng khuếch tán bốn phía. Kết thủ ấn bị xới lên, năng lượng ức chế rung động hồn người. Đây chính là âm dương long hổ đan sao. Nhìn đan dược trong lòng bàn tay Khổng Tước tôn giả, năng lượng hùng hồn quanh quẩn khiến Lục Lâm Thiên nuốt nước bọt khan. Đây chính là đan dược gần bát phẩm cao giai đỉnh phong. Tuy ba sơn môn bồi thường cho các đại sơn môn cũng có đan dược cao giai, nhưng đẳng cấp không giống nhau, chênh lệch quá lớn. Giống như yêu thú bát giai hậu kỳ và yêu thú bát giai hậu kỳ đỉnh phong vậy, hai bên chênh lệch rất lớn. Nhìn đan dược trong tay Khổng Tước tôn giả, mọi người thầm thở phào. Phù! Khổng Tước tôn giả giao đan dược cho Nam Thúc. Rốt cuộc luyện chế thành công, mau sử dụng đi. Mặt Khổng Tước tôn giả không chút máu, nàng tiêu hao rất là nghiêm trọng.
Nam Thúc run rẩy nhìn Âm Dương Long Hổ đan trong tay. Rốt cuộc luyện chế thành công. Dùng đan dược này vào có lẽ Nam Thúc sẽ phục hồi lại thời kỳ đỉnh ngày xưa. Thánh thủ Linh Tôn nói. Mau dùng đi, dùng càng sớm thì hiệu quả càng tốt. Thân hình hư ảo càng mờ nhạt hơn, trực tiếp tiêu hao linh hồn lực làm Thánh thủ Linh Tôn khó thể chịu nổi. Nam Thúc nhẹ gật đầu. Nam Thúc quay lại nhìn Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, dù ta có phục hồi cũng cần nhiều thời gian, trong lúc này ngươi cố gắng ít gây chuyện. Quan trọng nhất là đề phòng linh vũ giới, nếu ta có thể thuận lợi phục hồi thì mọi chuyện sẽ có thay đổi. Lục Lâm Thiên nói, Nam Thúc cứ yên tâm phục hồi, những chuyện khác để tiểu tử lo. Nam Thúc gật đầu. Nam Thúc phất tay, cửu long xích viêm đỉnh hóa thành luồng sáng đỏ chui vào trán. Nam Thúc nuốt Âm Dương Long Hổ đan trong tay vào bụng, ngồi xếp bằng. Xoẹt. Ngay khi Nam Thúc khoanh chân ngồi xuống thì người run bần bật. Ánh sáng bừng lên quanh thân Nam Thúc, năng lượng kỳ lạ tràn ra từ thân thể. Loại năng lượng này hiện vầng sáng hai màu độc nhất vô nhị của Âm Dương Long Hổ đan bao bọc Nam Thúc vào trong. Thánh thủ Linh Tôn thấy thế nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, hãy ra lệnh không cho phép ai tới gần xung quanh. Lục Lâm Thiên gật đầu. Trong lúc Nam Thúc dưỡng bệnh chắc chắn là không thể bị quấy nhiễu được. Sát Phá Quân nói. Để ta hộ pháp cho. Bây giờ chỉ cần chờ đợi, ước chừng thời gian khá lâu. Thánh thủ Linh Tôn nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Năng lượng của Âm Dương Long Hổ đan cực kỳ khổng lồ, Nam Thúc của ngươi lĩnh ngộ thì người bình thường không thể sánh bằng, cộng thêm đế giả chi nguyên của ngươi nếu phát huy được tác dụng vậy có lẽ không chỉ phục hồi mà còn có đột phá. Nhìn Nam Thúc được vầng sáng hai màu bao phủ, sắc mặt Lục Lâm Thiên trở nên trầm trọng. Nam Thúc, xin chờ Thúc phục hồi lại. Lục Lâm Thiên đành phải chờ, nếu Nam Thúc thuận lợi phục hồi thì cường giả ngày xưa Phong Vân Đại Lục sẽ phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh, lần nữa đột phá xem như phá rồi lại lập. Nam Thúc nuốt Âm Dương Long Hổ đan, Khổng Tước Tôn giả tiêu hao lớn, đã cùng đám người Bạch Long Tôn giả lui xuống điều tức. Thánh thủ Linh Tôn vào trong sảnh. Lên Linh Ngọc sàng phục hồi và tiện cho trông chừng tình hình phục hồi của Nam Thúc. Sát Phá Quân, Hắc Phú hộ pháp bên ngoài đình viện. Lục Lâm Thiên, Tiểu Long lui xuống, hiện tại mọi thứ phải chờ. Rời khỏi ngọn núi, Lục Lâm Thiên đi đại điện trước, dùng tâm thần quan sát. Quỷ tiên tử đã trở lại Phi Linh Môn, có lẽ mấy cường giả Phi Linh Môn cũng đã trở về. Trong đại điện, quỷ tiên tử, quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, Diệp Mỹ. Thiên La Viêm Vũng Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, An Cát Thú Na cũng có mặt. Còn có Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên mới thăng chức thành hộ pháp. Lục Lâm Thiên nghe đám người quỷ tiên tử báo cáo đã biết tình huống thời gian gần đây của Phi Linh Môn. Luyện chế Âm Dương Long Hổ đan mất nửa tháng, trong thời gian này đã cưỡng ép tiếp nhận 146 thành. Ba Sơn Môn, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo không chống cự, bị cưỡng ép bàn giao cũng không nói gì. Gần đây Ba Sơn Môn rất khiêm tốn, không có động tĩnh gì. Trong 146 thành bị tiếp nhận khó tránh khỏi sao động, nhưng có Thánh Linh Giáo hỗ trợ nên còn trong vòng khống chế, mọi thứ đều trong dự định, chỉ là vấn đề thời gian. Đông Vô Mệnh, Khấu Phi Yến, Hoa Mãn Ngọc, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan còn ở bên ngoài lo giải quyết công việc. Chuyện lớn chuyện nhỏ chuyện quan trọng của Phi Linh Môn đều rơi vào tay đám người này. Đông Vô Mệnh, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân tuy bảo là cung phụng nhưng thật ra chuyện lớn nhỏ trong Phi Linh Môn toàn do bọn họ quản lý. Dù Lục Lâm Thiên có ở Phi Linh Môn cũng chỉ là trưởng quầy phủi tay. Mọi chuyện của Phi Linh Môn giống y như Lục Lâm Thiên ước chừng, hắn không cần lo lắng. Có Quỷ Tiên Tử, Đông Vô Mệnh, Khấu Phi Yến, An Cát Tú Na, Hoa Mãn Ngọc, Diệp Phi, Diệp Mỹ, Lục Tiểu Bạch ở chắc chắn sẽ giải quyết mọi thứ tốt đẹp. Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên cũng đã được rèn luyện chính chắn, có thể tự đảm đương một phía. Lục Lâm Thiên biết một số tình huống tổng thể trong cổ vực. Hiện tại danh tiếng của Phi Linh Môn đã nổi như cồn, trong một lúc không ai địch lại. Lục Lâm Thiên không quá mừng rỡ, nổi bật quá cũng không hay ho gì. Gần đây đệ tử tham gia vào Phi Linh Môn ngày càng đông, Phi Linh Môn đang cần chiêu binh mãi mã. Lục Lâm Thiên đã dặn việc tuyển nhận đệ tử phải điều tra thật nghiêm ngặt. Đặc biệt là đệ tử hạch tâm, không thể qua loa. Lục Lâm Thiên ra lệnh đám người An Kết Tú Na nếu đệ tử nào không tuân theo môn quy sẽ trừng phạt nặng không tha. Đệ tử mới nhập môn rất nhiều,
e rằng đa số muốn đụng nước béo cỏ hỗn vớt chút cháo, phải trấn nhiếp gắt gao mới được. Lục Lâm Thiên chỉ thuận miệng nói mấy vấn đề đó. Có Quỷ Tiên Tử, Diệp Mỹ, Diệp Phi, Hình Đường thì không cần Lục Lâm Thiên lo làm gì. Tiếp theo Lục Lâm Thiên nói chuyện địa tâm linh mạch cho đám người Quỷ Tiên Tử, An Kết Tú Na biết. Mọi người nghe mà hết hồn. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm, nói đại khái kế hoạch bồi dưỡng đệ tử mới, cũng cần mọi người bắt tay vào làm. Trong địa tâm linh mạch cần bài bố lại mới được, nghe nói gần đây có nhiều vương cấp tham gia phi linh môn, về việc này Lục Lâm Thiên đành nhờ Quỷ Tiên Tử lo sắp xếp. Quỷ Tiên Tử bất đắc dĩ nhìn Lục Lâm Thiên. Ngươi lại muốn làm phủi trưởng quầy. Nghe giọng điệu của Quỷ Tiên Tử như thể Lục Lâm Thiên ham chơi lười biếng. Lục Lâm Thiên nói, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Mọi chuyện đã tạm xong xuôi, Lục Lâm Thiên nên bắt đầu đột phá đẳng cấp tôn cấp, thực lực của mình tăng mạnh mới là quan trọng nhất. Quỷ Tiên Tử nói, yên tâm bế quan đi, chuyện bình thường có ta và lão già ứng đối được. Phi Linh Môn bây giờ có mấy tôn sứ tọa chấn, đủ sức ứng đối việc bình thường. Linh Quái nhướng mày nói, trưởng môn, gần đây dường như có mấy người trong Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông hay chạy tới Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi, là tới tìm ta sao? Lục Lâm Thiên hơi bất ngờ, người của Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn đã sớm trở về, chẳng lẽ Nhạc Phụ phái người đến tìm hắn có việc? Lục Lâm Thiên hỏi xong Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi, Diệp Mỹ, Hoa Mãn Ngọc xấu hổ cúi đầu, An Cát Tú Na cũng có vẻ ngại ngùng. Tà Thiên Khung chừng Linh Quái. Linh Quái chết bầm. Tà Thiên Khung cười nói với Lục Lâm Thiên. Trưởng môn, theo ta được biết thì nhiều đệ tử Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông chạy tới Phi Linh Môn ta là do từ khi gặp nhóm Diệp Đường Chủ, An Cát trưởng lão đã mê mẩn, mới trở lại liền vòng về nữa. Vũ Quái cười gian nói. Hi hi, ai kêu bây giờ Phi Linh Môn chúng ta mỹ nữ như mây. Ta nghe nói Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Tinh Ngục Các, Kiền Hiên Đảo cũng có nhiều người không muốn đi. Quỷ Ảnh La Sát trừng mắt lườm Vũ Quái, vội vàng phân bua. Hai người đừng nói bậy bạ, chúng ta không để ý tới bọn họ, chỉ là họ tự đa tình. Quỷ Tiên Tử mỉm cười nói. Trưởng môn, không có chuyện gì đâu, đơn giản là mấy cái đuôi của bọn họ. Lục Lâm Thiên gãi mũi cười cười. Ra là vậy. Lục Lâm Thiên còn tưởng có chuyện kiếm hắn. Lục Lâm Thiên nhìn các nàng Diệp Mỹ, Diệp Phi, An Cát Tú Na. Diệp Đường Chủ, An Cát trưởng lão có vừa mắt ai không? Diệp Mỹ liếc xéo Lục Lâm Thiên. Trưởng môn, sao người cũng đùa nữa? Diệp Mỹ nói. Ta đi làm việc đây. Diệp Mỹ nói xong vội chạy ra đại điện. Mấy người đó còn lâu mới lọt vào mắt của tỉ muội chúng ta. Đúng rồi, có muốn tìm cũng phải tìm giống Lục Lâm Thiên. Quỷ Ảnh La Sát, Hoa Mãn Ngọc nói xong ánh mắt kiêu ngạo nâng cao, đi theo ba nữ nhân An Cát Tú Na ra đại điện. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Này, chào cái rồi đi được không? Ta là trưởng môn, thật không nể mặt ta mà. Lục Lâm Thiên cười khổ, nhìn mấy kỳ nữ này thì người bình thường khó thể chinh phục nổi. Quỷ Tiên Tử nói. Trưởng môn, ta cũng đi đây, ta đi xem những vương cấp tham gia gần đây. Quỷ Tiên Tử ra khỏi đại điện. Lục Lâm Thiên nói. Mọi người đều lui ra đi. Lục Lâm Thiên nhìn Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, nói. Các ngươi đó, người ta Upsilon tới cửa còn bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ Phi Linh Môn ta không có nam nhân sao? Lỡ như Diệp Đường Chủ, An Cát Trưởng Lão, Hoa Đường Chủ bị người ngoài bắt cóc thì các ngươi còn mặt mũi gì? Có biết là nước phù sa không để người ngoài hưởng hiểu không? Linh Quái sửng sốt, hoàn toàn không hiểu. Trưởng môn, là sao? Tà Thiên Khung lại lườm Linh Quái. Ngốc! Tà Thiên Khung nghẹn ngào nói với Lục Lâm Thiên. Trưởng môn, chúng ta cũng muốn lắm nhưng bọn họ không vừa mắt chúng ta thì biết làm sao đây? Cái này! Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ, hắn đành bó tay. Tà Thiên Khung chớp mắt lia, mỉm cười nói. Trưởng môn chắc chắn có cách, hãy tiết lộ một chút đi. Vật Quái cười gian nói. Hi hi, trưởng môn chắc chắn là có kinh nghiệm, truyền một chút đi. Bọn họ đều biết mấy vị phu nhân của trưởng môn không đơn giản. Lục Lâm Thiên gãi mũi. Cái này. Lục Lâm Thiên nhìn Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, và mấy trưởng lão. Lục Lâm Thiên nói. Ta có 12 từ chân ngôn, các ngươi có muốn nghe không? Tả Thiên Khung nói ngay.
Đương nhiên muốn. Mọi người nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Gan to bằng trời, lòng tỉ mỉ như hạt bụi, mặt dày vô sỉ. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm. Các người tự lĩnh ngộ đi. Lục Lâm Thiên nói xong rời khỏi đại điện, về chuyện này hắn cũng không giỏi giang gì, không dạy được ai. Nhìn bóng lưng trưởng môn, Hoàng Bác Nhiên đã lĩnh ngộ, vẻ mặt sùng bái nói. Trưởng môn không uổng là trưởng môn, thụ giáo. Tà Thiên Khủng cũng hiểu. Sâu sắc thật, trưởng môn có khác. Linh quái chưa nghĩ thông, hỏi Hoàng Bác Nhiên. Hoàng Bác Nhiên, mau giải thích cho ta, 12 từ chân ngôn của trưởng môn có ý gì? Hoàng Bác Nhiên vỗ đầu chọc của mình, mếu nói. Linh trưởng lão, cái này chỉ có thể hiểu chứ không nói ra được, ta không cách nào giải thích. 12 từ chân ngôn này rất khó giải thích. Trong đại điện, mọi người nhìn linh quái, cười phá lên. Ha ha ha. Lục Lâm Thiên rời khỏi đại điện, đang định đi đình viện sau lưng chợt nghe thanh âm cất lên. Tham kiến trưởng môn. Lục Lâm Thiên ngoái đầu nhìn, một nam nhân râu quai nón, vóc dáng thô kệch đang quỳ dưới đất. Bộ dáng lưu manh, trước mặt đặt cái bao tải màu đen. Nhìn nam nhân râu quai nón, Lục Lâm Thiên nhớ ra. Đây là chấp sự từng đánh cuộc với Lục Lâm Thiên lúc trong Thiên Môn Cốc, hắn có kêu gã về làm hộ pháp nội môn. Lục Lâm Thiên gật đầu. Miễn lễ, đứng lên đi. Nam nhân râu quai nón vốn có tu vi vũ tướng tam trọng bây giờ đã là tứ trọng, xem ra sau trận đại chiến thì thực lực tu vi có tiến bộ lớn. Nam nhân râu quai nón nghe vậy đứng dậy, đôi mắt tràn đầy cung kính. Hiện tại toàn phi linh môn xem trưởng môn như vị thần. Trong Thiên Môn Cốc, nam nhân râu quai nón chính mắt thấy cảnh tượng trưởng môn đại khai sát giới. Nam nhân râu quai nón chỉ cái bao tải đen trước mặt. Trưởng môn, trong này có 21 đầu đệ tử ba sơn môn, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, đều là ta tự tay giết, xin trưởng môn xem qua. Lục Lâm Thiên cười khen. Giỏi. Dùng tâm thần quan sát mới biết trong bao tải đen đựng 21 cái đầu đệ tử ba sơn môn, lúc trước Lục Lâm Thiên từng nói nếu nam nhân râu quai nón tự tay giết 20 người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo thì sẽ cho chức trưởng lão nội môn phi linh môn, tặng thêm một món vũ linh khí hoàng giai. Trên quảng trường có nhiều đệ tử phi linh môn đứng xem. Lục Lâm Thiên nhìn người này, quét mắt qua hỏi. Tên ngươi là gì? Nam nhân râu quai nón ngẩng đầu lên đáp. Lưu Kha. Lục Lâm Thiên nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trưởng lão nội môn của phi linh môn, ban cho một món vũ linh khí hoàng giai. Ngươi có thể đi chỗ Bạch Cung phụng lĩnh. Thực lực của Lưu Kha bình thường nhưng gã là nhân tài, tướng thổ phỉ, dũng mãnh hơn người. Nam nhân râu quai nón ngây người rồi quỳ dưới đất, kích động người run rẩy. Đa tạ trưởng môn. Lục Lâm Thiên đã biến mất tại chỗ. Nhiều đệ tử thấy cảnh này thì rất hâm mộ. Hộ pháp này có tương lai sáng lạn, trưởng lão nội môn là địa vị cao thượng. Quay về đình viện sau núi, Lục Lâm Thiên nghe ba nữ nhân Bạch Sa Sa, Nhan Kỳ, Tân Hiểu Kỳ báo cáo mới biết Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh cùng Lục Tâm Đồng đi chơi mấy ngày. Dường như gần đây trong thành phi linh môn tiếp quản có vài việc vặt cần giải quyết. Có đại ca Dương Quá, hai yêu thú phi thiên Ngô Công, huyết tích dịch đồng hành. Trong cổ vực này Lục Lâm Thiên không quá lo, huống chi thực lực của Lục Tâm Đồng, Dương Quá không tầm thường. Lục Lâm Thiên nói, Tiểu Long, Tuyết Sư, chúng ta bế quan. Lục Lâm Thiên dặn dò ba nữ nhân Bạch Sa Sa, Nhan Kỳ, Tân Hiểu Kỳ mấy câu, bày một cấm chế cộng thêm trong phi linh môn nên hắn yên tâm bế quan. Lát sau trong không gian thiên trụ giới, Tiểu Long, Tuyết Sư tìm chỗ tự ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Trong một không gian, Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng, chậm rãi tĩnh tâm lại. Đã tới lúc hắn thử đột phá đẳng cấp tôn cấp. Xoẹt! Trong tay Lục Lâm Thiên cầm áo choàng màu xanh, là tứ sư thúc khổng tước tôn giả tặng cho. Thứ tứ sư thúc khổng tước tôn giả tặng chắc chắn là báu vật. Lục Lâm Thiên nhớ khổng tước tôn giả từng nói sau khi luyện chế áo choàng này tuy không phải trọng bảo quý báu gì nhưng có nhiều diệu dụng. Sắc mặt Lục Lâm Thiên hơi thay đổi, hắn đánh giá áo choàng màu xanh, dường như không phải linh khí, không biết do tài liệu gì luyện chế ra. Sờ vải vóc không khác gì quần áo bình thường. Lục Lâm Thiên hơi tò mò áo choàng màu xanh sẽ có diệu dụng gì. Luyện hóa thử xem. Nếu là tứ sư thúc kêu hắn luyện hóa vậy Lục Lâm Thiên sẽ nghe theo. Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, áo choàng màu xanh run run. Một giọt máu của Lục Lâm Thiên nhỏ lên áo choàng màu xanh,
khi giọt máu thấm vào thì áo choàng màu xanh tỏa ánh sáng nhạt. Xoẹt, áo choàng màu xanh phồng lên, lơ lửng trong không trung. Ánh sáng chói lòa lan tràn, áo choàng màu xanh mở rộng ra xuất hiện vô số bí văn chạy xuôi, ánh sáng bắn ra bốn phía. Khí tức quái dị lan tràn toát ra không khí cổ kính. Chuyện gì đây? Lục Lâm Thiên nhìn áo choàng màu xanh biến đổi thì rất khó hiểu, ngạc nhiên đánh một linh hồn lực vào trong. Linh hồn lực rơi vào áo choàng màu xanh, trên áo choàng màu xanh cổ xưa tỏa ánh sáng chói lòa bắn vào trán Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhắm mắt lại ngay, ánh sáng trên trán biến thành luồng tin tức khổng lồ chui vào não hắn. Áo choàng màu xanh tỏa sáng rực rỡ, không gian bốn phía bị bao phủ trong ánh sáng, rất thần dị. Chốc lát sau ánh sáng thu về, không gian phục hồi lại bình thường. Lục Lâm Thiên mở mắt ra, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên. Mới rồi áo choàng màu xanh truyền đến tin tức nằm ngoài dự đoán của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Thì ra có tác dụng như vậy, kỳ lạ thật. Trong mắt Lục Lâm Thiên cực kỳ ngạc nhiên, không biết tứ sư thúc lấy báu vật này từ đâu ra. Lục Lâm Thiên từ tin tức trong đầu biết áo choàng màu xanh tên là ám ảnh mật bào, có thể xem như một linh khí nhưng khá đặc biệt. Ám ảnh mật bào giống như khải giáp thanh linh, tứ thần quyết, trong vũ kỹ là sự tồn tại đặc biệt. Ám ảnh mật bào là tồn tại đặc biệt trong linh khí, không biết là ai luyện chế ra nó nhưng có nhiều diệu dụng thật. Lục Lâm Thiên từ trong tin tức biết luyện hóa rồi mặc ám ảnh mật bào vào thì khí tức quanh thân sẽ giấu đi, hoàn toàn không còn khí tức, che giấu hết dao động, gần như giống người bình thường. Trừ phi người thực lực quá mạnh không thì chẳng thể nhận ra. Loại che giấu này khác với ẩn núp khí tức. Ẩn khí tức là để người ta không nhìn thấu, không thể hoàn toàn giấu đi. Còn thu giấu khí tức lại khác, hoàn toàn giấu mất, người khác không nhìn ra bất cứ khí tức nào. Đương nhiên cái này còn tùy tình huống, gặp phải thực lực hoàn toàn khủng bố thì không cách nào che giấu. Ngoài ra ám ảnh mật bào có tác dụng phòng ngự tập kích, tương đương với bộ giáp phòng ngự. Cùng đẳng cấp sốc hết sức ra đánh lén thì ám ảnh mật bào sẽ tự động chặn lại. Lục Lâm Thiên nhếch môi cười nói. Đúng là có diệu dụng. Ám ảnh mật bào thật sự có diệu dụng, nào là tác dụng thu giấu khí tức, công dụng rất lớn. Giấu đi khí tức có thể giả heo ăn cọp, rất tuyệt vời. Ngoài ra dùng để chạy trốn có tác dụng lớn, lỡ như gặp cường giả che giấu khí tức là khó bị bọn họ tìm ra. Các diệu dụng nhỏ này đã là tác dụng lớn. Về phòng ngự tập kích, nếu có thể đối kháng trên đẳng cấp sốc sức ra một kích thì càng tuyệt vời. Tóm lại ám ảnh mật bào có ích rất lớn. Không thua gì linh khí địa giai. Lục Lâm Thiên đổi thủ ấn, ám ảnh mật bào lại rơi xuống lưng hắn. Lục Lâm Thiên mặc ám ảnh mật bào vào người, đây là báu vật tốt, đám người tứ sư thúc toàn tặng cho thứ tốt. Xoẹt! Trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện một bình ngọc, là Bạch Long Tôn giả cho hắn. Trong bình ngọc lan tràn năng lượng hùng hồn, năng lượng hùng hậu khiến tim Lục Lâm Thiên đập nhanh. Địa tâm linh dịch. Lục Lâm Thiên cảm nhận năng lượng hùng hồn. Lòng thấp thỏm mong chờ. Lục Lâm Thiên không biết sau khi nuốt địa tâm linh dịch vào có thể đột phá được không. Về liều lượng năng lượng thì địa tâm linh dịch không khắt khe, Bạch Long Tôn giả góp nhặt trăm năm trong mật địa mới được chút ít. Đẳng cấp địa tâm linh dịch mạnh hơn tuyết phách linh dịch của Vân Dương Tông. Nhưng bây giờ điều Lục Lâm Thiên lo là đột phá tôn cấp không phải đủ chân khí, đủ linh lực liền có thể. Bao nhiêu cường giả tuổi thọ mấy trăm năm, ngàn năm, trên ngàn năm. Tu luyện chậm mấy cũng đủ để chân khí tăng trưởng. Nhưng đẳng cấp tu vi càng lên cao thì chân khí không còn quá quan trọng. Điều quan trọng nhất là sử dụng. Đẳng cấp tôn cấp không phải dựa vào chân khí cưỡng ép nâng cao là đột phá được. Lục Lâm Thiên không biết hắn đã lĩnh ngộ đủ chưa, hắn nhìn Ngọc Bình, năng lượng hùng hồn khuếch tán. Trong không gian tràn ngập năng lượng hùng hậu này. Lục Lâm Thiên thở dài, uống địa tâm linh dịch, gác chuyện có đột phá được không sang bên. Hiện tại Lục Lâm Thiên tiếp xúc cường giả ngày càng mạnh, hắn phải nhanh chóng nâng cao thực lực cho mình. Tuy hiện tại có bốn tôn tổ trấn nhiếp đối thủ, nhưng đây không phải thực lực của hắn. Thực lực của mình mới là quan trọng nhất. Tuy bây giờ Phi Linh Môn đã giải quyết xong một rắc rối lớn nhưng Lục Lâm Thiên biết đó chỉ là tạm thời. Ba Sơn Môn bị tổn hại nặng, hai các hai đảo Nguyệt Long Các sẽ không chịu cho qua. Chắc đã âm thầm tích xúc, khi nào có cơ hội chắc chắn không tha cho Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên than dài, hiện tại hắn vừa phải đối diện Ba Sơn Môn còn gặp hai các hai đảo Nguyệt Long Các, còn thế lực quái dị linh vũ giới. Nên thực lực là vô cùng quan trọng, tất cả đều cần có thực lực tuyệt đối để đối mặt.
Lục Lâm Thiên thì thào. Uống trước rồi tính. Lát sau Lục Lâm Thiên gạt bỏ mọi tạp niệm, mắt nhìn chằm chằm địa tâm linh dịch trong tay, há mồm đổ vào miệng. Vị mát lành của địa tâm linh dịch chui xuống bụng Lục Lâm Thiên, vào miệng liền hòa tan, hóa thành năng lượng ấm áp chảy vào người. Năng lượng vào cơ thể, lan tràn tứ chi, hóa thành các dòng chảy khuếch tán, tuôn vào kinh mạch. Năng lượng này không cuồng bạo trùng kích cơ thể Lục Lâm Thiên, khiến hắn bất ngờ là nó rất dịu ngoan bản cứ trong người hắn. Lục Lâm Thiên bất ngờ qua đi cũng không kinh ngạc gì nhiều. Ngày xưa lúc Lục Lâm Thiên luyện hóa tuyết phách linh dịch thì năng lượng hùng hậu nhưng không cuồng bạo lắm. Năng lượng địa tâm linh dịch tiến vào kinh mạch, Lục Lâm Thiên vận chuyển âm dương lĩnh vũ quyết, một tia năng lượng vận chuyển luyện hóa trong kinh mạch hắn rồi chậm rãi hóa thành chân khí tiến nhập đan điền khí hải. Năng lượng này cực kỳ dịu ngoan nhưng nó quá lớn, nó bị âm dương linh vũ quyết lôi kéo, năng lượng khổng lồ tràn ngập kinh mạch đã đến mức chướng lớn. Toàn thân Lục Lâm Thiên đau nhức, nhưng với thể chất hiện tại của hắn dễ dàng đối kháng lại. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, năng lượng mạnh quá, nếu là Vũ Vương cửu trọng bình thường sẽ không chống cự nổi. Lục Lâm Thiên càng mừng như điên luyện hóa địa tâm linh dịch, năng lượng hùng hậu này dư sức đưa hắn đến đỉnh Vũ Vương cửu trọng. Nhưng cuối cùng có đột phá được hay không thì chẳng rõ. Càng luyện hóa Lục Lâm Thiên càng cảm giác rõ ràng sau khi luyện hóa địa tâm linh dịch, chân khí tinh thuần liên miên không dứt tuôn vào đan điền khí hải của hắn. Chân khí bên ngoài tiến vào, bắt đầu có dao động. Viên vũ đan ngũ sắc trong đan điền khí hải chậm rãi xoay tròn, vầng sáng ngũ sắc mờ nhạt tràn ngập. Lúc này vũ đan ngũ sắc nằm trong đan điền khí hải, tốc độ mắt thường khó thấy tầm bổ tăng mạnh lên. Các tia chân khí bị hút vào trong khiến ánh sáng vũ đan ngũ sắc càng sáng bóng, cùng lúc đó huyễn ảnh thanh vũ dực, tử lôi huyền đỉnh, huyết lục đều được tẩm bổ. Cứ thế luyện hóa, Lục Lâm Thiên tiến vào cảnh giới vong ngã. Âm dương lĩnh vũ quyết khống chế địa tâm linh dịch trong người biến thành năng lượng luyện hóa. Sau khi luyện hóa chân khí tinh thuần liên miên tiến vào đan điền khí hải. Trong đan điền khí hải khổng lồ của Lục Lâm Thiên tựa như vô cùng tận. Hấp thu những chân khí tinh thuần đã qua luyện hóa. Lục Lâm Thiên cảm giác được đến đẳng cấp Vũ Vương cửu trọng, đặc biệt là đan điền khí hải to khủng khiếp nên cần năng lượng đột phá cũng rất kinh khủng. So sánh thì khó khăn khi đột phá lớn hơn nhiều, trong thời gian ngắn không thể làm xong. Nhưng địa tâm linh dịch biến thành năng lượng trong người Lục Lâm Thiên cũng rất khổng lồ, hoàn toàn luyện hóa địa tâm linh dịch trong người có đột phá đến đẳng cấp hắn muốn hay không thì hiện tại chưa biết. Lục Lâm Thiên hơi mong chờ. Người bình thường dùng địa tâm linh dịch đã có hiệu quả kinh người, Lục Lâm Thiên vì có âm dương lĩnh vũ quyết có tác dụng cắn nuốt nên được đến ích lợi nhiều hơn người khác rất lớn, đây là tác dụng biến thái của âm dương lĩnh vũ quyết. Có lẽ khi Bạch Long Tôn giả tặng địa tâm linh dịch cho Lục Lâm Thiên cũng không ngờ rằng hắn tu luyện công pháp khủng bố thế này. Trong không gian thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên nhắm hai mắt, từ khi nào quanh thân bao phủ trong vầng sáng màu vàng đất nhạt. Trong vầng sáng vàng đất. Năng lượng nhàn nhạt khuếch tán quanh thân Lục Lâm Thiên. Năng lượng nhạt lan tràn, không gian nổi sóng gợn, thoạt trông cho người cảm giác hư ảo. Ngoài người Lục Lâm Thiên có năng lượng tràn ra rồi bị hắn hút vào lại, hít vào thở ra cực kỳ huyền ảo. Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái tu luyện tuyệt đối, biểu tình hắn không chút dao động, tinh thần hoàn toàn chìm đắm vào luyện hóa năng lượng từ địa tâm linh dịch biến thành. Khí thế chậm rãi tăng lên, từ từ biến mạnh. Tốc độ tăng mạnh thoạt trông bình thường nhưng thật ra nhanh kinh người. Thời gian trôi qua, khí tức tràn ra từ người Lục Lâm Thiên từ từ mạnh lên. Khí thế mênh mông như sóng gợn khuếch tán từ cơ thể Lục Lâm Thiên, khí thế của hắn cứ tăng dần. Không ai trông thấy những điều này, trong không gian chỉ có Tiểu Long, Tuyết Sư còn đang tu luyện. Thời gian trôi đi rất nhanh, có thể tưởng tượng khi năng lượng địa tâm linh dịch hoàn toàn được luyện hóa thì thực lực tu vi của Lục Lâm Thiên sẽ đến độ cao khác, mọi thứ cần thời gian. Mùa đông, thời tiết lạnh lẽo. Trong cổ vực, sau cuộc giết chóc trong thiên môn cốc, phi linh môn vươn lên hơi giảm nhiệt. Đã gần cuối cùng, mọi người chuẩn bị ăn Tết. Trong một sơn mạch bao la vô biên, sơn mạch hiếm có sắc xanh biếc nhưng lộ ra ngọn núi nguy nga. Trên núi có dấu tuyết trắng nhạt càng thể hiện ngọn núi cao về Upsilon T. Trong một đình viện, có một bóng dáng yêu kiều đứng trong phòng, khuôn mặt tinh xảo không thoa phấn lại toát ra sức quyến rũ. Phong tư uyển đẹp tựa tiên nữ, mái tóc đen nhanh rũ xuống eo thon, khí chất tiên tử không nhiễm bụi trần. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần kia thoạt trông rất yếu đuối, khí tức ủ rũ khiến người nhìn sinh lòng thương hại. Nàng chính là Lăng Thanh Tuyền. Ngoài phòng vọng vào thanh âm. Thanh Tuyền,
muội cần gì khổ vậy? Nghe giọng nói là một thanh niên, thanh âm chất chứa bất đắc dĩ. Nghe thanh âm bên ngoài, Lăng Thanh Tuyền vuốt tóc rối, mắt lóe tia sáng. Ta muốn ra ngoài. Giọng thanh niên vang lên. Chỉ cần Thanh Tuyền xóa bỏ nghiệt chủng trong bụng, nói ra kẻ đó là ai thì sẽ được ra ngoài. Mắt Lăng Thanh Tuyền bắn ra tia sắc bén, khí lạnh lan tràn. Tại sao các ngươi cứ ép ta? Khí thế sắc bén hùng hồn bộc phát từ người Lăng Thanh Tuyền, váy dài bay lên. Lăng Thanh Tuyền như la sát, hai tay vung, linh khí chảo ấn xuất hiện. Khí thế hùng hồn đáng sợ lan nhanh trong bao tay chảo ấn. Chảo ấn vung lên, xé rách không gian trước mặt Lăng Thanh Tuyền. Vù vù vù, chảo ấn đáng sợ bay ra, lực lượng cuồn bạo đáng sợ như hủy diệt tứ răng. Chảo ấn xé rách không gian, chớp mắt đè lên vách tường. Ầm ầm ầm, gian phòng kêu ầm ầm, chảo ấn giáng xuống, vầng sáng vô hình trên vách tường nổi lên. Vầng sáng vô hình bị xé vặn vẹo đối kháng lại chảo ấn khủng bố. Thanh niên đứng ngoài phòng bất đắc dĩ nói. Thanh Tuyền, ta bày ra cấm chế, muội không mở ra được. Hãy xóa nghiệt chủng trong bụng đi, rồi ta thả muội ra chịu không? Mắt Lăng Thanh Tuyền trống rỗng, nàng chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Ta cũng từng muốn giết hắn, nhưng hắn cũng là vì ta, hắn không sai, ta không thể giết hắn. Thanh Tuyền, muội điên rồi. Trong giới vì tài bồi muội mà tốn bao nhiêu công sức chính muội rõ ràng nhất. Tại sao muội vì nghiệt chủng mà muội không dám nói ra của ai, thấy có đáng không? Thanh niên ở ngoài phòng quát mắng. Bây giờ ta giết nghiệt chủng này ngay. Lăng Thanh Tuyền hét to. Ngươi dám, ngươi mà vào là ta chết ngay trước mặt ngươi. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền sắc bén nhưng có chút trống rỗng, mặt đờ đẫn. Dường như sợ Lăng Thanh Tuyền thật sự làm bậy, thanh âm ngoài phòng im lặng một lát rồi lên tiếng. Vậy thì muội đừng cứ luôn đòi ra ngoài nữa. Lăng Thanh Tuyền thì thào. Tất cả do ta tự tìm, hài tử trong bụng không sai. Ca, ta là muội muội ruột của ca, chẳng lẽ ca nhẫn tâm sao? Ngoài phòng im lặng một lúc sau thanh âm lên tiếng. Thanh Tuyền, muội từ nhỏ đến lớn đã đi đâu mất rồi? Tính cách bình thường của muội không như vậy, muội hãy suy nghĩ lại đi, trong thời gian này phụ thân sẽ đến, tự muội giải thích với phụ thân đi. Tóc Lăng Thanh Tuyền rối xù lẩm bẩm. Thả ta ra, thả ta ra ngoài. Không biết Lăng Thanh Tuyền có nghe thấy giọng nói bên ngoài không? Thanh âm bên ngoài khẽ thở dài. Trong thời gian này trong giới định hành động lớn, sự kiện kia sắp tới gần. Muội hãy tự giải quyết cho tốt, Lục Lâm Thiên gì đó cũng nên ra tay. Sắp tới ta sẽ đích thân đi một chuyến, Linh Vũ song tu sao? Ta muốn biết hắn lợi hại cỡ nào, ai? Thanh âm biến mất. Trong phòng, Lăng Thanh Tuyền ngẩn ngơ nhìn cái bụng nhô cao, khóe mắt chảy lệ dọc theo gò má rơi xuống bụng bầu. Tại sao như vậy, tại sao? Thời gian chậm rãi trôi, trong Phi Linh Môn mọi thứ cực kỳ bình tĩnh nhưng cũng rất bận rộn. Tất cả cường giả Phi Linh Môn cơ bản đều bận rộn bên ngoài. Sau khi kiểm soát 146 thành thì những chuyện linh tinh rườm rà khác càng cần thời gian. Nhưng những việc rắc rối này không cần cường giả quan trọng trong Phi Linh Môn tự tay làm. Đông Vô Mệnh, Khấu Phi Yến, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Khoái Kiếm Vương lục tục trở lại Phi Linh Môn. Cường giả Thánh Linh Giáo cũng quay về Phi Linh Môn. Đông Vô Mệnh trở lại, trong Sơn Mạch Vũ Đô Phi Linh Môn có nhiều hành động hơn. Sơn Mạch Vũ Đô vốn gián tiếp nằm trong tay Phi Linh Môn quản lý bây giờ thì càng toàn diện. Người trên Đại Lục Linh Vũ muốn vào cổ vực phải từ con đường Phi Linh Môn mở mang, đi chỗ khác đều bị xếp vào cấm địa của Phi Linh Môn. Song binh nào cũng không được phép tự tiện xông vào. Phi Linh Môn kiểm soát Sơn Mạch Vũ Đô nghiêm ngặt, người ngoài không rõ nguyên nhân. Không dám tự tiện xông vào. Phi Linh Môn bây giờ người bình thường không dám chọc vào, dù là Tam Tông Tứ Môn cũng không dám tùy tiện đụng. Vì kết cuộc của ba Sơn Môn đã chứng minh. Vừa khống chế Sơn Mạch Vũ Đô đám người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Khấu Phi Yến, Hổ Viêm Thiên Vương, còn có Thanh Linh Tôn Giả, Hỏa Thử Tôn Giả mới tham gia Phi Linh Môn, các cường giả Phi Linh Môn Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân vào trong không gian địa tâm linh mạch. Mọi thứ trong không gian khiến người rung động, không gian vô biên không nhỏ hơn Sơn Mạch Vũ Đô bao la. Toàn bộ Sơn Mạch năng lượng đậm đặc, cộng thêm không biết mấy vạn năm chưa giấu chân người, linh dược đầy đất. Lục Lâm Thiên không có thời gian kịp hái linh dược. Xích Phiêm, Long Linh, Lục Tâm Đồng lại mang yêu thú, linh thú vào. Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử mời Xích Phiêm,
Long linh ra lệnh yêu thú, linh thú góp nhặt linh dược. Số linh dược không đủ 5 tuổi thì không cần đụng vào, dù sao là nhà mình, hái còn non sẽ giảm mạnh hiệu quả. Trong không gian, đám người Đông Vô Mệnh, Quỷ Thiên Tử, Lục Tâm Đồng, Khấu Phi Yến bắt đầu bài bố. Không gian chủ yếu để rèn luyện đệ tử trẻ tuổi. Vốn trong rừng rậm nguyên thủy có nhiều nguy hiểm, nơi nào quá nguy hiểm thì phải kiểm soát để tránh cho đám thanh niên không ứng đối được. Trong lúc bài bố thì Thanh Linh Tôn Giả nêu nhiều ý kiến. Mọi thứ trong Phi Linh Môn phát triển đâu vào đấy. Thời gian bình yên trôi rất nhanh, trong thiên trụ giới thì thời gian rất chậm, bất giác đã 40 ngày. Trong 40 ngày khí thế quanh thân Lục Lâm Thiên tăng mạnh, khí thế hùng hồn chấn động sóng không gian khuếch tán. Mơ hồ thấy sóng không gian vặn vẹo, uy lực rất khủng bố. Vô hình chung vặn vẹo sóng không gian, đẳng cấp thực lực này nếu có cường giả trông thấy sẽ trợn mắt há hốc mồm. Loại đẳng cấp khí thế này đã đến trình độ khủng bố, xem khí thế thì đã là vũ vương cửu trọng. Xem Lục Lâm Thiên khống chế lực lượng không gian xung quanh, làm được mức này phải là đẳng cấp vũ tôn mới được, và không phải vũ tôn bình thường. Vù vù vù. Đột nhiên vầng sáng quanh thân Lục Lâm Thiên rút về, khí thế thu dấu, mọi thứ biến mất. 5 phút sau Lục Lâm Thiên mới mở mắt ra, tia sáng bắn ra, khí thế lại tăng vọt, khí thế mạnh hơn trước gấp vô số lần, đã tới vũ vương cửu trọng đỉnh phong. Xoẹt. Lục Lâm Thiên đứng dậy, đột ngột co nắm đấm tay phải, cánh tay vung, trước mu bàn tay vang tiếng lốp bốp nhỏ. Bùm. Lục Lâm Thiên vung quyền ấn trong chớp mắt, sóng không gian như pháo nổ một khe nứt lộ ra ánh sáng đen vụt qua. Sóng không gian lan tràn khuếch tán giữa không trung. Một quyền ấn xé rách không gian, cái này cần lực lượng tới cỡ nào? Giơ tay nhấc chân chấn vỡ không gian ít nhất phải là đẳng cấp vũ tôn mới làm được. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm mọi thứ, mắt lóe tia sáng, biểu tình trầm trọng. Lục Lâm Thiên nói, vũ vương cửu trọng đỉnh phong, chắc chắn là đỉnh phong rồi, nhưng tại sao không thể đột phá? Lục Lâm Thiên có hai nắm tay, chân khí trong đan điền khí hải cực kỳ mênh mông. Chân khí xuyên qua kinh mạch mang theo tiếng sấm nổ, thực lực như thế hoàn toàn khác hẳn trước kia. Trong đan điền khí hải cực kỳ ngưng tụ căng đầy, nhưng Lục Lâm Thiên không cách nào đột phá tôn cấp. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên khó hiểu. Rốt cuộc là tại sao? Khi Lục Lâm Thiên luyện hóa đến ngày thứ 30 thì chân khí trong cơ thể đã chứng căng, khí thế lên đến vũ vương cửu trọng đỉnh phong. Lục Lâm Thiên vốn cho rằng có thể mượn cơ hội này một hơi đột phá, ai ngờ chân khí rót vào đan điền khí hải suýt nứt ra, nhưng tiếp theo những chân khí càng lúc càng ngưng thực, áp xúc rồi lại không đột phá được. Địa tâm linh dịch biến thành năng lượng luyện hóa chân khí tinh thuần tiếp tục liên miên không dứt ùa vào, rốt cuộc đến cực độ. Chân khí tràn đầy bắt đầu tiết ra ngoài, khuếch tán tứ chi bách hải. 8 ngày tiếp theo Lục Lâm Thiên luyện hóa chân khí đều bị tự động bài trừ đi. Lục Lâm Thiên rất bất đắc dĩ, tại sao chân khí không đủ? Đẳng cấp linh lực của Lục Lâm Thiên sớm đến linh vương cửu trọng đỉnh phong nhưng không cách nào đột phá. Lục Lâm Thiên nghi hoặc lẩm bẩm. Chẳng lẽ là lĩnh ngộ không đủ? Mấy ngày nay Lục Lâm Thiên nhiều lần thử dẫn đạo đột phá nhưng vẫn vậy, không cách nào đột phá. Đột phá là cách nói rất huyền ảo, sự huyền diệu khó giải thích. Tất cả vũ giả linh giả, đặc biệt thực lực đến cỡ như Lục Lâm Thiên không xa lạ gì với đột phá. Nhưng muốn giảng dạy đột phá như thế nào cho mọi người nghe thì không cách nào giải thích rõ. Lục Lâm Thiên cũng vậy, từ vũ đồ đến bây giờ là vũ vương, mỗi một lần đột phá đều là cảm giác huyền diệu. Cụ thể hơn là vô cùng huyền ảo, đột phá chỉ là một loại thăng cấp, đôi khi nói đột phá liền đột phá. Hiện tại Lục Lâm Thiên thử dựa theo cảm giác đột phá nhưng cứ thấy thiếu gì đó, vì vậy không thể đột phá. Cụ thể thiếu cái gì thì chính Lục Lâm Thiên khó nói rõ. Những người bị kẹt tại đẳng cấp nào đó không cách nào đột phá phải chăng cũng có cảm giác tương tự thì Lục Lâm Thiên không rành. Lúc này Lục Lâm Thiên chỉ biết câm nín, lần đầu tiên hắn gặp tình huống như thế. Trước kia Lục Lâm Thiên sợ căn cơ không ổn nên không muốn đột phá, bây giờ là không cách nào đột phá, không có cảm giác đột phá. Ánh mắt dao động. Chẳng lẽ là vì không cách nào đột phá có lẽ vì vấn đề lĩnh ngộ. Nhưng Lục Lâm Thiên tự nhận mặt lĩnh ngộ của hắn không yếu. Lục Lâm Thiên suy tư, hắn lĩnh ngộ thuộc tính thổ, phong, hỏa là mạnh nhất. Thuộc tính thủy, mộc thì yếu một chút, Lục Lâm Thiên cho rằng có lẽ vì lĩnh ngộ thuộc tính thủy và mộc không đủ. Lục Lâm Thiên không rõ nguyên nhân không thể đột phá là gì nhưng cứ xem như chữ ngựa chết thành ngựa sống, mò đại.
dù sao bây giờ còn chút thời gian, có thể dùng để lĩnh ngộ. Lục Lâm Thiên thì thào. Lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Lục Lâm Thiên lại ngồi xếp bằng, bình tĩnh tâm thần. Quanh thân Lục Lâm Thiên nổi lên ánh sáng màu lục nhạt. Cùng với lĩnh ngộ, Lục Lâm Thiên chậm rãi cảm ứng thuộc tính mộc trong người. Lục Lâm Thiên nhắm chặt mắt, bình tâm cảm ngộ tất cả. Trong thuộc tính ngũ hệ thì thuộc tính mộc là lĩnh ngộ yếu nhất, mạnh nhất là thuộc tính thổ cũng chính là thuộc tính chủ. Hiện tại lĩnh ngộ thuộc tính mộc, Lục Lâm Thiên không biết từ lúc nào cảm giác sức sống rào rạt, thoải mái khó tả. Chỉ giây lát Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, tốc độ thế này nếu bị cường giả khác biết chắc chắn sẽ cực kỳ giật mình, thậm chí là ghen ghét. Lĩnh ngộ thuộc tính, nói lĩnh ngộ liền làm được e rằng chỉ có mỗi mình Lục Lâm Thiên. Họ ân toàn không cần chờ cơ hội, người bình thường lĩnh ngộ thuộc tính có ai giống Lục Lâm Thiên nói lĩnh ngộ liền chìm trong lĩnh ngộ. Người ngoài khó biết về mặt lĩnh ngộ Lục Lâm Thiên vì nhiều nguyên nhân góp lại mới làm được điều này. Tuy Lục Lâm Thiên là vũ giả nhưng hắn còn là linh giả, linh hồn lực cao hơn vũ giả khác nhiều. Huống chi trong linh giả thì linh hồn lực của Lục Lâm Thiên mạnh hơn cùng đẳng cấp nhiều. Có linh hồn lực siêu mạnh hỗ trợ, việc lĩnh ngộ chỉ là chuyện nhỏ. Ngoài ra Lục Lâm Thiên dùng diễn linh thiên quả, dưới thiên đảo lại hấp thu năng lượng trong ao, nó là thứ có tác dụng rất lớn cho lĩnh ngộ. Quan trọng nhất là hai quyển vô tự thiên thư cũng góp phần trong đó. Ngoài ra hiện tại Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ thuộc tính mộc, về lĩnh ngộ thuộc tính suy một ra ba. Về mặt thuộc tính thổ, phong, hỏa đã đến trình độ nhất định, hắn lĩnh ngộ thuộc tính mộc có thể tìm được chút cảm giác không thể tả bằng lời nói, nhanh chóng tiến vào trạng thái. Lĩnh ngộ hai loại thuộc tính khác nhau, hoàn toàn khác hẳn. Nhưng vô hình chung lại có mối quan hệ khó nói rõ. Trong lĩnh ngộ Lục Lâm Thiên là vũ giả ngũ hệ, hắn hơi hiểu. Lĩnh ngộ 5 loại thuộc tính mặc dù khó khăn hơn một loại thuộc tính chút ít nhưng không quá khó. Mặt lĩnh ngộ suy một ra ba, cuối cùng đi con đường cực độ. Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ, Tiểu Long, Tuyết Sư vẫn đang bế quan tu luyện. Tiểu Long đến bát giai, lúc này tu luyện chậm hơn nhiều, không thể nhanh khủng khiếp như trước. Thiên Sĩ Tuyết Sư uống yêu linh đan, chậm rãi tiến bộ. Lục Lâm Thiên đã dặn Thiên Sĩ Tuyết Sư là đừng dùng nhiều linh đan tránh cho ảnh hưởng đến căn cơ. Vù vù vù. Bên ngoài Phi Linh Môn vang mấy tiếng xé gió, có ba bóng người xuất hiện. Đông Vô Mệnh, Lộc Sơn lão nhân đằng trước, một người khác là trưởng lão Nhật Sát Các. Người này biểu tình nôn nóng dường như thể đã chạy một thời gian dài. Đông Vô Mệnh nói, khanh trưởng lão, trưởng môn đang bế quan, nhưng vì sự việc quan trọng, ta sẽ thông báo cho trưởng môn biết ngay. Ba người vẻ mặt vội vàng tiến vào Phi Linh Môn. Trưởng lão Nhật Sát Các tiến vào trùng động không gian tình cờ gặp Đông Vô Mệnh, Lộc Sơn lão nhân đang lòng vòng bên ngoài, thế là vội vàng chạy tới đây. Khanh trưởng lão của Nhật Sát Các gật đầu, nói. Xin làm phiền Đông cung phụng. Lục Tâm Đồng chạy ra, đứng trước mặt Đông Vô Mệnh, thấy sư phụ biểu tình vội vàng, lại có người Nhật Sát Các ở đây. Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Khanh trưởng lão biết Lục Tâm Đồng, nói ngay. Tâm Đồng tiểu thư, Thánh Linh giáo gặp chút rắc rối. Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo, Địa Viêm Đảo, gần đây hai các hai đảo tụ tập người quy mô lớn. Theo thám tử Nhật Sát Các ta báo lại thì dự định sẽ đi vạn đảo nhai. Lục Tâm Đồng biến sắc mặt, Nguyệt Long Các và Thánh Linh giáo có ân oán thế nào thì Lục Tâm Đồng hiểu rõ nhất, lúc này hai các hai đảo muốn đối phó Thánh Linh giáo sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đông Vô Mệnh ra lệnh. Tâm Đồng. Người đến đúng lúc, người đi kêu ca của ngươi xuất quan. Chuyện của Thánh Linh giáo là việc lớn. Ca ca đang bế quy na, không chừng đang lúc cực kỳ quan trọng. Lục Tâm Đồng trợn to mắt nói. Vậy đi, ta tìm Thiên Tôn Thánh Linh giáo trước, sư phụ thấy được không? Đông Vô Mệnh nói. Cũng tốt. Lát sau, trong Phi Linh Môn. Kim Lang Tôn giả hét to. Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo, Địa Viêm Đảo. Lần này ta sẽ cho các ngươi biết tay. Vù vù vù. Bên ngoài Phi Linh Môn có nhiều yêu thú, linh thú vỗ cánh bay lên, tất cả cường giả Thánh Linh giáo nhảy lên. Trong đình viện, Bạch Long Tôn giả dặn Lục Tâm Đồng. Tiểu nha đầu, đừng nói cho Lâm Thiên biết, để chúng ta giải quyết là được. Lục Lâm Thiên đang bế quan, Bạch Long Tôn giả biết hắn đã đến Vũ Vương cửu trọng, không chừng đang dùng địa tâm linh dịch, có lẽ sẽ đột phá được, tốt nhất đừng quấy rầy hắn. Lục Tâm Đồng gật đầu, nói. Vâng.
có bốn vị tôn tổ Bạch Long tôn giả đáng sợ đi, mọi rắc rối tất nhiên giải quyết hết, không cần báo cho ca ca biết. Toàn thân cùng kỳ tôn giả phát ra khí lạnh, mắt bắn sát ý. Hai các hai đảo Nguyệt Long các càng lúc càng to gan, lần này sẽ cho bọn chúng nhớ bài học nhớ đời. Vù vù vù. Bốn tôn tổ cùng tòa kỵ đáng sợ rời đi. Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm bóng dáng mọi người đi xa, nàng suy tư. Đông Vô Mệnh nói, có bốn bốn tôn tổ đi sẽ không xảy ra chuyện gì. Sư phụ, ta không lo về Thánh Linh giáo. Người hai các hai đảo Nguyệt Long các chắc chưa biết bốn tôn tổ còn sống, nếu không cho bọn họ lá gan cũng không dám đụng vào Thánh Linh giáo. Lục Tâm Đồng nói, ta đang suy nghĩ không biết ca ca có thể đột phá được không. Thời gian như cát chảy lặng lẽ trôi, động tĩnh lớn trong cổ vực dần giảm nhiệt độ, nhưng tiêu điểm mọi cuộc bàn tán vẫn là Phi Linh Môn, đã chính thức được xếp vào hàng năm đại thế lực cổ vực. Hiện tại mọi người bàn về cổ vực không còn là nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, mà là hai môn nhất tông nhất giáo nhất trang. Phi Linh Môn khống chế 146 thành của ba sơn môn, địa bàn mở rộng to lớn. Tổng thể địa bàn không thua gì ba sơn môn, hiện tại ba sơn môn bị tổn hại nặng. Phi Linh Môn được công nhận là thế lực mạnh nhất trong năm đại thế lực cổ vực. Trong cổ vực hiện nay người nóng bỏng nhất chính là Linh Vũ Chiến Vương Lục Lâm Thiên. Nhắc tới Lục Lâm Thiên là làm mọi người tôn sùng, là hoàng tử bạch mã lý tưởng trong lòng các thiếu nữ. Vô số thanh niên xem Lục Lâm Thiên là mục tiêu. Khắp nơi đồn danh tiếng Linh Vũ Chiến Vương Lục Lâm Thiên, bây giờ trong Vân Dương Tông có nhiều đệ tử vào Vân Dương Tông chuyện làm thứ nhất là muốn bái Vũ Ngọc Tiền trưởng lão làm sư phụ. Cho dù không được tiếng vang gì nhưng ít ra có cái danh là sư đệ của Linh Vũ Chiến Vương Lục Lâm Thiên, ra ngoài chắc chắn được yêu thích. Cho nên trong Vân Dương Tông, thanh niên thiên phú khá đều tự động tìm Vũ Ngọc Tiền trưởng lão. Những trưởng lão khác rất khó thu được đệ tử mình ưng ý, còn Vũ Ngọc Tiền trưởng lão vì danh tiếng đệ tử càng lúc càng lớn mà mỗi ngày cười không khép miệng. Trước kia Lục Lâm Thiên ở Địa Long Đỉnh chiến đấu với tông chủ đẩy Vũ Ngọc Tiền trưởng lão lên vị trí đệ nhất sư Vân Dương Tông. Các trưởng lão khác tức hộc máu. Trong Phi Linh Môn, nhiều người muốn đưa đệ tử trong tộc vào, nếu được vào Phi Linh Môn thì cả gia tộc nước lên thuyền lên. Người bình thường cũng muốn đưa nhi nữ vào Phi Linh Môn, không tiếc đút lót cửa sau. Chỉ cần được vào Phi Linh Môn đại biểu cho tương lai sau này ít nhất không sống bình thường cả đời, đáng thương thay tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ. Nhưng muốn vào Phi Linh Môn, đặc biệt là thanh niên, không phải chuyện dễ. Phi Linh Môn cũng đã bắt đầu tìm kiếm thế hệ trẻ có thiên phú tốt trong phạm vi Phi Linh Môn, nếu tìm được ai thiên phú từ khá trở lên sẽ đưa vào Phi Linh Môn bồi dưỡng. Trên bầu trời đại dương bao la, năm bóng người lao nhanh qua, tốc độ nhanh đến tột đỉnh. Nhoáng lên một cái đã cách xa mấy ngàn thước, mơ hồ thấy năm người xé không gian mà đi. Lần này phải bắt nghiệt xúc đó về, sự tồn tại của hắn là sỉ nhục cho tộc ta. Đúng vậy, nhảy người mấy cái năm bóng người đã biến mất. Hướng năm bóng người đi chính là cổ vực. Trong thiên trụ giới rất là bình tĩnh, Lục Lâm Thiên liên tục lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Cùng với loại lĩnh ngộ này Lục Lâm Thiên lờ mờ hiểu ra một chút nhưng dường như có thứ càng phức tạp hơn, hắn tiến vào trạng thái kỳ diệu. Không biết qua bao lâu, Lục Lâm Thiên mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm sáng như trời sao. Lục Lâm Thiên thì thào. Năng lượng thuộc tính thổ dày nặng vô biên, có cứng cỏi, trầm ổn. Thuộc tính phong phiêu giật. Nhanh nhẹn, thuộc tính mộc quái dị xảo quyệt, hỏa thì tràn đầy sức sống. Lục Lâm Thiên liên tục kết thủ ấn, các thủ ấn nhìn như tính, không gây ra chút dao động nhưng trong đó đem lại cảm giác kỳ dị. Cứ thế Lục Lâm Thiên tiếp tục chìm đắm trong trạng thái kỳ diệu. Đôi khi chớp mắt đột nhiên tiến vào trạng thái đặc biệt, khuôn mặt Lục Lâm Thiên cười khờ, tập trung chìm vào trạng thái lĩnh ngộ, trong đầu đã mất khái niệm thời gian. Trong thiên trụ giới có đủ thời gian cho Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ. Bên ngoài thời tiết ngày càng giá rét nhưng đối với người tu luyện thì không ảnh hưởng gì. Ngày càng tới gần cuối năm, Phi Linh Môn bắt đầu náo nhiệt lên. Tất cả cường giả trở về Phi Linh Môn, hiện tại Phi Linh Môn đúng với câu cường giả như mây. Chỉ có người hai đường là ngoại đường, kim đường bận rộn đầu óc choáng váng. Chuyện liên quan tới 146 thành rất nhiều. Lục Tiểu Bạch bận đến nỗi không có thời gian hẹn hò với đại tiểu thư Lưu gia. Hoa Mãn Lâu cũng bận đến váng đầu. Trong sơn mạch sau núi Phi Linh Môn, một đình viện trên đỉnh núi. Hắc Phủ ngồi xếp bằng, bỗng mở đôi mắt ra, tâm thần quan sát. Trên Linh Ngọc Sàng, Thánh Thủ Linh Tôn hiện ra, đôi mắt hư ảo đen láy trầm trọng nói.
nên đến rốt cuộc tới. Sát phá quân ở một bên mắt lóe tia sáng, tâm thần quan sát thấy có cường giả đang nhanh chóng tới. Có cường giả đến. Hắc Vũ nói. Khí Linh Hoàng, là người của hoàng tộc Thanh Long đến. Hắc Vũ nhìn hướng Thánh Thủ Linh Tôn. Chủ nhân, thực lực người đến không thấp, ta đi ra ngoài một chuyến. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Chậm đã, chúng ta tốt nhất đừng lộ mặt, bọn họ đến tìm vật nhỏ kia. Chuyện này không tầm thường, người ra mặt có thể ngăn trở một lần nhưng không thể ngăn lần thứ hai. Hãy để đệ tử ta và vật nhỏ giải quyết, sớm muộn gì bọn họ phải đối diện tất cả. Hắc Vũ nói. Ta chỉ sợ thiếu chủ không ngăn được, hoàng tộc Thanh Long có thực lực cực kỳ mạnh. Thánh Thủ Linh Tôn nhìn trong thiên thính, chỗ đó không thể bị ảnh hưởng gì. Chờ tới lúc đó lại tính. Đừng quên tiểu tử kia có thần sắc huyền vũ của hoàng tộc huyền vũ, bọn họ không làm gì được tiểu tử kia. Bày cấm chế đi, đừng để ảnh hưởng tới nơi đây. Sát phá quân nói. Thánh thủ tiền bối, hình như Lâm Thiên còn đang bế quan, ta đi xem thử. Thánh thủ linh tôn gật đầu, nói. Người hoàng tộc Thanh Long tới, ngươi nên cẩn thận chút, hoàng tộc Thanh Long không dễ chọc. Sát phá quân gật đầu. Vâng. Sát phá quân biến mất tại chỗ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hắc Vũ kết thủ ấn, hai tay vạch vòng tròn trước mặt. Đình viện và cả ngọn núi bị vầng sáng vô hình bao lại. Trong Phi Linh Môn, Long Linh, Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân dẫn đầu cảm ứng được vài khí thế cường đại đến gần Phi Linh Môn. Có linh thú bát giai tới. Trong Phi Linh Môn, Huyết Mị, Hắc Hùng, Hỏa Thử Tôn Giả, Thanh Linh Tôn Giả, Thiên Thủ Quỷ Tôn cũng cảm giác được dao động khí thế. Có cường giả đến. Vù vù vù. Bên ngoài Phi Linh Môn, trên không trung năm bóng người đột nhiên xuất hiện mang theo tiếng xé gió mỏng manh, từ phương xa chợt lóe chớp mắt đến gần Phi Linh Môn. Năm bóng người đứng trên cao, bốn nam nhân trung niên mặc trường bào, vóc dáng cao ráo, khí độ bất phàm. Một nam nhân trung niên mặc áo xanh đứng trước bốn người, ngũ quan tinh xảo, khí chất cao quý. Năm người xuất hiện tạo ra áp lực vô hình. A. À. Năm bóng người lơ lửng bên ngoài Phi Linh Môn nhìn phía trước, biểu tình cực kỳ ngạc nhiên. Sát khí vô hình trước mặt làm bọn họ không dám tùy tiện đến gần. Một nam nhân trung niên nói với nam nhân trung niên áo xanh đứng đằng trước. Trưởng lão, hình như là một đại trận. Nam nhân áo xanh nói. Trận này không đơn giản, không ngờ Tiểu Sơn Môn lại có một chút thủ đoạn. Bên ngoài Phi Linh Môn, khoảng 20 đệ tử tuần tra nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Người đến là ai, không được tự tiện xông vào Phi Linh Môn. Năm người phát ra khí thế khiến linh hồn bọn họ run rẩy, thủ lĩnh nói câu cảnh cáo xong can đảm biến mất hết, mặt trắng bệch. Năm người đứng trên cao liếc các đệ tử Phi Linh Môn, hoàn toàn phớt lờ, tâm thần quan sát, tìm kiếm cái gì đó. Trong Phi Linh Môn hiện vòng bảo vệ, một thân hình cao lớn vượt qua vòng bảo vệ xuất hiện. Tóc dài màu lam, người thẳng thắp, uy hiếp cường đại giáng xuống. Băng Mộc Tôn Giả sát phá quân. Hoàng tộc Thanh Long đến Phi Linh Môn của ta không biết có chuyện gì. Lúc này Băng Mộc Tôn Giả sát phá quân mới đột phá Vũ Tôn Tam Trọng không lâu nhưng khí thế thì không phải Vũ Tôn Tam Trọng bình thường có thể so sánh, thực lực hơn hẳn Vũ Tôn Tam Trọng bình thường. 30 năm trước Băng Mộc Tôn Giả sát phá quân một chọi bốn, thực lực đã là chứng minh hết thảy. Nhìn Băng Mộc Tôn Giả sát phá quân, năm người mắt hấp háy, khí thế bất phàm làm ánh mắt năm người hơi thay đổi. Vũ Tôn Tam Trọng. Nghĩ cũng lạ, Vũ Tôn Tam Trọng này nhìn thấu thân phận của năm người được là sao? Bọn họ không biết Hắc Vũ, Thánh Thủ Linh Tôn sớm biết thân phận của họ. Ngay lúc này mấy chục bóng người bay ra từ Phi Linh Môn, năm khí thế cường đại lòng vòng ngoài Phi Linh Môn mà không đánh tiếng đã chứng minh là địch không phải bạn. Là ai tự tiện xông vào Phi Linh Môn ta? Vù vù vù. Mấy chục bóng người trước sau đáp xuống cạnh Băng Mộc Tôn Giả. Là Long Linh, Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân, Huyết Mị, Hải Vực, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thanh Linh Tôn Giả, Hỏa Thử Tôn Giả, Hắc Hùng. Đám người Long Linh, Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân, Huyết Mị vừa đến liền biến sắc mặt. Là Hoàng tộc Thanh Long. Khí thế vô hình cộng thêm sát phá quân vừa mới chỉ ra, năm người này đến từ Hoàng tộc Thanh Long. Yêu thú bát giai, linh thú bát giai. Nhìn đám người Long Linh, Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân, Huyết Mị. Cảm nhận khí thế trên người bọn họ, năm người đứng trên cao hơi biến sắc mặt. Trong Phi Linh Môn có nhiều yêu thú, linh thú bát giai làm bọn họ bất ngờ.
Trong Phi Linh Môn, Thiên Độc Yêu Long hét to. Ai dám cản rỡ trong Phi Linh Môn, bà nội cha nó, bản long xé sách hắn. Thiên Độc Yêu Long xuất hiện, Quỷ Long Như Hoa, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Lộc Sơn lão nhân đều đi ra. Cường giả Phi Linh Môn đều cảm nhận khí tức đó. Long tu của Thiên Độc Yêu Long rung rung hùng hổ lao ra. Có người đến tấn công Phi Linh Môn, tính tình Thiên Độc Yêu Long vốn nóng nảy. Thiên Độc Yêu Long nhìn bốn người đằng trước thì cơ mặt cứng lại như gặp quỷ, mặt trắng bệch. Trong năm người đứng đằng trước, một nam nhân trung niên hàng đầu tiên bên trái nhìn Thiên Độc Yêu Long, hét to. Tạp sao kia, người còn nhớ ta không? Thiên Độc Yêu Long trợn to mắt nói. Hộ pháp hình bộ của Hoàng tộc Thanh Long. Người đứng bên trái có biến thành cho Thiên Độc Yêu Long cũng nhận ra, ngày xưa bị phạt làm nô bộc cũng do vị hộ pháp hình bộ này. Ánh mắt nam nhân trung niên âm trầm. Không ngờ đột phá đến thất giai, nhưng khí tức tạp giao của ngươi thì không che giấu được. Dám trốn khỏi tộc, đây là tội chết, vừa lúc lần này giải quyết luôn. Nam nhân trung niên không ngờ trong Phi Linh Môn sẽ gặp lại tạp giao ngày xưa bỏ trốn khỏi tộc. Sát Phá Quân vung áo lam, quát to. Thật lớn lối, nơi này là Phi Linh Môn chứ không phải Hoàng tộc Thanh Long. Trong năm người đứng lơ lửng. Nam nhân trung niên áo lam đứng đằng trước nhất nói. Chỉ là vũ tôn tam trọng, không cần nói nhảm với ngươi làm gì. Giao nghiệt xúc kia ra, nếu không ta sẽ san bằng nơi này. Thanh âm tràn ngập tức giận, bá khí không gì sánh bằng. Hoàng tộc Thanh Long, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử nhìn nhau. Đám người Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, Lưu Ngân Hà nhiều ít biết thân phận của Thiên Độc Yêu Long, có nghe nói vài chuyện. Thấy người Hoàng tộc Thanh Long đến thì biểu tình bọn họ trầm trọng, không ngờ Hoàng tộc Thanh Long tìm tới cửa. Ngạc nhiên nhất là Thanh Linh Tôn Giả, Hỏa Thử Tôn Giả. Hoàng tộc Thanh Long, quái vật khổng lồ của Linh Hoàng Nhai vậy mà tự mình đến Phi Linh Môn. Người Hoàng tộc Thanh Long không khách sáo thì Sát Phá Quân cũng chẳng lễ phép làm gì. San bằng, ngươi chưa đủ trình độ đó, không tin thì cứ làm thử. Chỉ tính tinh nguyệt thiền sát đại trận mà Phi Linh Môn bày ra hiện nay thì mấy người kia cũng không phá nổi. Trong Phi Linh Môn còn có hai cường giả Hắc Vũ, Thánh Thủ Linh Tôn, không sợ mấy người đó. Nam nhân trung niên đứng bên trái đầu tiên vốn quát mắng Thiên Độc Yêu Long chợt vung trường bào, giây lát đã lao hướng Sát Phá Quân. Vũ tôn tam trọng mà dám kiêu ngạo như thế, để ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Nam nhân trung niên chợt lóe lao lên, khí thế cường đại khuếch tán. Trong khí thế kèm theo uy hiếp, khí thế phát ra, các cường giả xung quanh mặt trắng bệch, khuôn mặt nhanh chóng hiện nét kinh sợ. Chịu áp lực lớn nhất là Long Linh, Huyết Mị, còn có Bàn Hủy, Bàn Vân, Quỳ Long Như Hoa, Thiên Độc Yêu Long thuộc Long tộc. Long Linh, Huyết Mị là linh thú, bản thân bị ức chế. Đám Bàn Hủy, Bàn Vân, là yêu thú Long tộc, bị ức chế tuyệt đối. Còn Xích Phiêm, Hắc Hùng bị ảnh hưởng nhẹ hơn chút. Nhưng trước mặt cường giả Hoàng tộc Thanh Long thì cũng bị khí thế ức chế, linh hồn run rẩy, không có sức chống cự. Uy hiếp khí thế làm linh hồn Sát Phá Quân run rẩy. Khí thế của Hoàng tộc Thanh Long dường như cũng ảnh hưởng vũ giả. Sát Phá Quân vận chuyển chân khí, lạnh lùng quát. Để ta xem thử Hoàng tộc Thanh Long mạnh cỡ nào. Mái tóc dài màu lam bay lên, khí tức băng giá phát tán. Cùng lúc đó, khí thế băng giá truyền ra, không gian lạnh lẽo. Sát Phá Quân đẩy thủ ấn, không trung trước mặt Sát Phá Quân một thoáng bị đóng băng, lạnh lẽo thấu xương. Những người có mặt run cầm cập, khí lạnh giảm bớt bị uy hiếp khí thế của Hoàng tộc Thanh Long ảnh hưởng. Nam nhân trung niên Hoàng tộc Thanh Long bá đạo quát. Vũ tôn tam trọng, ở trước mặt Hoàng tộc Thanh Long thì ngươi không có tư cách đứng nói chuyện. Bóng người xuất hiện, vung ống tay áo, một quyền ấn đánh ra. Quyền ấn mang theo Long uy, đụng vào không gian đóng băng. Bùm bùm bùm, tiếng giòn vang quanh quẩn, không gian đóng băng tan vỡ. Băng vụn tan tác, giữa không trung run rẩy. Băng Mộc Tôn Giả lảo đảo bị đẩy lùi, không thể xoay người lấy thế. Băng Mộc Tôn Giả liên tục thụt lùi mấy chục bước, mặt trắng bệch ổn định thân mình trên trời. Xoẹt! Trong thiên trụ giới, Tiểu Long đang tu luyện đột nhiên mắt bắn ra tia sáng. Bóng người chợt lóe xuất hiện trước mặt Tiểu Long. Tiểu Long! Trong đôi mắt nhỏ của Thiên Độc Yêu Long thu về tia sáng, ánh mắt lạnh băng. Lão đại, dường như để cảm giác có người của Hoàng tộc Thanh Long đến. Nên đến thì sẽ tới, chúng ta đi xem thử.
Lục Lâm Thiên vùng ống tay áo màu xanh, ám ảnh mật bào trên lưng phần phật. Ba người biến mất trong không gian. Cộp cộp cộp. Nam nhân trung niên bị đẩy lùi ra, liên tục lùi mấy bước. Nam nhân trung niên biến sắc mặt, dường như thực lực của băng mộc tôn giả làm gã bất ngờ. Rõ ràng là tu vi vũ tôn tam trọng nhưng vì sao thực lực ngang với vũ tôn tứ trọng. Băng mộc tôn giả ổn định thân hình, chân khí vận chuyển, sắc mặt khá hơn một chút. Bát giai trung kỳ. Biểu tình băng mộc tôn giả trầm trọng, hoàng tộc Thanh Long là linh thú nên lực công kích bản thể không quá mạnh. Nam nhân áo xanh nhìn đám cường giả phi linh môn, mắt quét qua, khí thế hơi dao động. Phi linh môn nho nhỏ cũng dám ngăn cản hoàng tộc Thanh Long. Hỏi các ngươi lần cuối, có giao nghiệt xúc ra không? Áo vàng của bàn hủy phồng lên, dâng lên khí thế chống cự uy hiếp vô hình xung quanh. Đây là phi linh môn, không phải nơi các ngươi muốn làm gì thì làm. Khí thế bá đạo tuyệt luân lúc này bị năm người ảnh hưởng uy hiếp đó đến từ linh hồn và huyết mạch, không thể chống cự. Nam nhân trung niên áo xanh vung tay áo, khí thế dâng lên. Ra tay. Một tiếng cười to vang lên. Phi linh môn nho nhỏ mà dám đối kháng phi linh môn, nực cười. Bốn người sau lưng nam nhân trung niên áo xanh khí thế tăng lên. Năm người khí thế hùng mạnh, sóng không gian quanh người bị ngăn cách, khí thế đè ép không gian, làm người run rẩy. Khí thế áp lực bao phủ, các cường giả phi linh môn bị áp lực ảnh hưởng. Người đẳng cấp tôn cấp đỡ chút, vương cấp thì đầu óc đau nhức, linh hồn cứng ngắc. Trong tình huống này rất khó phản kích. Sát phá quân hét to một tiếng. Hừ, vương cấp mau lùi ra. Khí tức băng giá ngút trời như lũ tràn đê lao nhanh cuồn cuộn, áp lực vô hình không chỗ không ở đã bị chặn lại. Xoẹt, thiên thủ quỷ tôn, thanh linh tôn giả, hỏa thử tôn giả, xích viêm, huyết mị, long linh, bàn hủy bị khí thế làm run rẩy, gắt gao bài trừ áp lực ra ngoài. Bị ảnh hưởng nặng nhất là đám người long linh. Lùi, lùi nhanh. Đông vô mệnh, quỷ tiên tử, lục tâm đồng, dương quá, thiên độc yêu long, hổ viêm thiên vương nhanh chóng thụt lùi, cường giả đẳng cấp cỡ này bọn họ tự hiểu không đánh lại được. Nam nhân trung niên áo xanh ánh mắt âm trầm, mắt bắn ra lạnh lẽo kiêu ngạo. Mấy con yêu thú, linh thú tạp chủng, các ngươi không vượt qua được huyết mạch hoàng tộc Thanh Long. Nam nhân trung niên áo xanh nhìn đám người xích viêm, long linh, bàn hủy, huyết mị phát ra khí thế, lực lượng vô hình khuếch tán. Gã là người của hoàng tộc Thanh Long làm sao thèm để yêu thú, linh thú khác trong mắt. Chỉ có ba tộc Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là lọt vào mắt hoàng tộc Thanh Long được. Xoẹt xoẹt xoẹt. Nam nhân trung niên áo xanh dứt lời, khí thế vô hình lan tràn. Khí thế như sóng nước lan ra trong thiên địa, đám người long linh, huyết mị, bàn vân bị ức chế. Thanh linh tôn giả, thiên thủy quỷ tôn thì linh hồn ngơ ngẩn, đau nhức. Cảm giác uy hiếp. Đám bàn hủy biến sắc mặt nói. Uy hiếp linh hoàng, đây là uy hiếp linh hoàng. Trước uy hiếp linh hoàng cường đại này thì linh hồn lực trong não bị ức chế, áp lực đến từ linh hồn, huyết mạch sôi trào theo, không thể ngăn cản. Grau grau, hú hú. Trước uy hiếp đó, trong sơn mạch phi linh nhiều yêu thú, linh thú bị ảnh hưởng, quỳ rạp xuống, linh hồn run rẩy. Chỉ khí thế đã làm không trung rung lắc, năm cường giả hoàng tộc Thanh Long phát ra khí thế. Mức độ không tầm thường. Uy hiếp làm huyết mạch của nhóm long linh, huyết mị, bàn vân kiệt sức không đối kháng lại được, mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Yêu nguyên linh nguyên ngút trời được giải phóng, gió nổi mây phun cũng không ngăn cản được uy hiếp vô hình. Khí thế ủ rũ, muốn quỳ lạy trước khí thế vô hình kia. Phương xa, thiên độc yêu long, quỳ long như hoa cố gắng đối kháng, mặt trắng bệch, linh hồn ngơ ngẩn. Lúc này hắc hùng, xích viêm không bị như nhóm bàn hủy. Grau grau, long linh, bàn vân, thiên độc yêu long, quỷ long như hoa không đối kháng lại nổi. Trong tiếng rồng ngâm điếc tai, thân hình bọn họ biến thành bản thể khổng lồ. Bản thể khuấy động hư không, sóng không gian từng tầng tan vỡ. Gió nổi mây phút giữa không trung, động tĩnh kinh người vang vọng chín tầng mây. Nhiều đệ tử bình thường dưới phi linh môn bị ảnh hưởng khủng khiếp, bọn họ ôm đầu lăn lông lốc, linh hồn đau nhói, khóe môi tràn máu. À. Sát phá quân hét to một tiếng. Bảo vệ linh hồn. Mặt sát phá quân tái nhợt, uy hiếp vô hình ảnh hưởng gã rất nặng. Sát phá quân thầm kiêng dè hoàng tộc Thanh Long hơn. Nam nhân trung niên áo xanh cười khẩy nói. Chỉ bằng vào các ngươi mà mơ đối kháng lại hoàng tộc Thanh Long ta. Chỉ là con kiến,
uy hiếp vô hình đều bao phủ trên người cường giả phi linh môn. Người mới rồi đánh với sát phá quân phát ra khí thế hùng hồn lao hướng thiên độc yêu long bị ức chế biến ra bản thể. Giải quyết tạp giao nhà ngươi trước. Sát phá quân hét to một tiếng. Ngươi dám. Khí thế băng giá phô thiên cái địa tuôn ra, thanh âm lạnh băng quanh quẩn trong thiên địa. Cùng lúc đó, thân hình thẳng tắp bước ra một bước, áo lam vung lên, cách không gian xa xăm mạnh mẽ chạm trưởng với người hoàng tộc Thanh Long. Lại một bóng người nhảy ra, lạnh lùng quát. Hừ, nhân loại thi tiện, dù là vũ tôn ở trước mặt hoàng tộc Thanh Long ta thì ngươi chẳng là gì. Linh nguyên ngập trời ngưng tụ hình thành trưởng ấn vỗ hướng sát phá quân. Trưởng ấn bay ra, uy thế tuyệt đối kinh người. Không gian như bị uy hiếp đập vỡ. Bùm bùm. Hai trưởng ấn va chạm trên bầu trời. Dư âm kình khí đáng sợ bao phủ trời cao, không gian bên trên vỡ ra từng tấc, thậm chí lộ khe nứt không gian đen thui. Phạm vi kình khí sơn mạch bên dưới tầng đất đá to nổ tung tóe. Cộp cộp. Sát phá quân lại bị hất văng, lần này càng nghiêm trọng hơn, máu tràn ra khóe môi, lùi hơn 10 bước mới ổn định thân hình. Chỉ chớp mắt thân hình kia đã tới trước mặt thiên độc yêu long, khí linh hoàng chút xuống. Tạp giao theo hình phạt trong tộc đã có thể xử tử ngươi. Thân hình khổng lồ của thiên độc yêu long không thể nhúc nhích, ủ rũ không chống cự nổi. Người đó ánh mắt lạnh lùng nói. Ngươi khinh nhờn tộc quy, chết đi. Một quyền ấn đập xuống cái đầu giữ trợn của thiên độc yêu long. Các cường giả đều bị uy hiếp ảnh hưởng, không cứu được. Quỳ long như hoa hét to một tiếng. Độc long. Quỳ long như hoa cũng là một thành viên long tộc, bản thể khổng lồ bị khí thế đè ép không thể nhúc nhích. Thấy thiên độc yêu long gặp nạn, không biết quỳ long như hoa lấy đâu ra sức mạnh vung cái đuôi to dốc hết sức quất về hướng người hoàng tộc Thanh Long. Sóng không gian phía trước cái đuôi bị giạt ra. Quỳ long như hoa quất đuôi làm người tấn công thiên độc yêu long nhướng mày, quyền ấn oanh kích thiên độc yêu long chuyển hướng sang quỳ long như hoa. Nghiệt xúc, vốn không muốn giết ngươi, là ngươi tự tìm chết. Thiên độc yêu long hét to. Như hoa, ngươi cần gì khổ vậy? Thiên độc yêu long không ngờ quỳ long như hoa sẽ làm vậy, trong lòng rung động. Khí thế ức chế làm thiên độc yêu long không cách nào cứu quỳ long như hoa. Dù đối diện vũ tôn nhất trọng thì lúc này thiên độc yêu long cũng không sợ, nhưng đối diện người hoàng tộc Thanh Long này, thiên độc yêu long không có cả can đảm chống đổi, uy hiếp linh hoàng quá mạnh. Quỳ long như hoa quát to. Độc long, ta thật sự rất thích ngươi. Có chết vì ngươi cũng không sao. Cái đuôi to không chút do dự đập xuống tiếp. Người tấn công thiên độc yêu long hừ lạnh một tiếng. Hừ. Quyền ấn sắp dến trước cái đuôi của quỳ long như hoa, sóng không gian vỡ ra từng tấc trước quyền đầu. Lục tâm đồng, dương quá lao lên nhưng không kịp. Ngay lúc này, một tiếng quát lạnh truyền ra. Chỉ là bát giai sơ kỳ, hoàng tộc Thanh Long thì sao? Phi linh môn không phải nơi cho ngươi cản rỡ, cút xéo. Trong đôi mắt ngạc nhiên của mọi người dành cho quỳ long như hoa, một người áo xanh nhanh như tia chớp xuất hiện đằng trước quỳ long như hoa. Thanh bào nam tử xuất hiện, trong mắt tràn ngập hàn ý, nhìn thấy một quyền oanh kích tới, thanh y vung lên, quanh thân tràn ngập năng lượng thổ hệ, không gian thuộc tính hình thành, một đạo trưởng ấn lập tức đánh ra, hoàng mang bạo lướt ngập trời, trưởng ấn cùng quyền ấn nháy mắt va chạm cùng nhau, âm thanh nổ tung khơi dậy ngàn ngàn tầng sóng gợn, chân khí cuồng bạo khuếch tán khắp bốn phía. Mang theo tiếng nổ kinh thiên động tới trời cao. Phanh phanh. Tiếng sấm nổ vang, một lốc xoáy lực lượng cực lớn nháy mắt quay chung quanh Thanh Long hoàng tộc cùng thanh bào nam tử. Bốn phía là không gian tỏa ra gợn sóng cuồng bạo, hai người lảo đảo bên trong lốc xoáy khổng lồ kia. Ha ha, nguyên lai là vũ vương cửu trọng mà thôi, lại dám mở miệng cuồng ngôn, không biết tự lượng sức mình, quả thật muốn chết. Đại hán Thanh Long hoàng tộc cười lạnh, trên quyền ấn bộc phát hào quang chói mắt. Chống lại trưởng ấn của thanh niên, gắt gao va chạm vào nhau, trong khoảnh khắc cự lực chút xuống đẩy lui thanh niên. Suy suy, thanh niên bị đẩy lui, dọc đường không gian xung quanh bị chấn nát, nhìn thấy sắp bị đẩy lui tới bên trong cửa lớn phi linh môn. Tuy bị đẩy lui nhưng vẻ mặt thanh niên không hề để ý, hắn chợt ngẩng đầu lên, khóe môi cười lạnh, trong mắt chợt bắn tinh mang, hoàng mang khởi động, hóa trưởng thành quyền ầm ầm va chạm thẳng vào nắm tay đại hán Thanh Long hoàng tộc. Vũ vương cửu trọng thì thế nào, đáng tiếc ngươi chỉ là bát giai sơ kỳ. Một âm thanh chậm rãi truyền ra, không gian mấy ngàn thước xung quanh thanh niên phảng phất như cô động lại, năng lượng thiên địa tràn tới, chân khí ngập trời lan tràn. Cả không gian nháy mắt tĩnh mịch,
mọi người đột nhiên cảm giác được khí thức của thanh niên trong khoảnh khắc biến thành khủng bố, cực kỳ nguy hiểm, khiến linh hồn người dùng mình hoảng hốt. Cùng một thời gian hoàng mang nhẹ nhàng đánh lên quyền ấn của đại hán, khí thức của thanh niên trong mơ hồ áp chế đại hán kia. Thanh Long hoàng tộc cũng không tư cách dương oai trong phi linh môn. Âm thanh vang vọng, một mảnh hoàng mang tán phát. Long ảnh tí. Ngao. Chỉ nháy mắt một tiếng long ngâm truyền ra trên không trung, âm thanh chấn động trời cao, quyền ấn lập tức nứt nẻ, một mảnh hoàng mang bàng bạc như cuồng phong gào thét lan tràn, trực tiếp ập thẳng vào quyền ấn của đại hán, như có cự lực ngập trời nháy mắt đem nó chấn vỡ. Không gian xung quanh đại hán vặn vẹo, sau đó đột nhiên bành trướng, giống như sắp bị phá nát. Ngao. Một đầu hư ảnh hoàng kim cự long từ trong quyền ấn của thanh niên bay ra, hư ảnh cự long nháy mắt va chạm vào thân thể đại hán kia. Phanh phanh. Không gian xung quanh đại hán lập tức phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, không gian hỗn loạn, kinh khí khủng bố khuếch tán tới một phạm vi nhất định đột nhiên ngừng lại, lặng yên tan biến không chút tiếng động. Đặng đặng. Khi toàn bộ hư ảnh đều biến mất, đại hán đã bị đẩy bật lui, thân hình bay ra, sắc mặt tái nhợt. Thậm chí chân khí có chút rối loạn, hiển nhiên một kích kia đã làm hắn bị thương. Đặng, thanh niên cũng bị đẩy lui một bước, nhưng cũng không hề bị thương. Trưởng môn, các cường giả phi linh môn yên ổn hơn không ít, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá cũng đã lui xuống. Mà thanh linh tôn giả, hỏa thử tôn giả, cùng với không ít tu vi vương cấp mới gia nhập phi linh môn vô cùng kinh hãi, tu vi trưởng môn vốn chỉ tới vũ vương cửu trọng mà thôi. Nhưng thực lực đã vượt xa tu vi hiện tại của hắn. Như Hoa, ngươi không sao chứ? Thiên Độc Yêu Long lập tức đi tới bên cạnh Như Hoa. Vũ Vương cửu trọng, vũ kỹ địa cấp trung giai. Ánh mắt đại hán lộ vẻ kinh ngạc, chỉ là một vũ vương cửu trọng nho nhỏ không ngờ sử dụng được vũ kỹ địa cấp trung giai, thật sự làm hắn ngoài ý muốn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, người của Thanh Long hoàng tộc thật sự cường hãn. Nếu là linh thú cùng cấp bình thường chỉ sợ không chết cũng bị thương nặng, mà người này còn có thể đối kháng, quả nhiên khủng bố. Ánh mắt hắn đảo qua 5 người, theo chân khí mà xem, 4 tu vi bát giai sơ kỳ, thực lực xấp xỉ nhau, chỉ sợ vũ tôn tứ trọng cũng khó đối kháng, mà trung niên đầu lĩnh đã là bát giai trung kỳ. Thanh Long hoàng tộc đích xác khủng bố, người thường căn bản không thể so sánh được. Lục Lâm Thiên cảm giác được trên thân 5 người đều có chân khí uy áp tồn tại. Khí tức cực kỳ cường hãn, không kém hơn linh hoàng khí của tiểu long bao nhiêu, nhưng cẩn thận cảm giác vẫn có chút chênh lệch, khí tức trực tiếp áp chế linh hồn, lại có chút hiệu quả tương tự độc cô gia. Ngươi là ai? Đại hán bị đẩy lui sắc mặt thoáng khôi phục một ít, trong mắt kinh ngạc, với thực lực của hắn dù là vũ tôn tứ trọng nhân loại cũng không thể đối kháng, nhưng thanh niên kia lại làm được. Trưởng môn phi linh môn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn thấy đệ tử bổn môn bị linh hoàng khí áp chế đau đớn, ánh mắt biến thành âm hàn. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên. Trung niên đầu lĩnh nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, nghe đồn đãi thanh niên này linh vũ song tu, mà nghiệt xúc kia đang đi theo bên cạnh người này. Giao ra nghiệt xúc kia, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trung niên lạnh lùng nói, một cỗ chân khí vô hình khuếch tán ập thẳng vào người Lục Lâm Thiên. Uy áp Thanh Long hoàng tộc. Đây là chỗ khủng bố của tứ đại thú hoàng tộc. Nhóm người huyết mị đều bị áp chế, nghe đồn muốn thoát khỏi áp chế cũng chỉ có cửu vĩ thiên hồ cùng cửu thiên côn bằng nhị tộc mà thôi. Lục Lâm Thiên chợt cảm thấy linh hồn lực của mình bị áp chế, kể cả đại hồn anh cùng tiểu hồn anh cũng bị ngăn trở. Tựa hồ cảm thấy được biến hóa, trung niên khinh thường cười lạnh nói. Linh vũ song tu, thiên phú không tồi, nhưng ở trước mặt Thanh Long hoàng tộc chính là chênh lệch. Nhân loại luôn nhỏ bé như con kiến. Vậy sao, linh hoàng khí lại không có tác dụng gì đối với ta đâu? Khóe môi Lục Lâm Thiên nhếch lên, lúc này hắn hoàn toàn cảm giác được mình hoàn toàn không sợ uy áp kia, cũng không nhờ tới kim sắc tiểu đao tương trợ. Bởi vì vừa rồi trong cơ thể hắn đột nhiên có 3 cỗ chân khí vô hình lan tràn, thật dễ dàng áp chế linh hoàng khí, Lục Lâm Thiên cũng không hiểu rõ biến hóa kia, chỉ biết có một cỗ chân khí cực kỳ tương tự với tiểu long. Chẳng lẽ là huyết khế? Lục Lâm Thiên trầm tư cân nhắc. Mà cỗ chân khí thứ 2 đến từ đan điền khí hải, huyết lục tản ra huyết quang, một tiếng long ngâm truyền ra, chân khí của huyết lục cũng có thể đối kháng Thanh Long hoàng khí. Mà cỗ chân khí thứ 3 đến từ trong đầu Lục Lâm Thiên, đó chính là đế giả chi nguyên. Đế giả chi nguyên vừa lan tràn trong thân thể, Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được linh hồn sáng sủa thanh minh, không còn bị linh hoàng khí ảnh hưởng,
bởi vì đã có ba cỗ chân khí này, cho nên kim sắc tiểu đao cũng không có động tác, vẫn giống như đại gia hấp thu linh hồn lực của tiểu hồn anh, nhưng hấp thu như vậy chẳng khác gì rèn luyện tiểu hồn anh. Gì? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên không bị mình áp chế, sắc mặt trung niên Thanh Y lộ vẻ nghi hoặc, linh hoàng khí của Thanh Long bộ tộc dù là nhân loại cũng bị áp chế, huống chi cấp bậc tu vi của hắn cũng cao hơn, mà nhân loại có thể tránh thoát ảnh hưởng cũng chỉ có vài đại hoàng tộc mà thôi. Lão đại! Chỉ nháy mắt có hai thân ảnh xuất hiện, sau đó một thiếu niên đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, chính là Tiểu Long. Ánh mắt Tiểu Long đảo qua xung quanh, nhìn thấy nhóm yêu thú Long Linh đều bị áp chế, cuối cùng dừng lại trên thân năm người Thanh Long hoàng tộc, ánh mắt lóe ra, tâm tình có chút phức tạp, lập tức bắn ra hàn mang, lạnh nhạt nói. Linh hoàng khí chỉ tới huyền cấp mà thôi, còn chưa tới lượt các ngươi hung hăng càn quấy. Ngao! Dứt lời! Tiểu Long mở miệng rít gào một tiếng, sóng âm xuyên thấu không gian, linh hoàng khí lan tràn, mang theo uy áp thật lớn khuếch tán, tuy thực lực Tiểu Long không bằng năm người kia, nhưng linh hoàng khí mạnh hơn nhiều. Long ngâm thổi quét trời cao, sóng âm khuếch tán, nháy mắt đập vào hướng nhóm người bàn hủy, nhất thời làm uy áp của nhóm người Thanh Long hoàng tộc giảm hơn phân nửa, mà năm người kia ngược lại giống như bị áp chế. Đây là... năm người Thanh Long hoàng tộc sắc mặt đại biến. Linh hoàng khí thiên cấp, đây là linh hoàng khí thiên cấp. Sắc mặt năm người đại biến, đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc nhìn qua Tiểu Long, linh hoàng khí thiên cấp đại biểu cho điều gì bọn hắn hiểu rõ ràng, bọn hắn chưa từng nghĩ tới nhiệt xúc kia lại có được linh hoàng khí thiên cấp. Long ngâm biến mất, nhóm người bàn hủy nhân cơ hội hóa thành hình người lui ra phía sau Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long, mà những đệ tử bình thường bị ảnh hưởng cũng không còn cảm thấy áp lực, nếu không nhờ nhóm người sát phá quân ra tay bảo hộ. Chỉ sợ họ không cách nào đối kháng. Mẹ ta ở nơi nào? Tiểu Long lạnh lùng hỏi. Nhiệt xúc, lúc trước để cho ngươi chạy thoát, hiện tại đi theo chúng ta trở về, nếu không đừng trách ta động thủ. Trung niên Thanh Y quát. Ta hỏi ngươi, mẹ ta ở nơi nào? Tiểu Long nổi giận quát. Nhiệt xúc, ánh mắt trung niên trầm xuống, nhìn thấy Tiểu Long không đem hắn đặt trong mắt, xoay người nói. Toàn lực ra tay. Bắt nhiệt xúc này về rồi hãy nói. Dạ. Bốn người đồng thời hô to, thân ảnh bay ra vây tới Tiểu Long. Nhiệt xúc, cho ngươi cơ hội cuối cùng, tự động theo chúng ta trở về, ngươi nếm chút đau khổ, bằng không ngươi tự gánh lấy hậu quả. Trung niên bá đạo nói. Chỉ bằng ngươi, ngươi còn chưa có tư cách này. Tiểu Long khởi động khí thế hoàng giả, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lão đại, giao bát giai trung kỳ này cho đệ. Huynh đối phó xong những người khác tiếp tục tới giúp đệ. Tiểu Long, để lão đại đối phó tên này đi. Lục Lâm Thiên khẽ cau mày nói. Yên tâm đi lão đại, tên này còn chưa làm gì được đệ, huynh cần giải quyết bốn tên kia thật nhanh rồi tới giúp đệ. Tiểu Long nói. Vậy được rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu, có huyền vũ thần sắc, lực phòng ngự đương nhiên không vấn đề. Hừ, động thủ. Trung niên hét lớn một tiếng. Thân ảnh năm người đồng thời nhảy ra, lao thẳng về hướng Tiểu Long. Lâm Thiên, để ta đối phó một tên. Sát phá quân quát to, hàn băng khí lan tràn, cự phủ vung lên lao tới trước, trực tiếp ngăn đón đại hán giao thủ đầu tiên, phủ mang bay ra, không gian xung quanh nứt vụn từng khúc. Chủ nhân, chúng tôi cũng ngăn cản một tên. Ngao, Xích Viêm, Long Linh, Bàn Hủy, Bàn Vân, Hắc Hùng, Huyết Mị cùng lao tới, hóa thành bản thể thật lớn. Thú thể cuồn cuộn trộn vỡ hư không, tuy bản thể huyết mị không lớn nhưng sát khí thao thiên tràn ngập không gian, uy thế kinh người. Thân hình Xích Viêm cắt qua hư không, trực tiếp công kích thẳng vào đại hán đứng bên phải, một chảo vung xuống, không gian lập tức bị xé nát. Ngao! Bốn người bàn hủy hung hăng áp tới, bao phủ về hướng đại hán, sáu đầu yêu thú linh thú bát giai liên thủ, uy thế kinh thiên động địa, trực tiếp ngăn cản được công kích của người kia. Đồ khốn! Ngao! Người kia bị bức hiện ra bản thể Thanh Long, dài hơn ngàn thước, toàn thân tràn ngập vảy xanh, lưu quang rạng rỡ, ngũ trảo lan tràn uy áp, Long uy áp không bay tới. Oanh Long Long, vài thú thể khủng bố va chạm lẫn nhau, kình phong bùng nổ, không gian xung quanh bị đập toái, không ngừng vặn vẹo. Con bà nó, Thanh Long hoàng tộc giỏi lắm sao, liều mạng. Thiên thủ quỷ tôn quát to một tiếng, trong khoảnh khắc đã lao thẳng về đại hán thứ ba. Động thủ. Thanh Linh tôn giả cùng Hỏa Thử tôn giả lập tức bay theo. Ba vị tôn sứ hộ môn tương trợ sư huynh của ta, các đệ tử khác lui ra phía sau.
Âm thanh Lục Lâm Thiên truyền ra, thủ ấn biến hóa. Băng Mộc Tôn giả, ta giúp ngươi. Thiên Thủ Quỷ Tôn hét lớn một tiếng, công kích thẳng vào đại hán đang giao thủ với Sát Phá Quân, khí tức nóng bỏng lan tràn, hỏa diễm vụt lên, không gian biến thành đỏ đậm, một đạo chảo ấn chuyển qua độ cong huyền ảo hình thành trường ấn đỏ rực bao phủ về hướng đại hán kia. Vũ Tôn nhất trọng, cút về đi. Đại hán quát một tiếng, một đạo trường ấn trống rỗng bay ra. Ca ca. Hai đạo chảo ấn va chạm lẫn nhau, quang mang tóe ra chói mắt, không gian nứt thành khe vỡ, thẳng tắp lan tràn ngoài ngàn thước. Phốc, thân hình Thiên Thủ Quỷ Tôn bị đánh bay, miệng phun máu tươi, thậm chí không đối kháng nổi một chiêu. Oanh long long, Thanh Linh Tôn giả cùng Hỏa Thử Tôn giả đồng thời công kích tới, lại thêm Sát Phá Quân đánh xuống một phủ, vây đại hán kia bên trong. Mọi người lui vào trong trận, nhanh. Đông Vô Mệnh biết những người khác không cách nào nhúng tay cuộc chiến, lập tức lui ra. Chân khí quen thuộc quá. Sắc mặt Dương Quá biến hóa, nhìn chằm chằm năm người của Thanh Long Hoàng tộc. Lúc này có hai người của Thanh Long Hoàng tộc bị 6 người Xích Viêm vây công, 3 người khác vây đánh Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long, cũng không để ý tới cuộc chiến của người khác, tựa hồ vô cùng tự tin với thực lực hai người kia. Nhiệt xúc, theo ta trở về đi. Trung niên Thanh Y đánh ra chảo ấn bao phủ Tiểu Long, không gian nháy mắt vặn vẹo vỡ áp xuống. Linh hoàng khí huyền cấp mà thôi, ta xem ngươi làm gì được Tiểu Long ra ra. Ngao! Tiểu Long rít gào một tiếng, nháy mắt hóa thành bản thể, toàn thân tràn ngập kim sắc hỏa diễm, kích thước không kém hơn Thanh Long bao nhiêu, nhưng màu sắc khác hẳn, đồng thời trên lưng bao phủ huyền vũ thần sắc, bí văn quanh quẩn, chân khí khuếch tán, đem không gian trực tiếp phá vỡ. Gì? Bộ dáng của Tiểu Long làm Thanh Y trung niên kinh ngạc, đồng thời lúc này linh hoàng khí trên người Tiểu Long càng nồng đậm, trực tiếp áp chế linh hồn cùng huyết mạch của hắn, làm cho hắn cũng bị ảnh hưởng, nếu không nhờ cấp độ tu vi áp chế căn bản không thể đối kháng uy áp của linh hoàng khí. Tiểu Long, để cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, thân ảnh đã bay tới trước mặt hai trung niên đại hán còn lại. Tiểu tử này dám sai khiến người trong tộc ta, các ngươi bắt luôn cả hắn. Để ta đối phó nghiệt xúc này. Thanh Y đại hán vung tay, gió dục mây vần, một đạo trưởng ấn ầm ầm đánh thẳng về hướng Tiểu Long. Dạ. Hai người còn lại lập tức lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, biết thực lực tiểu tử kia cực kỳ khủng bố, từng đạo quyền ấn ầm ầm đánh ra, hào quang chói mắt tán phát, không gian sụp đổ vỡ vụn. Thủ ấn kết xuất, thân hình Lục Lâm Thiên chợt lóe, hai chân liên tục chớp động trên không trung, chợt lui ra phía sau, đồng thời hoàng mang lóe sáng. Thanh Long Hoàng tộc, tới Phi Linh Môn càn rỡ, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Lục Lâm Thiên quát lớn, thiên địa năng lượng lập tức hội tụ. Long ảnh tí. Song trưởng cùng duỗi ra, trưởng ấn hiện lên hư ảnh kim long xoay quanh, nháy mắt hóa trưởng thành quyền, kim mang tản mát, xoay người trầm xuống, hai quyền đánh thẳng ra ngoài. Ngao. Chỉ nháy mắt quyền ấn hiện lên hư ảnh hoàng kim cự long, long ngâm vang vọng thiên không. Hư ảnh cự long hung hăng đánh thẳng tới hai người đang bay qua. Sắc mặt hai người biến đổi, vẫn lao thẳng tới. Oanh oanh! Lực công kích của ba người tiếp xúc, âm bạo nổ tung như sấm sét, kinh khí khơi dậy ngàn tầng sóng, chân khí cuồng bạo khuếch tán, hóa thành lốc xoáy khí lưu khủng bố như muốn cắn nuốt cả ba người. Thật mạnh! Các đệ tử Phi Linh Môn đều kinh động, người chưa từng chứng kiến trưởng môn ra tay lúc này đều thấy rõ thực lực của hắn. Đặng đặng! Ba người cùng bị đẩy lui, quanh thân Lục Lâm Thiên chợt lóe hoàng mang, trong nháy mắt khởi động Thanh Linh Khải Giáp, đối kháng hai người vẫn không rơi xuống hạ phong. Suy suy, hai đại hán bị đẩy lui, ánh mắt khác thường, bọn hắn liên thủ nhưng không ngờ không chiếm được tiện nghi với một vũ vương cửu trọng. Ngao, hai đại hán nháy mắt hóa thành bản thể khổng lồ hơn ngàn thước, lòng uy áp tới như muốn trộn vỡ hư không. Hai người hóa thành bản thể liền vây quanh Lục Lâm Thiên. Khí thế ngập trời bao phủ lên người hắn. Thực lực tiểu tử này mạnh hơn không ít, nhưng Thanh Long Hoàng tộc không dễ trêu chọc, bát giai sơ kỳ có thể so sánh với Linh Tôn ngũ trọng. Sau núi, thân ảnh thánh thủ Linh Tôn Lăng không đứng thẳng, nhíu mày nói. Trong thiên môn cốc, thiếu chủ đã có thể đánh chết tôn cấp tứ trọng đỉnh phong, hiện tại thiếu chủ đã là vũ vương cửu trọng đỉnh phong, còn có thủ đoạn đặc thù, cho dù không thể làm gì nhưng hai Thanh Long kia cũng không làm gì được thiếu chủ. Hắc Vũ nói. Nhưng Tiểu Long tựa hồ có chút phiền phức. Tiểu gia hỏa có gì phiền toái đâu, tiểu tử kia tới bát giai sơ kỳ,
thúc giục huyền vũ thần sát cho dù là ngươi chỉ sợ cũng không làm gì được, thanh long bát giai trung kỳ kia tự nhiên cũng không làm gì được hắn. Thánh thủ linh tôn nói, náo nhiệt, lại còn có siêu cấp cường giả đã tới, không, là hai người, náo nhiệt, thật sự là náo nhiệt. Chủ nhân, ta có nên đi ra hay không? Hắc Vũ nhướng mày hỏi. Còn chưa gấp, chọc giận ta, hôm nay ta cũng muốn đi ra giúp vui, thanh long hoàng tộc sao, ta cũng cho bọn hắn không thoải mái. Thánh thủ linh tôn thật khí phách, dù ở trạng thái linh hồn nhưng vẫn khí thế tuyệt luân. Trưởng môn cẩn thận. Mọi người hô to. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, nói. Bổn công tử mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay tới phi linh môn Dương Oai, vậy bổn công tử cũng không khách khí. Xuất. Lục Lâm Thiên quát lớn một tiếng, quanh thân biến thành băng lạnh, thủ ấn kết xuất, một đạo tử kim hào quang từ ấn đường bay ra. Tử kim hào quang thu liếm, nhất thời một thân ảnh giống hắn như đúc chợt hiện, chính là Đại Hồn Anh. Đại Hồn Anh mở mắt, sát khí thao thiên lan tràn. Sát khí vô cùng khủng bố còn mạnh hơn chính bản thể Lục Lâm Thiên không ít. Phân thân, làm sao có thể? Nhìn thấy Đại Hồn Anh, hai đại hán cực kỳ kinh ngạc, cảm giác sát khí trên phân thân, đáy lòng họ chợt lạnh. Hình như là linh hồn thể. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển, đệ thất chuyển, đệ bát chuyển. Từng đạo thủ ấn kết xuất, thiên địa năng lượng hội tụ, lúc này sát khí trong tinh nguyệt thiên sát đại trận bị Đại Hồn Anh hấp thu. Không ngừng tràn vào thân thể. Lúc này chân khí Đại Hồn Anh cấp tốc kéo lên, trực tiếp thăng lên tới tôn cấp tam trọng. Hống. Cùng một thời gian từ trong ấn đường Lục Lâm Thiên bắn ra một đạo thanh mang phóng lên cao, theo một tiếng rít gào, thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ khổng lồ thoáng hiện. Thú hồn bôn lôi thiên hổ bát giai hậu kỳ. Hai thanh long cực kỳ nghi hoặc, nhân loại này thật quá quỷ dị. Phốc. Xa giữa không trung. Thanh linh tôn giả cùng hỏa thử tôn giả phun ra máu tươi, bị thanh long đại hán đẩy lui. Ngao! Cùng một lúc hắn hóa thành bản thể lao về hướng sát phá quân, sát phá quân chỉ còn có thể phòng ngự, không còn lực tiến công. Hừ, nhân loại nhỏ bé, thủ đoạn nhiều hơn nữa nhưng ở trước mặt thanh long hoàng tộc chỉ vô dụng. Hai thanh long giữ tợn quát, đánh thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Hôm nay, bổn công tử phải ngược chết các ngươi. Hống! Thú hồn gầm lên một tiếng, một chảo xé trời xé rách không gian, mang theo khí thế kinh người hung hăng đánh thẳng về hướng thanh long bên trái. Ám ma phân thân bí pháp. Đại Hồn Anh kết xuất thủ ấn, hào quang chợt lóe, hai đạo linh hồn phân thân giống Đại Hồn Anh như đúc bay ra. Hai linh hồn phân thân không chút dừng lại, mang theo uy áp sát khí thao thiên nháy mắt chủ động phóng ra, hộ tống thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ vây khốn đầu thanh long bên trái. Hống. Huyễn diễn đao trận, thiên linh diệt hồn chỉ. Từng tiếng hét lớn đồng thời truyền ra, nhất thời đao trận phóng lên cao, đao mang huyền ảo thổi quét, năng lượng thiên địa bàng bạc lan tràn, thủ ấn hình thành tràn ngập chân khí khủng bố cực đoan làm linh hồn run rẩy lên. Toàn thân thú hồn tản ra điện mang sáng ngời, công kích khủng bố đánh thẳng vào đầu thanh long, không gian liên tục nổ tung. Cùng một thời gian, thanh linh khải giáp quanh quẩn hoàng mang, Đại Hồn Anh chợt lóe. Hai thân ảnh lăng không đứng thẳng, trên người Đại Hồn Anh linh hồn lực thổi quét, sát khí bao trùm bạo tuôn, vây đầu thanh long còn lại giữa không trung. Ngao! Đầu thanh long thứ hai rít gào, thân thể khổng lồ lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, căn bản không hề dùng chiêu thức, giống như thân thể là kiện linh khí phá vỡ không gian xung quanh xông thẳng tới. Chỉ nháy mắt Đại Hồn Anh chợt động, thân ảnh nhảy lên, huyết quang lóe sáng. Ngao! Đao minh vang vọng. Tử kim hào quang lưu chuyển, huyết lục giống như có lực áp chế đối với thanh long, làm thân hình hắn run rẩy lên. Liệt không cửu kích. Đại Hồn Anh bay tới, hét lớn một tiếng, huyết quang bùng nổ, huyết sắc đao mang chém ra chín đao, mang theo âm bạo chói tai hợp lại chung một chỗ, đao mang đi qua, không gian nứt vụn. Hưu. Huyết quang như trẻ che chém thẳng vào thanh long, cự vĩ khổng lồ quất tới đối kháng, chấn vỡ không gian, muốn va chạm thẳng vào đao mang. Một đao một đuôi nháy mắt va chạm lẫn nhau, cự vĩ mang theo lực toái không hung hăng va chạm lên đao mang, cả không gian đột nhiên chao đảo. Ca! Ngay nháy mắt đao mang bổ trúng cự vĩ, một tầng hào quang ngăn cản đao mang, chỉ thoáng chút rằng co một đao kia đã phá vỡ hào quang. Huyết quang bổ thẳng vào cự vĩ, vài chiếc vảy xanh nứt nẻ bắt đầu rạn nứt, nhưng vẫn chưa bị phá nát. Ngao! Mặc dù không tổn thương nặng nhưng một đao kia làm đau đớn.
Thanh Long phát ra tiếng rít gào giận dữ. Oanh long long. Cùng một thời gian cự vĩ quét ngang, ầm ầm va chạm lên người Đại Hồn Anh. Đặng đặng. Đại Hồn Anh bị đánh bay, thân hình nứt nẻ rồi nổ tung, hóa thành sát khí thao thiên tràn ngập khắp cả không gian. Suy. Nhưng tiếp theo ngay sau đó sát khí lại hội tụ, ngừng thành hình người, lại khôi phục nguyên dạng. Di. Thanh Long kinh ngạc kêu lên. Ngao. Thanh Long lại lao tới, thân hình khổng lồ cuồn cuộn, tựa hồ biết công kích Đại Hồn Anh chỉ vô dụng, trực tiếp lao thẳng tới bản thể Lục Lâm Thiên. Đại Hồn Anh chợt xuất hiện, huyết lục phung ra, vẽ ra một vòng tròn thật lớn giữa không trung. Vòng tròn khuếch tán lan tràn, không gian trước mặt hiện lên đạo quang quyển đường kính vài trăm thước, lộ ra khe không gian tối đen, bao vây cả phiến không gian, lao thẳng về hướng Thanh Long. Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm. Một tiếng hét lớn, huyết lục đánh ra bảy đao, đao cuối cùng lướt qua, huyết quang đột nhiên bùng nổ. Huyết sắc đao mang bao phủ cả bầu trời, sắc mặt Thanh Long trở nên ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được trong huyết sắc đao mang xúc tích công kích vô cùng khủng bố sắc bén. Ngao. Một tiếng rít gào thật lớn, thân hình khổng lồ của Thanh Long phá vỡ hư không, long chảo cuồn cuộn, chảo ấn xé rách không gian bắn ra. Hiu hiu. Trong không gian hỗn loạn, đao mang bao trùm, nháy mắt va chạm cùng long chảo, cắt vỡ khe không gian cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua toàn bộ đều hóa thành mảnh nhỏ. Suy. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy long chảo bị phá hủy vỡ vụn, trong mắt Thanh Long lộ vẻ kinh hãi. Ca ca. Hết thảy diễn ra trong nháy mắt, không gian xung quanh đều bị phá hủy, cường quang chói mắt khuếch tán, kinh khí phong bạo khủng bố thổi quét khắp bốn phía. Không nghĩ tới trưởng môn mạnh mẽ tới trình độ này, Linh Vũ Chiến Vương danh bất hư truyền a. Thanh Linh Tôn giả cùng Hỏa Thử Tôn giả đã bị thương, cũng không ít vương cấp mới gia nhập chứng kiến cảnh đối chiến trên không, trong mắt tràn ngập sợ hãi, chỉ sợ gặp phải một chiêu họ cũng sẽ bị trưởng môn miểu sát. Ngao. Kinh khí nháy mắt khuếch tán. Thân hình Đại Hồn Anh bị đẩy lui, mà lúc này thân hình khổng lồ của Thanh Long rít gào không ngớt, thân hình cuồn cuộn, trên thân thể phủ kín không ít vết đao, bảy chiếc vảy thật lớn trực tiếp cắt vỡ, lộ ra vết máu nhợt nhạt, thương thế không quá nghiêm trọng như vô cùng đau đớn. Có thể cắt vỡ vảy của Thanh Long hoàng tộc, lực công kích khủng bố như thế thật sự chấn động lòng người, mà đầu Thanh Long kia đã có chút kiêng kỵ Lục Lâm Thiên. Nhân loại hèn mọn nhỏ bé, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Long nổi giận, thân thể dựng thẳng lên, từ trong mi tâm hiện lên con mắt thứ ba, trong mắt bắn ra một đoàn quang thúc bao phủ bản thể Lục Lâm Thiên kể cả Đại Hồn Anh cách đó không xa. Quang thúc vừa hiện, linh hồn những người có mặt đều đau đớn, linh hồn công kích bàng bạc nháy mắt bao phủ Lục Lâm Thiên. Linh hồn công kích. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, quang thúc khủng bố ẩn chứa linh hồn lực hùng hồn ập tới, không gian mơ hồ vặn vẹo, uy thế cường hãn khiến trong lòng hắn run lên. Chỉ sợ ngay cả linh tôn ngũ trọng đỉnh phong cũng khó đối kháng, thật sự là quá mạnh mẽ. Ca ca. Thân hình Đại Hồn Anh bị đánh trúng bắt đầu mờ ảo, sau đó bị trùng kích thành mảnh nhỏ, sát khí thao thiên bao trùm. Nhưng một màn ngoài ý muốn xuất hiện, Đại Hồn Anh phá nát, sát khí bao trùm trời cao, chỉ nháy mắt lại bắt đầu cắn nuốt hấp thu linh hồn công kích, đây chính là hành vi hoàn toàn tự chủ của Đại Hồn Anh, không quan hệ gì với Lục Lâm Thiên. Mà bản thể Lục Lâm Thiên lại mỉm cười, tùy ý cho linh hồn công kích xâm nhập vào người, linh hồn lực khủng bố đấu đá lung tung không chút kiêng nể. Ngay lúc này kim sắc tiểu đao lại nhảy ra, trên thân đao bộc phát kim mang, linh hồn công kích lập tức bị một cỗ lực hấp xả kéo chặt, bắt đầu tiến vào bên trong kim sắc tiểu đao. Linh hồn công kích khủng bố tiến vào trong não hải Lục Lâm Thiên, nhưng không gây ra chút phản ứng, thân hình cao ngất đứng sững trong quang thúc giống như ngọn núi lớn nguy nga. Mà lòng bàn tay Lục Lâm Thiên lại quanh quẩn tử kim sắc hào quang. Thanh Long tựa hồ cảm giác được không đúng, trong mắt có chút hoảng sợ, linh hồn công kích tiến vào trong đầu đối phương liền quỷ dị biến mất không còn tung tích, như đá chìm đáy biển, tựa hồ còn có lực cắn nuốt đang hấp thu linh hồn công kích của hắn. Suy, quang mang trong con mắt thứ ba bắn ra không kéo dài được bao lâu đã mệt mỏi nhắm lại, thi triển linh hồn công kích khủng bố như vậy tựa hồ cũng tiêu hao rất nhiều. Xong rồi sao? Linh hồn công kích biến mất, kim sắc tiểu đao hài lòng quay về trên Tiểu Hồn Anh, Lục Lâm Thiên cười lạnh quát. Thanh Long hoàng tộc không có gì là ghê gớm cả, hiện tại tới lượt ta, xem ra của ngươi dày hay tử kim huyền lôi của bổn công tử mạnh mẽ. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lao tới, trên tay hiện ra tử kim lưu quang mang theo chân khí hủy diệt tán phát,
trong mơ hồ còn mang theo âm thanh nổ tung như sấm sét vang vọng. Oanh long! Tay phải Lục Lâm Thiên vỗ thẳng về hướng thanh long, tiếng sấm nổ vang, một đạo tử kim lôi đình tràn ra. Đây là... Thanh long đột nhiên cảm giác được lãnh ý lan tràn, lôi đình kinh người khiến linh hồn hắn cũng run rẩy lên, quanh thân lập tức nổi lên hào quang dày đặc. Suy lạp lạp, lôi vân quay cuồng trên bầu trời, một đạo lôi đình lớn như cánh tay ầm ầm rơi xuống, không gian xung quanh trực tiếp phá hủy, oanh kích ra không gian động sâu, khe không gian tối đen hiện lên, tốc độ nhanh tới mức nháy mắt đã rơi lên người thanh long. Oanh long long, lôi đình trực tiếp đánh nát hào quang trên người thanh long, rơi lên thân thể hắn, nhất thời trên thân thể khổng lồ lan tràn một mảnh điện mang tử kim sắc, thân hình hắn run lên, không gian xung quanh phá nát. Năng lượng phong bạo khủng bố lập tức thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Ngao! Lực lượng hủy diệt làm thanh long đau đớn rít gào, những nơi lôi đình đánh xuống long lân trực tiếp phá nát, chung quanh một mảnh cháy đen, máu tươi không ngừng thẩm thấu. Liệt không cửu kích! Đại hồn anh nháy mắt ngưng tụ thành hình, huyết lục tái hiện, đao mang trực tiếp bắn ra. Suy lạp! Trên tay trái bản thể Lục Lâm Thiên lại bắn ra một đạo tử kim huyền lôi. Oanh long long! Ngao! Hoàn vũ thất toàn trảm! Suy lạp! Không gian sụp đổ, thanh long rít gào, tử kim huyền lôi bắn ra, từng đạo tử kim huyền lôi phá hủy không gian, không ngừng đánh lên người thanh long. Trong không gian hỗn loạn, thân ảnh đại hồn anh mơ hồ không chừng, huyết lục lại mang theo oai lực khủng bố đánh xuống. Thực lực của thanh long vốn không chênh lệch với Lục Lâm Thiên bao nhiêu, chỉ tiếc Lục Lâm Thiên không e ngại linh hồn công kích, không sợ linh hoàng khí, lại có bất diệt huyền thể. Thanh linh khải giáp, ngoài ra còn có ám ảnh mật bào, phòng ngự như vậy đã vô cùng biến thái. Vào lúc này Lục Lâm Thiên điên cuồng công kích, không ngừng ngược long, thanh long cũng xui xẻo. Thanh long hoàng tộc là một trong những chủng tộc cực mạnh, trên đại lục không ai dám trêu chọc, nhưng hôm nay lại gặp phải tên biến thái như Lục Lâm Thiên. Từng đạo tử kim huyền lôi giáng xuống, thanh long liên tục rít gào, tránh được một đạo lại không qua được đạo thứ hai, huống chi bây giờ Lục Lâm Thiên liều mạng công kích. Đồng thời đại hồn anh cũng quỷ mị vây công. Sau một lát toàn thân thanh long toát ra máu tươi, long lân nứt vỡ, mỗi đạo tử kim huyền lôi đánh xuống nhất định bị da chóc thịt bong, nếu huyết lục đánh chúng đều bị nứt vỡ. Nhưng lực phòng ngự của thanh long cũng đủ sức đối kháng, thật sự làm Lục Lâm Thiên rung động, nếu là linh thú khác đã sớm bị đánh chết rồi, nhưng thanh long vẫn có thể kháng cự. Hống! Thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ cùng hai phân thân linh hồn đối chiến ngang ngửa với đầu thanh long còn lại, huyễn diễn đao trận phối hợp cùng thú hồn uy lực thật lớn, nhưng mơ hồ nhìn qua thanh long vẫn chiếm thượng phong một ít. Phanh phanh, xa giữa không trung, cự vĩ quất ngang, trực tiếp đánh bay thân thể cao lớn của hắc hùng, máu tươi phun ra, thân hình khổng lồ của hắn rơi xuống đất khiến đất rung núi chuyển, như sơn băng địa liệt, mặt đất nứt nẻ. Phanh phanh, huyết mị cũng bị đánh bay. Bọn họ bị chân khí của thanh long áp chế, thực lực không đạt tới thời kỳ toàn thịnh, vì vậy công kích không bằng lúc trước. Ngao! Tiểu long liên tục rít gào, đối chiến cùng thanh long kia hắn chỉ có thể vất vả kháng cự, thỉnh thoảng còn rúc vào trong huyền vũ thần xác tránh né, mà người kia cũng không làm gì được hắn. Huyền vũ thần xác, tại sao lại như vậy? Sắc mặt trung niên kia thật khó xem, công kích mãi không có kết quả, hắn cũng không có biện pháp, lại không cách nào phá vỡ huyền vũ thần xác. Hắn không biết nhiệt xúc kia làm sao có được bảo vật này, tựa hồ còn tới cửu giai, lại có thêm uy áp linh hoàng khí thiên cấp, làm thực lực của hắn bị ảnh hưởng không ít. Thanh long hoàng tộc, không gì hơn cái này, lùi đi. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, thừa lúc đại hồn anh bổ ra một đao, thân ảnh đã xuất hiện trên đầu thanh long. Thanh long hoảng hốt, cự vĩ ngoan độc quất ra, muốn tránh né đã không còn kịp nữa, mà công kích của nhân loại này thật sự vô cùng khủng bố. Suy lạp, hai tay Lục Lâm Thiên đẩy tới, hai đạo tử kim huyền lôi giáng xuống, trực tiếp oanh kích lên đầu thanh long, cùng một thời gian cự vĩ cũng đánh lên người Lục Lâm Thiên, đem không gian quanh thân hắn thổi quét tán phát. Oanh long long, trong tiếng nổ kinh thiên, thân thể thanh long bị Lục Lâm Thiên đánh rơi xuống đất. Phốc, thanh long phun máu, mà thân thể hắn nện xuống ngọn núi phía trước Phi Linh Môn, trực tiếp san bằng thành bình địa. Thân hình Lục Lâm Thiên bị đánh trúng. Lục Lâm Thiên cũng bị nện thẳng xuống đất, đất rung núi chuyển, dưới đất hiện ra động sâu, đá vụn kích tán. Phanh! Thanh long trên bầu trời rít gào một tiếng, hung hăng va chạm vào thân thể sát phá quân lập tức bị đánh bay, khóe môi rỉ máu,
Tu vi vũ tôn tam trọng có thể đối chiến lâu như vậy đã không dễ dàng. Nghiệt xúc. Khi Thanh Long định truy kích sát phá quân, đại hồn anh nháy mắt như quỷ mị xuất hiện sau lưng sát phá quân, chém thẳng xuống một đao, huyết sắc đao mang chém vỡ cả không gian. Ca ca. Một đao đánh xuống, Thanh Long phát giác cũng đã không còn kịp nữa, thân hình cấp tốc tránh né, nhưng vì quá mức khổng lồ cho nên bị chém trúng, một mảnh long lân trực tiếp nứt nẻ, trên lưng truyền ra đau đớn kịch liệt. Ngao. Thanh Long thảm thống rít gào một tiếng, lao thẳng về hướng đại hồn anh, thân hình thật lớn phá hủy không gian, uy thế kinh người. Ta kháo. Trong nháy mắt âm thanh Lục Lâm Thiên chợt vang lên, từ trong hố to bay ra hai đạo tử kim huyền lôi bắn tới. Suy lạp. Đại hồn anh cùng bản thể phối hợp vô cùng ăn ý, hai đạo tử kim huyền lôi bạo lướt, ầm ầm chấn khai không gian xung quanh, trực tiếp công kích thẳng vào bụng Thanh Long. Thực lực Thanh Long này không yếu, nháy mắt cảm nhận được khí tức, cũng biết vừa rồi đồng bạn bị lôi điện màu tím kia oanh kích trọng thương, không dám có chút khinh thường, thân thể to lớn nhanh nhẹn tránh khỏi hai đạo lôi điện công tới, tốc độ thật hiếm thấy. Nhưng Thanh Long thật không ngờ mức độ ăn ý giữa bản thể cùng đại hồn anh đã vô cùng nhất trí, hai người chính là một thể, khi Thanh Long vừa tránh khỏi tử kim huyền lôi công kích, đại hồn anh đã sớm xuất hiện trên đầu Thanh Long, tựa hồ đã sớm tính được đường lui của hắn. Hoàn vũ thất toàn trảm. Đại hồn anh thúc giục huyết lục, đao mang bùng nổ, liên tiếp bảy đao phá không nháy mắt bao vây Thanh Long, không gian không ngừng nứt vụn. Ngao. Thanh Long rít gào, thân thể đau đớn, đao kỹ khủng bố làm long lân nứt nẻ, trong đó bảy đao khủng bố nhất trực tiếp cắt vỡ long lân, máu tươi tuôn ra. Thanh Long hoàng tộc, ta kháo, hôm nay bổn công tử ngược các ngươi cho xem. Bản thể Lục Lâm Thiên lăng không bay lên, trong tay lại đánh ra hai đạo tử kim huyền lôi hướng thẳng vào đầu Thanh Long. Phanh phanh, tử kim huyền lôi giáng xuống, đỉnh đầu Thanh Long xui xẻo kia lập tức bốc khói, thân hình khổng lồ ầm ầm nện xuống, lại thêm một ngọn núi bị san thành bình địa. Phanh phanh, cùng một thời gian bàn vân cùng long linh cũng bị đánh bay. Nhiệt xúc, các ngươi cũng cút ngay cho ta. Thanh Long rít gào, khí thế kinh người, áp chế bàn hủy cùng xích viêm cũng không cần phát huy hoàn toàn thực lực. Thân hình Thanh Long phá vỡ hư không, hung hăng va chạm thẳng vào người xích viêm cùng bàn hủy. Oanh long long, thân thể xích viêm cùng bàn hủy nháy mắt rơi xuống đất, sơn băng địa liệt, mặt đất nứt nẻ lan tràn như mạng nhện. Thanh Long hoàng tộc, hôm nay bổn công tử cho các ngươi biến thành côn trùng. Thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh như chớp xuất hiện trước mặt đầu Thanh Long thứ ba kia, quát lớn một tiếng, song trưởng trầm xuống, hư ảnh kim long xoay quanh, trong khoảnh khắc hóa trưởng thành quyền, thiên địa năng lượng hội tụ, hai đạo quyền ấn ầm ầm bay ra. Long ảnh tí, ngao, chỉ nháy mắt hai đầu hư ảnh hoàng kim cự long bắn ra, uy thế kinh người, như phúc vũ phiên vân, song long xuất hải, hung hăng đánh thẳng vào người Thanh Long. Đầu Thanh Long kia cũng không e sợ. Thân hình khổng lồ cuồn cuộn, lập tức lao tới. Oanh oanh, cả không trung như khựng lại, quang mang chói mắt bộc phát, thanh mang kim mang tung tóe trời cao. Ngay sau đó một tiếng sấm sét nổ tung chân trời, năng lượng phong bạo cực kỳ kinh khủng nháy mắt thổi quét khắp xung quanh. Thân hình Thanh Long bị đánh bay, hai đạo long ảnh tí đồng thời công tới chẳng khác gì hai Lục Lâm Thiên xuất thủ, thân hình khổng lồ liên tiếp thối lui, nhưng cũng không bị thương, lực phòng ngự khủng bố vô cùng. Hưu, cùng một thời gian đại hồn anh ầm ầm giáng xuống một đao, chân khí kinh người. Tử kim huyền lôi, lăn xuống đi. Cơ hồ cùng một thời gian, song trưởng lại tung ra, tử kim huyền lôi bắn tới, hung hăng vỡ áp về hướng Thanh Long. Oanh long long, công kích khủng bố bay tới, Thanh Long không dám khinh thường, một đạo long chảo bay ra ngăn cản. Suy lạp, đồng thời đao mang cùng tử kim huyền lôi đều đánh lên người Thanh Long. Kinh khí khủng bố bao phủ phạm vi mấy ngàn thước xung quanh. Thân hình Thanh Long nện xuống đất, lại một đỉnh núi bị san bằng. Phốc, Thanh Long phun ra ngụm máu tươi, mặc dù lực phòng ngự cường hãn, nhưng còn chưa đủ kháng cự công kích biến thái điên cuồng của Lục Lâm Thiên. Phốc, vào lúc này Lục Lâm Thiên vừa bị chảo ấn đánh trúng, không gian xung quanh xé mở, rốt cục không thể chống lại được, miệng phun máu tươi. Sắc mặt Lục Lâm Thiên tái nhợt. Một loạt công kích điên cuồng cũng cần năng lượng khổng lồ, tiêu hao như vậy ngay cả Lục Lâm Thiên cũng không thể chống đỡ, huống chi bản thân hắn cũng thừa nhận công kích của đối phương, mặc dù bất diệt huyền thể cực kỳ cường hãn, nhưng không thể hoàn toàn phòng ngự. Khi Lục Lâm Thiên phun ra ngụm máu tươi,
Ngược lại trong lòng dễ chịu hơn một chút, hắn có bất diệt huyền thể cho dù gặp phải công kích khủng bố như vậy cũng không thật sự thương tổn được hắn. Phanh phanh. Nhưng đúng ngay lúc này, xa giữa không trung, Thanh Long đang đối chiến với Bôn Lôi Thiên Hổ cùng hai linh hồn phân thân đột nhiên lao thẳng tới, dùng thân hình khổng lồ trực tiếp va chạm thú hồn bị chấn động có chút hư ảo. Phốc, thú hồn bị thương, trực tiếp ảnh hưởng tới Lục Lâm Thiên, hắn lại phun ra máu tươi. Suy, ngay nháy mắt đại hồn anh lao thẳng tới, đao mang bạo phát. Lão đại, nhìn thấy lão đại phun máu tươi, Tiểu Long có chút sốt ruột. Mặc dù hắn biết rõ lực phòng ngự của lão đại, nhưng lực phòng ngự của Thanh Long cũng vô cùng khủng bố. Oanh long long! Tiểu Long vừa phân tâm, liền bị một quyền của trung niên nhân mang theo long uy thật lớn nện xuống, bí văn lưu chuyển, thân hình Tiểu Long nhanh như chớp rúc vào trong huyền vũ thần xác, lại bị nện xuống đất. Phanh phanh! Tiểu Long rơi xuống đất, mặt đất nổ tung, đất rung núi chuyển, nhưng thân hình lập tức nhảy lên, đầu vươn ra khỏi huyền vũ thần xác. Tựa hồ không có trở ngại nhưng thần sắc có chút suy yếu. Đồ khốn, nhân loại hèn mọn, vậy đối phó ngươi trước. Không làm gì được Tiểu Long, trung niên nhân nhìn thấy Lục Lâm Thiên đánh trọng thương ba hộ pháp hình đường, sắc mặt lạnh lùng lao thẳng về phía hắn, một đạo chảo ấn thổi quét bay ra, không gian vặn vẹo như muốn vỡ vụn. Thật mạnh, Lục Lâm Thiên có thể khẳng định, uy lực kia chẳng khác gì lực công kích của linh tôn lục trọng tiếp cận thất trọng. Người kia hẳn là bát giai trung kỳ sắp tới hậu kỳ. Nhất thời Lục Lâm Thiên cảm giác bị áp chế, đây là áp chế giai vị, hắn không thể thoát khỏi, mà Tiểu Long có thể đối kháng lâu như vậy cũng là hắn khiếp sợ. Nhân loại hèn mọn, ngươi làm sao có thể đối kháng Thanh Long hoàng tộc? Chảo ấn đi tới trước người Lục Lâm Thiên, vặn vẹo không gian áp chế, không gian đã bị xoắn nát vụn. Khóe môi Lục Lâm Thiên nhếch lên, trong tay hiện ra một viên cầu xích hồng sắc. Lớn cỡ nắm tay trẻ con, trong suốt như lưu ly, lại có năng lượng hỏa hệ quanh quẩn. Ta kháo, không cho ngươi chút giáo huấn nhìn xem, ngươi cứ dám hung hăng càn quấy như vậy. Âm thanh truyền ra, viên cầu đột nhiên bắn tới. Viên cầu xích hồng sắc chính là liệt diễm phần tôn đạn mà ngũ sư thúc cùng kỳ tôn giả tặng cho hắn. Theo lời cùng kỳ tôn giả, chỉ dùng một viên muốn làm trọng thương vũ tôn thất trọng tuyệt đối không vấn đề. Nếu vũ tôn thất trọng yếu một chút, có thể đánh chết. Lục Lâm Thiên vốn không muốn lãng phí bảo vật như vậy, nhưng người của Thanh Long hoàng tộc thật quá mạnh mẽ, hắn cũng thật sự nổi giận, phải cho đám người này một lần kinh sợ tuyệt đối. Đi! Liệt diễm phần tôn đạn bay ra, Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, viên cầu lưu lại xích hồng sắc tàn ảnh, uyển như tia chớp bắn về hướng trung niên nhân. Cả không gian vô hình trung tràn ngập năng lượng nóng cháy, vô cùng quỷ dị. Gì? Trung niên nhân lập tức cảm giác được năng lượng hỏa hệ dày đặc tràn tới, khiến cho tim của hắn đập mạnh. Đây là... Cảm giác được biến hóa, trung niên nhân ngẩng đầu nhìn hồng mang nóng cháy đang bay qua, năng lượng nóng rực ngày càng bành trướng vô cùng khủng bố, không gian run lên, sắc mặt hắn đầy vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ. Đó là cái gì? Cảm giác được chân khí năng lượng hỏa hệ hùng hậu, trung niên nhân kinh hãi, trong mắt tràn ngập vẻ bất an. Không xong. Trung niên nhân quát lớn một tiếng, chân khí nguy hiểm tuyệt đối, hắn làm sao còn nghĩ tới Lục Lâm Thiên, thân ảnh như quỷ mị trốn tránh, xé rách không gian thối lui. Nhưng dù hắn xé rách không gian cũng không kịp đào thoát, viên cầu ầm ầm xuất hiện ngay trên đầu của trung niên nhân. Bảo! Bàn tay Lục Lâm Thiên áp xuống. Xích hồng sắc quang mang chướng lớn, năng lượng hỏa hệ đã tăng lên tới mức khủng bố, cả không gian ngàn thước vặn vẹo gãy vụn, năng lượng phong bạo hỏa hệ bắt đầu thổi quét. Ngay sau đó là một tiếng nổ tung kinh thiên động địa, vang vọng dựng lên như sấm rền cuối chân trời. Ngao! Chỉ nháy mắt trung niên nhân đã hóa thành bản thể, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Oanh long long! Liệt diễm phần tôn đạn hoàn toàn nổ tung, ba đầu thanh long bị trọng thương cũng vội vàng né tránh. Oanh oanh oanh! Âm thanh như sấm sét vang vọng, không gian nứt toác, đoàn ma vân dựng cao trên bầu trời, bao phủ cả không gian, năng lượng nóng cháy phóng thích. Hóa thành biển lửa ngập trời, trực tiếp vây khốn trung niên nhân vừa hóa thành bản thể kia. Khi hết thảy đều khôi phục trở lại, không trung như sơn băng địa liệt, thật nhiều đỉnh núi bị thổi quét, trực tiếp san thành bình địa, mặt đất nứt nẻ, đá vụn kích tán, năng lượng kinh khí khủng bố tàn sát bừa bãi, trong mắt mọi người còn tràn ngập vẻ kinh hãi. Phanh! Không gian vặn vẹo nóng cháy, một đầu thanh long hung hăng nện xuống đất, sau đó là một mảnh long huyết tuôn xuống như mưa. Mặt đất chao đảo như vỡ tung,
bị nện thành một khe rãnh chẳng khác gì một con sông lớn. Phốc, Lục Lâm Thiên lại phun ra máu tươi, thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ cùng hai linh hồn phân thân còn có đại hồn anh đang vây công một đầu thanh long. Thanh long nhìn thấy thanh long đầu lĩnh bị công kích, lập tức toàn lực công tới, thân hình đại hồn anh bị đánh tan, lúc này Lục Lâm Thiên đã tiêu hao gần như cạn kiệt, miệng lại phun ra máu tươi. Thu, Lục Lâm Thiên đành thu hồi linh hồn phân thân cùng đại hồn anh, nếu để linh hồn phân thân bị thương, hậu quả sẽ nghiêm trọng, cho nên hắn không dám mạo hiểm. Hết thảy dần yên tĩnh trở lại, ngay cả vài thanh long cũng yên tĩnh, bốn thanh long đã có ba tên vô cùng thê thảm, ánh mắt mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào thanh long đầu lĩnh. Trưởng môn vừa ném ra vật gì, thật quá kinh khủng. Toàn bộ cường giả phi linh môn đều nuốt nước bọt, một màn kinh khủng vừa rồi làm họ rùng mình. Đồ khốn, nhân loại đáng chết, ta không tha cho ngươi. Từ trong hố sâu thật lớn đột nhiên truyền ra tiếng quát, một giây sau một thân ảnh khổng lồ phóng lên cao. Ngao! Mọi người lập tức nhìn lên, trong lòng vô cùng khiếp sợ, công kích khủng bố như vậy mà đầu thanh long kia vẫn chịu đựng được, lực phòng ngự thật sự không thể tưởng tượng. Nhưng tuy khiếp sợ vẫn có chút đồng tình, bởi vì đầu thanh long kia mặc dù chống cự được công kích, toàn thân lại vô cùng thê thảm, bị thương nặng hơn cả ba đầu thanh long kia, long lân cháy đen, lớp vảy nứt nẻ, có dấu vết bị lửa thiêu cháy, không ít vảy vỡ nát, da chóc thịt lạn, máu tươi đầm đìa. Long giác của hắn vỡ ra, long tu thần thái sáng lạn lúc này bị thiêu hủy cháy đen, cự vĩ còn thiếu mất một khối. Phòng ngự thật mạnh. Trong lòng Lục Lâm Thiên rung động, không nghĩ tới uy lực công kích như vậy lại làm cho người kia bị thương nặng mà thôi, đủ chứng minh thanh long hoàng tộc thật sự khủng bố. Lão đại, huynh không sao chứ? Tiểu Long đã đi tới bên người Lục Lâm Thiên hỏi. Không sao, đệ có sao không? Lục Lâm Thiên hỏi. Đệ cũng không sao, con trùng kia cũng không làm gì được đệ. Ánh mắt Tiểu Long hung hăng chừng hướng đầu thanh long, nói. Lão đại, tốt nhất là bắt giữ hắn. Được. Lục Lâm Thiên gật đầu, Tiểu Long muốn bắt người hẳn là muốn hỏi tin tức của mẫu thân. Hỗn trướng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đầu thanh long rít gào, nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của Lục Lâm Thiên. Không buông tha ta, ngươi có tư cách sao, chẳng lẽ quên mùi vị vừa rồi hả? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nói. Đồ khốn, thanh long hoàng tộc sao có thể bị nhân loại hèn mọn nhỏ bé như ngươi vũ nhục, hôm nay ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Thanh long quát lớn một tiếng, long ngâm vang rền. Ngao! Long ngâm xuyên thấu không gian, âm thanh khác hẳn hoàng kim yêu long viễn cổ, thiên độc yêu long, quỳ long như hoa, âm thanh của ba chủng tộc kia chỉ có thể xem như tiếng khóc của long, mà âm thanh của thanh long hoàng tộc nghe như tiếng cười, xuyên thấu không gian, nương theo sau một cỗ long uy thật lớn lan tràn. Ngao! Bốn thanh long khác cũng rít gào xoay quanh, ánh mắt dữ tợn rơi lên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười lạnh, nhìn dáng vẻ hắn phải dùng khởi tử hồi sinh đan mới được. Lão đại! Tiểu Long quay đầu nhìn qua Lục Lâm Thiên. Giao cho lão đại là được rồi. Lục Lâm Thiên nói, tâm thần xâm nhập vào giới chỉ còn lại một viên khởi tử hồi xuân đan cuối cùng. Nhân loại hèn mọn, hôm nay ta tuyệt không buông tha ngươi, ai cũng không thể Upsilon thanh long hoàng tộc, ngươi nhất định phải trả giá thật nhiều. Năm đầu thanh long rít gào lao tới. Long ngâm ngập trời. Ta kháo, bổn công tử cũng không khách khí. Tâm thần Lục Lâm Thiên tập trung lên khởi tử hồi xuân đan, mặc dù chỉ dùng thêm một viên liệt diễm phần tôn đạn là có thể giải quyết nhóm thanh long này, nhưng giá trị của nó còn vượt hơn khởi tử hồi xuân đan. Nếu thật sự đánh chết nhóm thanh long, Lục Lâm Thiên cũng có chút bận tâm, không phải sợ hãi mà chỉ ngại đưa tới tai họa ngập đầu cho phi linh môn mà thôi. Ngao! Năm đầu thanh long rít gào. Trộn vỡ hư không lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Suy! Trong tay Lục Lâm Thiên hiện ra viên khởi tử hồi xuân đan cuối cùng. Nhưng đúng ngay lúc này, từ bên trong phi linh môn truyền ra một tiếng gầm lớn. Đồ khốn, đệ tử lão tử há cho phép mấy con trùng tử động tới sao, khi dễ lão tử đã chết rồi à? Âm thanh gầm lớn bá đạo tuyệt luân vang vọng trời cao. Suy! Không gian vỡ ra. Một thân ảnh cao ngất trực tiếp xuyên qua không gian xung quanh xuất hiện, thân ảnh già nua, có vẻ hư ảo, nhưng khi thân ảnh kia xuất hiện, một cỗ uy áp cường hãn đột nhiên buông xuống, sắc mặt mọi người đều tái nhợt, vô hình chung cảm giác linh hồn bị áp chế. Trong mắt năm đầu thanh long tràn ngập kinh hãi, uy áp khổng lồ đột nhiên xuất hiện khiến linh hồn bọn hắn đều run rẩy,
thậm chí linh hoàng khí cũng không ngăn chặn được chân khí của đối phương. Sư phụ, chỉ nháy mắt khuôn mặt Lục Lâm Thiên run lên, lập tức lộ ra ý cười, thu lại khởi tử hồi xuân đan vào giới chỉ. Chỉ là mấy đầu đại trùng, cũng dám ra tay với đệ tử của ta, lão tử còn chưa chết đâu. Thân ảnh hư ảo vừa xuất hiện, một âm thanh quát lạnh truyền ra, khí phách tràn ngập vang vọng cả không trung. Đồng thời trong tay thánh thủ linh tôn hiện lên một khối ngọc thạch trôi nổi lưu quang, một cỗ năng lượng quỷ dị quanh quẩn, chính là linh ngọc sàng. Mấy đại trùng tử, cút xuống cho ta. Âm thanh thánh thủ linh tôn vô cùng bá đạo, chân khí lan tràn làm hồn anh các cường giả đều dùng mình. Thân ảnh thánh thủ linh tôn bước lên một bước, linh ngọc sàng bay ra. Nháy mắt lưu quang đại thịnh, linh ngọc sàng hóa thành một khối ngọc lớn mấy ngàn thước, không gian đều bị che phủ, không ngừng vặn vẹo, một cỗ chân khí cường hãn cực hạn nhất thời lan tràn. Đây là... Cảm giác được khí tức kia, Lục Lâm Thiên rung động, chân khí của linh ngọc sàng khác hẳn ngày thường, cực kỳ tương tự huyễn ảnh thanh vũ rực cùng tử lôi huyền đỉnh, khí tức mang theo lực hủy diệt khiến người sợ hãi. Thần khí, linh ngọc sàng của sư phụ nguyên lai là thần khí. Giờ khắc này trong lòng Lục Lâm Thiên run lên, khí tức kia chính là thần khí, hắn chưa từng nghĩ tới linh ngọc sàng lại là thần khí. Năm đầu thanh long bị áp chế, thân thể cứng ngắc, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Oanh long, chỉ tích tắc linh ngọc sàng mang theo xu thế phá không, ầm ầm đập lên năm đầu thanh long khổng lồ, lực lượng ngập trời đổ xuống, khe không gian chợt lóe rồi biến mất. Phanh phanh, không gian liên tiếp phá vỡ, hào quang linh ngọc sàng bắn tung tóe chói mắt, làm người không dám nhìn thẳng. Oanh long long, đất rung núi chuyển, mặt đất run rẩy, linh ngọc sàng khổng lồ trực tiếp đem năm đầu thanh long nện xuống đất, vài ngọn núi lớn bị san thành bình địa. Trời ạ! Những người đứng bên ngoài nhìn thấy ngây người trợn mắt, không dám tin tưởng. Vào lúc này năm đầu thanh long từ cổ tới đuôi đều bị linh ngọc sàng ép xuống đất, mặt đất biến thành cả một hố sâu cực lớn vuông vức. Mà lúc này năm đầu thanh long bị nện oằn cả thân thể, không biết có bị nện bẹp hay không. Phốc! Chỉ nháy mắt cả năm thanh long đều phun máu tươi, đem cả đỉnh núi phía trước hoàn toàn nhuộm đỏ. Thật mạnh! Vô số tiếng than thở sợ hãi vang lên. Mọi người hít sâu một hơi, đây chính là năm đầu thanh long khủng bố, nhưng đối diện với thân ảnh thương lão kia lại không chịu nổi một kích, hoàn toàn không lực đánh trả. Hô! Người của phi linh môn hít sâu một hơi, mồ hôi ướt đẫm, những vị cường giả trong bổn môn cũng nghe nói qua thân phận của thánh thủ linh tôn, vị này chính là người sáng lập thánh linh giáo, là sư phụ của trưởng môn, nhưng chưa từng chứng kiến thực lực của vị siêu cấp cường giả này. Phi linh môn đúng là cường giả như mây a. Chẳng lẽ vị này chính là thánh thủ linh tôn trong lời đồn đãi sao? Thanh linh tôn giả cùng hỏa thử tôn giả nhìn thân ảnh thương lão trên không, tràn đầy khiếp sợ. Đúng là sư phụ, rất nghiêu bức. Lục Lâm Thiên lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ ra tay, nuốt nước bọt, trong lòng vô cùng chấn động, thực lực của sư phụ vô cùng bá đạo, không hổ là vị cường giả đứng đầu tung hoành đại lục ngày trước, chỉ dùng một khối ngọc đã chụp bẹp năm đầu thanh long. Vào lúc này ở xa xa viễn không, đột nhiên có hai đạo khí tức khẽ dao động. Năm đầu thanh long bị nện dưới linh ngọc sàng, thân hình khổng lồ không thể nhúc nhích chút nào, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, bọn hắn thật sự không biết trong phi linh môn còn có vị cường giả như thế. Thiếu chủ, không sao chứ? Hắc Phú lặng yên xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên, quan tâm hỏi. Hắc Phú thúc, ngài lẽ ra nên sớm xuất hiện một chút chứ, ta đều sắp chết ngài mới tới. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ cười nói. Ngươi cũng đâu có việc gì, nhìn ngươi cũng không có hại. Hắc Phú nói. Đồ khốn, thanh long hoàng tộc thì giỏi lắm hay sao, đừng ở trước mặt lão tử hung hăng càn quấy, 7000 năm trước lão tử cũng đã không sợ, hiện tại cũng thế. Thánh thủ linh tôn lạnh lùng nói, ánh mắt đảo qua viễn không. Hai người các ngươi xem đủ rồi chưa, có phải để ta giết mấy đại trùng tử này mới chịu đi ra không? Còn có cường giả khác sao? Lục Lâm Thiên cả kinh. Hắn không hề cảm giác được khí tức, chỉ sợ thực lực hai người kia vô cùng khủng bố. Ha ha, mấy trùng tử này muốn giết thì giết đi, ta tuyệt đối không có ý kiến. Một tiếng cười to vang vọng trời cao. Suy, một thân ảnh hùng vĩ xuất hiện, bộ dáng chừng 40 tuổi, trường bào màu đen, khuôn mặt tuấn lãng, người này vừa xuất hiện một cỗ thiên địa năng lượng hội tụ, khí thế bàng bạc không ngừng lan tràn. Uy áp buông xuống. Cỗ uy áp này còn mạnh mẽ hơn năm đầu thanh long, các
các yêu thú có mặt đều có cảm giác như muốn thần phục. Thật mạnh, đây là thân thể yêu thú, chẳng lẽ? Sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, chân khí của người này mạnh mẽ, có thể so sánh với một trong những siêu cấp cường giả mà hắn từng gặp qua, tuy chưa đạt tới trình độ như cùng kỳ tôn giả, Bạch Long tôn giả cùng Kim Lang tôn giả, nhưng uy thế lại không kém bọn họ, nếu động thủ cũng phải ngang ngửa, theo chân khí mà xem chính là một đầu yêu thú mà không phải nhân loại. Tiểu Long đã hóa thành hình người, khi nhìn thấy thân ảnh hùng vĩ trên không trung, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc, làm hắn không khỏi run lên. Uy áp thật mạnh, chẳng lẽ là một trong tứ đại thú hoàng tộc? Lục Lâm Thiên nhủ thầm. Người kia vừa xuất hiện liền nhìn qua Tiểu Long, ánh mắt không ngừng đánh giá. Nếu ta không đoán sai, vị này chính là thánh thủ linh tôn từng tung hoành đại lục năm xưa đi, không nghĩ tới chỉ còn là linh hồn thể mà uy thế vẫn như xưa. Một âm thanh yêu kiều thản nhiên truyền tới. Âm thanh vừa rơi xuống, không gian xung quanh chợt nhoáng lên, một thân ảnh xinh đẹp uyển chuyển bước ra, nàng vừa xuất hiện liền mang theo uy áp thật lớn, không gian xung quanh nhộn nhạo, làm linh hồn người run rẩy. Thân ảnh vừa xuất hiện, nhìn thấy năm đầu thanh long bị nện dưới lòng đất, khẽ nhíu mày phất tay, một cỗ năng lượng vô hình khuếch tán, không gian đột nhiên run lên, năng lượng lập tức lan tràn. Tu vi bọn hắn không tinh, đã nhờ chỉ giáo, để cho ta lãnh giáo các hạ một phen thế nào. Nữ tử vừa nói, năng lượng bàng bạc đổ ập về hướng thánh thủ linh tôn. Ngao! Một tiếng long ngâm vang vọng trên trời cao, linh nguyên lan tràn, hóa thành đầu thanh long ngũ trảo khổng lồ, long uy tràn ngập khắp cả không gian. Tiểu nữ Oa Nhi, có chút bổn sự. Khuôn mặt thánh thủ linh tôn thoáng biến hóa, thủ ấn kết xuất, năm ngón tay khẽ nắm lại. Linh ngọc sàng bay lên ngăn cản hư ảnh thanh long đang rít gào, đôi bên ầm ầm va chạm lẫn nhau. Ngao! Trong nháy mắt linh ngọc sàng va chạm cùng hư ảnh thanh long, hư ảnh xâm nhập vào trong linh ngọc sàng, như phá không biến mất. Khi hư ảnh đã hoàn toàn xuyên vào trong linh ngọc sàng, hào quang linh ngọc sàng chợt ảm đạm, chung quanh tản ra khe không gian tối đen, lại một tiếng nổ tung thật lớn truyền ra. Oanh oanh oanh! Không gian liên tục nổ lớn. Năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, những ngọn núi bên dưới nứt nẻ, không gian xung quanh hoàn toàn sôi trào. Hừ! Đồng thời thánh thủ linh tôn cũng thối lui vài bước, linh ngọc sàng thu nhỏ lại, xoay quanh trên bàn tay thánh thủ linh tôn. Đặng đặng! Cùng lúc đó nữ tử cũng run lên, lập tức lảo đảo lui ra sau mấy bước. Sư phụ, ngài không sao chứ? Lục Lâm Thiên kinh hoàng vội vàng lao tới bên người thánh thủ linh tôn. Không có chuyện gì. Thiên phú công kích của thanh long hoàng tộc thật đáng sợ, cũng may có linh ngọc sàng. Thánh thủ linh tôn nói, thân ảnh càng hư ảo hơn, một kích kinh khủng vừa rồi thật sự quá cường hãn. Lục Lâm Thiên yên tâm, nhìn qua nữ tử kia, đó là một thân ảnh uyển chuyển tới cực hạn, như tiên tử xuất trần, phong hoa tuyệt đại, bạch y như tuyết, cao quý vô song, đôi mắt thâm thúy như có thể nhìn thấu hết thảy. Lục Lâm Thiên nhận ra được nàng là nữ tử tuyệt mỹ từng cứu mình thoát khỏi tay phó giới chủ linh vũ giới trước kia. Vừa nhìn thấy nữ tử, sắc mặt Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng đại biến, họ từng gặp nàng, mà người kinh ngạc nhất chính là Dương Quá. Thật đẹp! Các mỹ nữ trong phi linh môn nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ trên không trung, không tự chủ được tán thán. Nhị công chúa! Năm đầu thanh long đẫm đầy máu tươi hóa thành hình người đi tới bên cạnh nữ tử bản quyền Upsilon âm kính hành lễ. Lui ra đi. Nữ tử thản nhiên phất tay nói. Không hổ là thánh thủ linh tôn, thần khí như vậy cũng khó gặp, nhưng nếu ngươi không có thần khí thì cũng không làm được như thế. Nữ tử thản nhiên nói, ánh mắt lướt qua linh ngọc sàng trong tay thánh thủ linh tôn. Tiểu nữ Oa Nhi, nếu bản tôn không phải linh hồn thể, hết thảy thực sự sẽ khác hẳn, các ngươi đi thôi, có bản tôn ở đây, dù là ngươi cũng không mang tiểu gia hỏa này đi được. Thánh thủ linh tôn nói. Nhị công chúa, nhất định phải mang nhiệt xúc này về, đây là trưởng lão trong tộc quyết định. Trung niên đầu lĩnh nói. Lớn mật, các ngươi sao dám gọi nhiệt xúc, lần sau để ta nghe được tuyệt không tha cho các ngươi. Nữ tử quay đầu lại lạnh lùng quát. Tỷ tỷ, ngươi rốt cục đã tới, ta tìm ngươi tìm thật lâu. Nhưng đúng ngay lúc này thân ảnh Dương Quá chợt phóng lên cao, ánh mắt ướt át, lăng không đi về hướng nữ tử kia. Ngươi nhận lầm người rồi. Nữ tử tuyệt mỹ nhìn Dương Quá, khẽ nhíu mày, dáng vẻ như không nhận ra hắn. Tỷ tỷ, ta làm sao nhận sai được, vì sao ngươi không để ý tới ta, có phải ta làm ngươi tức giận?
Dương Quá run rẩy hỏi. Thật to gan, nếu ngươi còn nói bậy đừng trách ta không khách khí. Nữ tử nhíu mày, có chút tức giận nói. Tỷ tỷ, vì sao ngươi không để ý ta, ta đã làm sai chuyện gì sao?